Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 21. Phàm nhân, ông muốn chết à? Thực sự cho rằng có biện pháp khí hộ thân, tôi sẽ không có biện pháp mang các người đi sao? Người đàn ông liếm môi, cười hung dữ, không nhiều lời vô nghĩa với bọn họ nữa. Một phàm nhân, cũng dám bất kính với vu thần giáo bọn họ. Xà thủ. Một tay vươn ra, năm đạo hắc khí tỏa ra từ tay anh ta, như cự xà hung ác bay về phía cha Mạc Phàm. Mạc lão tiên sinh cẩn thận. A Hào nhắc nhở một câu, anh ta muốn tiến lên đỡ hắc khí này. Nhưng anh ta còn chưa bước một bước, dưới chân mềm nhũn, trước mắt bỗng tối sầm, ngã xuống đất. Trên mặt cha Mạc Phàm không có chút sợ hãi, bảo vệ lão mẹ Mạc Phàm và Tiểu Vũ ở sau người. Trong chớp mắt hắc khí hình rắn đến gần, quấn quanh màn hào quang màu vàng bên ngoài cơ thể cha Mạc Phàm. Rắc, trên màn hào quang màu vàng xuất hiện điện quang. Hắc khí hình rắn chỉ hơi chậm lại, không chỉ không biến mất, trái lại như bị trêu tức. Thân rắn dùng lực co lại, giống như muốn vặn vỡ màn hào quang trên người cha Mạc Phàm. Tách tách, tiếng động như thủy tinh bị nghiền nát vang lên, từng đạo vết rạn xuất hiện trên màn hào quang. Sắc mặt lão mẹ Mạc Phàm và Tiểu Vũ thay đổi, trong mắt đều là lo lắng. Ha ha, pháp khí này cũng chỉ được như vậy sao, vặn vỡ nó cho ta, người đàn ông cười mỉa nói, trong mắt đều là tàn nhẫn. Giết lão già này trước, rồi mang hai người còn lại về Vu Thần Sơn, anh ta không tin Mạc Phàm không mang Vu Nha đến Vu Thần Sơn. Người đàn ông vừa mới nói xong, năm hắc khí hình rắn lại trướng to, sức mạnh lập tức tăng thêm vài phần. Âm thanh rầm rầm vang lên liên tục, trên màn hào quang có vết rạn như mạng nhện. Quốc hoa. Một tay lão mẹ Mạc Phàm ôm Tiểu Ngọc, một tay che miệng, trong mắt lóe lên lệ quang. Thả cha tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ giết chú. Tiểu Vũ nắm chặt đôi tay trắng như phấn, con người lóe sáng sắc bén như vì sao trên bầu trời, hiếm khi tức giận nói. Giết tôi, không biết sống chết. Người đàn ông hơi nhếch miệng, cười đắc ý, năm ngón tay nắm chặt. Rầm, màn hào quang màu vàng vỡ nát. Hắc khí hình rắn sắp quấn lên người cha Mạc Phàm, giống như vặn vỡ màn hào quang, vặn nát cha Mạc Phàm, một giọng nói rét lạnh truyền từ không trung đến. Không biết sống chết là anh đó. Giọng nói này vừa vang lên, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén đột nhiên xuất hiện, xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, chém mạnh về phía cánh tay người đàn ông kia. Kiếm khí còn chưa tới, kinh phong bá đạo thổi tới làm bắp thịt trên người người đàn ông biến hình. Tươi cười trên mặt người đàn ông cứng đờ, không để ý đến cha Mạc Phàm nữa, năm đạo hắc khí hình rắn quay lại nhanh như tia chớp, ngưng tụ lại chắn một đạo kiếm khí đánh tới. Chỉ là vài đạo yêu hồn cũng muốn chắn kiếm của tôi. Năm đạo hắc khí hình rắn đụng tới kiếm khí, cùng là kinh khí, nhưng như ice cream gặp thần kiếm chém sắt như chém bùn. Phập, không có gì trở ngại, hắc khí hình rắn bị chém thành vài đoạn, rơi xuống đất. Sắc mặt người đàn ông thay đổi. Dưới chân khẽ di chuyển, vội vàng tránh người sang một bên. Rầm, kiếm khí cao vài trượng chém xuống con đường thông về phía biệt thự. Đất đai không ngừng run rẩy, sơn thể lay động, một đạo vết kiếm sâu xuất hiện trên đất, sâu không thấy đáy. Theo kiếm khí chém xuống đất, một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, như ngôi sao rơi xuống. Rầm, một tiếng thật lớn, mặt đất quanh hai thước xung quanh bóng dáng này lập tức nứt ra, nứt vụn. Kình phong cuốn đất đá mang theo sát khí, bay ra xung quanh. Người này không phải ai khác, đúng là Mạc Phàm vội vàng tới đây. Thân hình người đàn ông vừa ổn định, vẻ mặt khẽ đổi, cảnh giác nhìn Mạc Phàm cầm bạch ngọc kiếm trong tay. Người chưa tới, kiếm khí đã tới trước, đây là thủ đoạn của Tiên Thiên Tông Sư, nhưng không phải Tiên Thiên Tông Sư bình thường có thể làm được. Anh ta vốn tưởng rằng nhiệm vụ sẽ hoàn thành rất thuận lợi, ai biết nửa đường lại xuất hiện một Tiên Thiên Tông Sư. Cậu là ai, dám ngăn cản Vu Thần giáo tôi làm việc? Anh, nhanh cứu cha và chú A Hào. Tiểu Vũ thấy người tới là Mạc Phàm, vội vàng nói với hắn, nước mắt đều sắp chảy ra. Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn về phía cha và A Hào, trong con ngươi lóe lên hàn quang. Trên hai tay và một chân cha có quấn rắn độc màu đỏ đen, mỗi con đều vô cùng hung ác, há cái mồm to như bồn máu, giống như cắn xuống bất cứ lúc nào. Cách đó không xa, A Hào ngã xuống đất, đã bất tỉnh nhân sự. Người đàn ông nghe Tiểu Vũ xưng hô với Mạc Phàm như vậy, nhướng mày, trong mắt hiện lên bất ngờ. Cậu là Mạc Phàm,
người giết trưởng lão và hộ pháp của Vu Thần giáo chúng tôi. Là tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nghe thấy Mạc Phàm nói vậy, người đàn ông nhướng mày, bất nộ phản hỉ. Hiện giờ cha cậu ở trong tay tôi, chỉ cần tôi ra lệnh, ông ta sẽ trúng độc mất mạng như người lái xe kia, cậu tự phế tu vi giao Vu Nha ra, đi đến Vu Thần Sơn với tôi một chuyến, hay trơ mắt nhìn cha cậu bị rắn độc cắn chết đây. Tiểu Phàm, đừng nghe cậu ta, con nhanh giải độc trên người A Hào trước đi, người này không dám giết cha đâu. Cha Mạc Phàm trấn định nói. Chắc chắn thực lực người này không bằng Mạc Phàm, nếu không muốn mất mạng, nhất định không dám giết ông. Trái lại A Hào bị trúng độc lâu như vậy, nếu không cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông này vốn nhíu mày, sau đó cười khinh thường. Ông quá coi trọng con trai mình rồi đó, nói cho ông biết, tuy loại rắn này do tôi nuôi, nhưng ngay cả tôi cũng không giải được độc rắn này, nếu cậu ta giải được, tôi sẽ lập tức rời đi. Nếu rắn độc của anh ta không uy hiếp được Mạc Phàm, vẫn nên chạy trốn tốt hơn. Nhưng trừ phi tiểu tử này là thần tiên, nếu không không có khả năng giải được độc rắn. Sắc mặt cha Mạc Phàm trầm xuống, cởi chuông phải nhờ người buộc chuông, nếu ngay cả người đàn ông này đều không giải được, chỉ sợ độc rắn này khó giải rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hôm nay anh không đi được. Nếu Vu Thần giáo dám phái người tới, còn muốn đi, nói đùa sao? Vậy sao, vậy xem cậu khiến tôi không đi được thế nào? Người đàn ông không sợ hãi, cười mỉa nói. Cha tiểu tử này đều đã nằm trong tay anh ta, trừ phi cậu ta không muốn cha mình còn sống. Nhưng phàm nhân có mấy người có thể trơ mắt và thờ ơ nhìn cha mình chết. Vậy anh nhìn thật kỹ đi. Ý niệm Mạc Phàm khẽ động, mắt lóe ra ánh sáng lạnh, cảm ứng như thủy triều phun trào ra. Cút! Một chữ như sấm âm cuồn cuộn mà ra. Ba con rắn độc vận sức chờ phát động như bị điện giật, vội vàng rời khỏi người cha Mạc Phàm, quay về túi bên hông người đàn ông. Mắt người đàn ông mở to, anh ta nuôi những con rắn này từ nhỏ, cho dù là anh ta cũng có khi không sử dụng được, lại bị một chữ của Mạc Phàm dọa quay về. Cậu làm thế nào vậy? Người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, quỷ xà vương trúc cơ hậu kỳ đều bị trấn trụ, giao nội đan và huyết linh chi ra, chỉ là mấy huyền minh xà đến trúc cơ sơ kỳ, cũng dám làm càn trước mặt hắn. Mạc Phàm không để ý đến người này, đi đến bên cạnh A Hào. Mấy ngân châm châm vào đầu A Hào, một pháp ấn đánh vào trong cơ thể anh ta. Pháp ấn sáng lên, huyết dịch đen tuyền chảy từ trong vết thương A Hào bị rắn cắn ra, gương mặt vốn xanh mét của A Hào, khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong phút chốc, hơi thở của A Hào ổn định hơn, nhưng sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, rõ ràng là đã giải được độc rắn. Mặt người đàn ông kia xám như cho tàn, trong mắt đều là không dám tin. Rắn của anh ta bị Mạc Phàm dọa chạy, độc rắn cũng được Mạc Phàm giải trừ, độc này ngay cả anh ta cũng không giải được, chưa đến một phút đã bị Mạc Phàm giải. Tiểu tử này còn 16, 17 tuổi, thật sự là người sao? Độc rắn này rất khó giải sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu ngay cả độc rắn huyền minh xà cũng không giải được, vậy danh xưng y tiên bất tử của hắn là nói chơi à? Người đàn ông nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng. Nhiệm vụ vốn sắp hoàn thành, Mạc Phàm vừa mới tới, toàn bộ đều ngâm nước nóng. Chỉ do dự một lát, anh ta không do dự nữa lao ra ngoài khu biệt thự. Chúng ta gặp ở Vu Thần Sơn. Người đàn ông vừa nói xong, liền đến chỗ cách hơn 10 thước. Chạy sao? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh. Nếu đã đến Đông Hải, còn muốn đi, nghĩ hay quá nhỉ? Tôi đã nói rồi, hôm nay anh không đi được. Trấn Hải. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một trường không do dự cách không đánh ra. Dầm, người đàn ông vừa mới nhảy lên, giống như trái bom nổ mạnh trong không trung. Thân hình người đàn ông run lên, một ngụm máu tươi phun từ trong miệng anh ta ra, giống như chim ưng bị trúng đạn, rơi xuống đất. Mạc Phàm gọi cha mẹ và tiểu vũ, xác nhận xung quanh không còn người của Vu Thần giáo nào nữa, hắn đi về phía người đàn ông rơi xuống. Cách đó không xa, trong một vườn hoa. Người đàn ông nghiến chặt răng, vừa mới đứng dậy, đau nhức lập tức truyền từ ngực đến, một ngụm máu phun ra, lại quỳ trên mặt đất. Anh ta đứng dậy, một trường kiếm toàn thân như bạch ngọc, kiếm quang phiến bạch quang rét lạnh để trước người anh ta. Anh cho rằng anh chạy trốn được sao? Ánh mắt Mạc Phàm như lợi kiếm hàn băng, nhìn người đàn ông kia hỏi.
Một tay người đàn ông ôm ngực, nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ. Chạy không thoát thì sao, cậu cho rằng giết tôi, Mạc gia các cậu sẽ an toàn à, nói cho cậu biết, một ngày cậu không tới Vu Thần giáo tôi thỉnh tội, Mạc gia cậu đừng mong sống yên ổn. Vậy tôi cũng nói cho anh biết, Vu Thần giáo các anh chọc vào người không nên chọc rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Người đàn ông trừng mắt nhìn, cho rằng mình nghe lầm. Trăm ngàn năm qua, từ đế vương, tông sư tông phái, đến bần dân, nô lệ, Vu Thần giáo bọn họ chưa từng giết người nào. Có không biết bao nhiêu danh môn chính phái muốn diệt Vu Thần giáo bọn họ, ngay cả các thế hệ người cầm quyền cũng tập hợp quân đội nhiều lần, muốn phá hang ổ của Vu Thần giáo bọn họ. Nhưng cho dù là danh môn chính phái, hay người cầm quyền, ngay cả thánh địa của Vu Thần giáo bọn họ cũng không tìm được, người tìm được đến đều chết hết. Mạc Phàm một người mới thành danh ở nơi nhỏ bé chật hẹp như Đông Hải, vậy mà tự xưng là người Vu Thần giáo không thể trêu chọc vào. Thực cho rằng dọa rắn của anh ta chạy mất, lại giải được độc rắn của anh ta thì giỏi lắm sao? Bên trong Vu Thần giáo bọn họ, một tên tiểu tử có thể tưởng tượng được sao? Hoa hạ này, có người Vu Thần giáo tôi không thể trêu vào sao? Có, nhưng mà anh không có cơ hội thấy được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước, 12 vu tổ của vu tộc đều coi hắn như khách quý, một Vu Thần giáo trên địa cầu mà hắn không thể trêu vào sao? Cậu tìm được thánh địa của Vu Thần giáo tôi trước rồi nói sau, không tìm được thánh địa của Vu Thần giáo tôi, cho dù cậu lợi hại đến mấy, có năng lực làm gì Vu Thần giáo tôi? Người đàn ông khinh thường nói. Anh nghĩ rằng tôi tóm được anh, khoảng cách biết Vu Thần giáo còn xa sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Lần này hắn về Đông Hải, vốn tưởng rằng biết được vị trí của Vu Thần giáo ở chỗ Tần Lão Gia Tử và Lạc Phi, không ngờ hai người họ cũng không biết. Nếu Vu Thần giáo phái sát thủ tới, khoảng cách biết vị trí của Vu Thần giáo còn xa lắm sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ nói cho cậu biết vị trí của Vu Thần giáo sao, cho dù tôi chết, cũng sẽ không nói vị trí của thánh địa Vu Thần giáo tôi, cậu đừng nằm mơ nữa, tôi ở phía dưới đợi cả nhà cậu. Trong mắt người đàn ông hiện lên điên cuồng, ngón tay khẽ cử động, chỗ mi tâm, một ấn ký hình đầu lâu màu trắng lập tức sáng lên. Đầu lâu này lập tức biến từ màu trắng sang màu đỏ, sau đó là màu tím. Chỉ cần anh ta bảo vệ bí mật của thánh địa Vu Thần giáo, Mạc gia chôn cùng anh ta chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Phàm nhìn ấn ký trên trán người đàn ông, nhíu mày. Nói chữ chết trước mặt y tiên bất tử tôi, anh cảm thấy dễ như vậy sao? Ý niệm hắn khẽ động, một ấn ký màu vàng sáng lên trong lòng bàn tay hắn, một chưởng vỗ về phía đầu người đàn ông kia. Vẻ mặt người đàn ông khiếp sợ, ấn ký đầu lâu trên trán lập tức biến từ màu tím về màu đỏ, lại biến thành màu trắng, cuối cùng biến mất không thấy, tu vi trúc cơ hậu kỳ của người đàn ông không còn. Đắc ý trên mặt người đàn ông biến mất trong chớp mắt. Mạc Phàm không chỉ phế tu vi của anh ta, còn xóa diệt hồn ấn dùng để tự sát trên người anh ta đi. Ấn ký này là vu chủ tự tay thêm vào cho bọn họ, vì bảo vệ bí mật của Vu Thần giáo, nghe nói ngay cả vu chủ bọn họ cũng không biết phương pháp giải trừ. Chuyện này, cậu, sao cậu có thể giải được diệt hồn ấn? Người đàn ông trầm giọng nói, một chút sợ hãi xuất hiện trong đáy mắt. Tiểu tử khiến anh ta muốn sống không được, còn có thể khiến anh ta không chết được, không còn chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này. Diệt hồn ấn, ha ha. Mạc Phàm cười khinh thường. Diệt hồn ấn này là một ấn ký thường dùng nhất của sát thủ ở tu chân giới, một khi ám sát thất bại, sẽ kích hoạt diệt hồn ấn này, đơn giản, nhanh chóng, có tác dụng. Chỉ cần đầu lâu màu trắng biến thành màu đen, người sẽ chết, cho dù siêu hồn cũng vô dụng. Nhưng loại ấn ký này, có thể làm khó được hắn sao? Cho dù cậu giải diệt hồn ấn thì thế nào, chuyện về Vu Thần Sơn, tôi sẽ không nói cho cậu một chữ. Người đàn ông thấy Mạc Phàm không nói. Ra vẻ trấn định nói. Không cần anh nói cho tôi biết, tôi tự mình biết được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn giơ tay nắm lấy đầu người đàn ông, hai ngón tay dựng thẳng trước người, miệng niệm thần chú. Siêu hồn. Trên tay hắn chớp lóe lam quang, trong mắt cũng hiện lên hào quang màu lam quỷ dị, bắn vào trong mắt người đàn ông. Người đàn ông này khiếp sợ, vẻ mặt lập tức ngây ra như phỗng. Một đám hình ảnh như cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện trong mắt Mạc Phàm. Trong những hình ảnh này, không chỉ có thời gian bắt đầu tế tự, địa chỉ rõ ràng của thánh địa Vu Thần giáo,
ngay cả thông tin tướng mạo của sát thủ vu chủ phái ra, cũng đều nằm ở trong. Một lát sau, tất cả tin tức tới tay, Mạc Phàm cười lạnh lùng, thu lại lam quang trong mắt. A, à, người đàn ông thở hổn hển, như người sắp chết đuối cuối cùng cũng nổi trên mặt nước. Cậu đã làm gì tôi? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, không trả lời. Người đáng chết không cần thiết phải biết nhiều như thế. Không phải anh vừa nói muốn chết à, anh rất thích chơi với rắn đúng không? Bây giờ anh có thể chết với rắn của anh rồi. Nếu dám ra tay với người nhà của hắn, vậy thì chết đi. Đi. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, quát khẽ một tiếng. Ba con rắn nhỏ màu đỏ đen chui từ trong túi bên hông người đàn ông ra, cắn vài cái lên người người đàn ông kia. Mắt người đàn ông mở to, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh ta vội vàng rút đao bên hông ra chém loạn, mấy đao của anh ta chém đám rắn cắn anh ta không rời thành vài đoạn. Giết hết rắn độc, anh ta vội vàng cắt miệng vết thương, máu tươi phun ra. Anh ta từng dùng huyền minh xà cắn rất nhiều người, nếu cắt muộn, thân thể sẽ biến thành máu loãng, quá trình vô cùng thống khổ. Anh ta từng dùng những con rắn độc này, cố ý hành hạ một số người mạo phạm vu thần giáo bọn họ, nhìn bọn họ hóa thành máu loãng từng chút một. Một đao của anh ta mới cắt xuống, liền thấy độc tố như vạch đen lan tràn sang những nơi khác, sắc mặt anh ta xám như tro tàn. Tiểu tử, cậu đợi đó, cậu dám giết tôi, vu thần giáo chúng tôi nhất định sẽ khiến cả nhà cậu chết không được tử tế. Người đàn ông như dã thú quát ầm lên, giọng nói như lệ quỷ cửu u nguyền rủa. Anh ta nói xong giơ đao đâm về phía tim mình. Anh ta tình nguyện tự sát, cũng không muốn biến thành máu loãng từng chút một. Vu thần giáo không làm được gì đâu, tôi sẽ khiến vu thần giáo biến mất vĩnh viễn, còn anh, sẽ không được như ý nguyện. Mắt Mạc Phàm nheo lại, hàn quang lóe lên. Hắn nói xong khẽ búng tay, đạn khí bắn vào tay người đàn ông, cổ tay người đàn ông lập tức nhũn như mì sợi. Keng, đao trong tay anh ta rơi xuống đất, anh ta muốn tự sát đều khó có khả năng, thân thể chậm rãi biến thành máu loãng. Tiểu tử, cậu đợi, a! À. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên, mãi mới yên tĩnh lại. Nửa tiếng sau, Mạc Phàm xử lý người đàn ông kia xong, quay về chỗ lúc trước. A Hào đã tỉnh lại, vẻ mặt áy náy nhìn Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, tôi. Quay về dưỡng thương thật tốt đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không có ý trách cứ. Tu vi của sát thủ vu thần giáo cao hơn A Hào, lại am hiểu vu thuật, độc thuật, quả thật hơi phiền phức. Anh! Người xấu kia đâu? Tiểu Vũ đã chạy tới, vội hỏi. Đã không còn nữa. Mạc Phàm cười nhạt nói, cưng chiều bế Tiểu Vũ lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh nhanh khiến em trở nên lợi hại giống như anh. Lần sau mà gặp kẻ xấu, em cũng có thể bảo vệ cha mẹ, để tất cả những người xấu không còn nữa. Tay Tiểu Vũ nắm lấy mũi Mạc Phàm, nghiêm túc nói. Tuy cô còn nhỏ tuổi, cũng biết nguy hiểm, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp cha. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cũng véo mũi Tiểu Vũ. Mỗi ngày đừng lười nhác, không lâu sau em sẽ giống như anh. Mẹ, mẹ xem anh con này, mỗi ngày người ta đều luyện công mệt mỏi như thế, anh còn nói con lười biếng. Vẻ mặt Tiểu Vũ ấm ức. Cha mẹ Mạc Phàm nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiểu Vũ, chỉ cười, bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Cho em cái này. Sau này gặp phải người xấu, em hô to tên của anh, sẽ lợi hại giống như anh vậy. Mạc Phàm lấy huyết hồn thạch ra, đưa cho Tiểu Vũ. Trong huyết hồn thạch này có ba hồn của hắn, trải qua hắn ôn dưỡng lâu như vậy, đã có thể sử dụng. Sau này gặp phải chuyện như thế, cho dù cách xa ngàn dặm, hắn cũng có thể mượn huyết hồn thạch xuất hiện. Trừ chuyện đó ra, huyết hồn thạch có lợi rất lớn với tu luyện của Tiểu Vũ. Thật sao? Tiểu Vũ bán tín bán nghi hỏi. Thật. Mạc Phàm gật đầu. Vậy anh ôm em về nhà, em sẽ tin tưởng anh. Tiểu Vũ chơi xấu nói. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, người một nhà bọn họ đi về biệt thự với A Hào. Còn chưa đi xa, lông mày lão mẹ Mạc Phàm nhíu lại, do dự rất lâu, vẫn mở miệng hỏi. Tiểu Phàm, không phải con đi Tấn Châu sao, sao lại đắc tội vu thần giáo? Nếu là thế lực bình thường bà sẽ không hỏi. Nhưng đối phương lại là vu thần giáo. Mạc Phàm biết không giấu giếm được, nói đơn giản chuyện hắn gặp được ở Lỗ Gia với cha mẹ. Lo lắng trên mặt lão mẹ Mạc Phàm không giảm chút nào, trái lại còn tăng thêm.
Tên sát thủ lúc trước nói Mạc Phàm giết người của Vu Thần Giáo, bà còn chưa tin, ai biết Mạc Phàm thật sự giết trưởng lão của Vu Thần Giáo. Chuyện này phiền phức rồi, chắc chắn Vu Thần Giáo sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Phàm, con chuẩn bị ứng phó người của Vu Thần Giáo thế nào? Cha Mạc Phàm cũng hít vào một hơi khí lạnh, hỏi. Lúc trước chiến sĩ của ông chết một cách kỳ lạ trong tay Vu Thần Giáo, ông có phẫn nộ có bóng ma với Vu Thần Giáo. Bọn họ chỉ nổ súng bắn chết một tiểu lâu la, liền bị trả thù, Mạc Phàm lại giết trưởng lão và hộ pháp. Sẽ không đối phó, con chuẩn bị diệt Vu Thần Giáo. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, kiên định nói. Vu Thần Giáo đã phái người đến Đông Hải, bắt đầu ra tay với người nhà hắn, nếu không phải hắn phát hiện đúng lúc, có khả năng hắn sẽ không được gặp cha nữa. Thiên giám động người nhà hắn, hắn đạp phá chư thiên. Địa giám động người nhà hắn, hắn phải diệt địa. Nếu Vu Thần Giáo dám phái người giết người nhà của hắn, không có bất luận lý do gì để tồn tại. Cha mẹ Mạc Phàm cảm nhận được lửa giận trong lời nói của hắn, vẻ mặt lập tức thay đổi. Tiểu Phàm, Vu Thần Giáo không phải là trạm xăng dầu ở thành phố Nam Sơn, con ngàn vạn lần đừng kích động. Lão mẹ Mạc Phàm khẩn trương nói. Tưởng ra bà có một cuốn sách về Vu Thần Giáo là tà phái tồn tại từ thời viễn cổ. Có không biết bao nhiêu người muốn đối phó Vu Thần Giáo, đều gặp phải diệt môn. Trong sách tưởng ra bọn dùng mực đỏ viết, không thể đắc tội tông phái này. Thế lực như vậy Mạc Phàm muốn diệt là diệt được sao, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mạc Phàm đã đoán được mọi người sẽ như vậy, hắn cười trấn an nói. Lần này không phải chỉ mình con đi, quân đội cũng phái trên vạn người, con đã biết địa chỉ, cho dù không diệt được Vu Thần Giáo. Con cũng nắm chắc 10 phần rút lui an toàn, yên tâm đi, mẹ. Nếu không cho mẹ lý do yên tâm, hắn chắc chắn không được đi Vu Thần Sơn. Thật sao? Lão mẹ Mạc Phàm bán tín bán nghi nói. Vu Thần Giáo lấy 10 vạn người Hoa Hạ tế tự, quân đội không có khả năng bỏ mặc. Nếu quân đội phái ra đại quân, tiêu diệt Vu Thần Giáo cũng không phải không có khả năng. Dù sao võ giả, pháp sư lợi hại đến mấy. Có thể bằng bom nguyên tử và bom khinh khí sao? Nếu có thể diệt Vu Thần Giáo, không chỉ diệt trừ một mầm hại giúp Hoa Hạ, nhà bọn họ cũng có thể sống yên ổn. Thật ạ? Mạc Phàm gật đầu nói. Lão mẹ Mạc Phàm do dự rất lâu, lúc này mới đành phải nói. Con đã có quyết định, mẹ cũng không ngăn cản con nữa, nhưng con nhất định phải cẩn thận, mẹ chỉ có mình con là con trai thôi. Mẹ còn có con mà. Tiểu Vũ nghịch ngợm xen miệng nói. Con sao, đã lớn như vậy, còn thích bắt anh ôm, mau xuống đây. Lão mẹ Mạc Phàm tức giận nói. Con không xuống đâu. Tiểu Vũ không chỉ không xuống, còn ôm chặt hơn. Mạc Phàm cười khẽ, ôm Tiểu Vũ quay về biệt thự, đến biệt thự, Tiểu Vũ mới đi xuống. Hắn quay về phòng ngủ, lấy giấy bút ra, dựa theo hình ảnh siêu hồn, vẽ ra tướng mạo của 17 người, tuổi tác, tên. Địa chỉ viết sang bên cạnh. Dựa theo trí nhớ của tên sát thủ kia, Vu Thần Giáo phái tổng cộng 18 người, người bị hắn giết có tu vi cao nhất, còn lại đều là trúc cơ trung kỳ và sơ kỳ, nhất định phải diệt những người này. Hắn gọi Chu Hiệt và Tần Kiệt tiến vào, giao những hình vẽ này cho Chu Hiệt. Tuy Chu Hiệt mới tới trúc cơ sơ kỳ, nhưng đám trúc cơ trung kỳ của Vu Thần Giáo có thể so sánh được sao? Chu Hiệt đi giết bọn họ, vậy là đủ rồi. Sư phụ phải đi ra ngoài một thời gian, trong khoảng thời gian sư phụ không có ở Đông Hải, giết hết tất cả sát thủ của tà giáo này. Dạ, sư phụ. Chu Hiệt không do dự nhận lấy bức vẽ, ra khỏi phòng. Nói cho ông nội và ông ngoại con, sư phụ đã biết địa chỉ của Thánh địa Vu Thần Giáo, con cũng chuẩn bị đi, theo sư phụ đến Vu Thần Sơn. Mạc Phàm nói với Tần Kiệt. Hắn định tự mình lái xe đi, nhưng để Tần lão gia tử an bài hành trình. Càng khiến cha mẹ yên tâm hơn. Còn Tần Kiệt, cũng là lúc mang theo cậu ta rèn luyện một phen. Con lập tức đi ngay. Vẻ mặt Tần Kiệt khẽ đổi, xoay người rời khỏi biệt thự. Không lâu sau, lão gia tử Tần gia, Lạc gia vội vàng chạy đến. Mạc Phàm dặn dò một phen, nhìn thoáng qua Vân Châu ở phía tây nam, mang theo Tiểu Hồ Ly và Tần Kiệt, ngồi xe Tần gia rời đi. Một tiếng sau, xe lập tức đến căn cứ đóng quân bí ẩn ở một vùng ngoại ô Đông Hải, phi cơ quân dụng đã đợi ở đường băng. Mạc Phàm và Tần Kiệt xuống xe, một sĩ quan đi tới, cung kính hành lễ với hai người.
là Mạc tiên sinh và Tần thiếu Tần lão tướng quân an bài đúng không? Đúng vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Phi cơ lập tức cất cánh, mời hai vị đăng ký. Quan quân ôn hòa nói. Mạc Phàm không để ở trong lòng, ừm một tiếng rồi lên máy bay. Đây là máy bay vận tải, trên máy bay có không ít người ngồi, mỗi người đều mặc trang phục dã ngoại tác chiến, súng thật đạn thật, vẻ mặt mỗi người đầy thiết huyết. Mạc Phàm và Tần Kiệt mới lên phi cơ, gần như tất cả mọi người đều nhìn qua. Không ít người thấy hai người khoảng 16, 17 tuổi, lại mặc trang phục thoải mái, đều nhíu mày lại, trong mắt có thêm khinh thường. Có phải hai người lên nhầm phi cơ rồi không? Chúng tôi đến Vân Châu chấp hành nhiệm vụ, không phải mang hai người đi du lịch ngắm cảnh, phi cơ còn chưa cất cánh, nếu lên nhầm phi cơ thì nhanh xuống đi. Một binh lính trên đầu có sẹo vẻ mặt lưu manh tức giận nói. Binh lính này vừa mở miệng, những binh lính khác đều cười to, giống như đang xem diễn. Những binh lính bọn họ, nếu không phải ở trong mưa bom bão đạn, thì huấn luyện ngày đêm. Hiếm khi được thấy trò hay, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đám binh lính vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở to mắt, nhìn về phía hai người với vẻ nghiền ngẫm. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt chớp lóe lam quang, liếc mắt nhìn binh lính này một cái. Binh lính này khoảng 25, 26 tuổi, hai tay để sau gáy, thân thể nửa nằm, miệng còn ngậm một cái tăm, bắt chéo hai chân, vẻ mặt thoải mái. Anh đang nói chúng tôi sao? Mạc Phàm hỏi. Trừ hai người ra còn ai nữa, nếu là đi du lịch, nhanh xuống đi, đừng chậm trễ chúng tôi cất cánh. Liệt hỏa binh lính này khoát tay, không kiên nhẫn nói. Nếu anh đi ngăn cản tế tự của Vu thần giáo, chúng tôi sẽ không lên nhầm phi cơ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử, cậu biết không ít đâu nhỉ, nếu biết chúng tôi đi tìm Vu thần giáo gây phiền phức, còn không xuống, muốn bị bắn nát à? Liệt hỏa híp mắt, hơi bất ngờ nói. Hai người như vậy, ngay cả vật hy sinh cũng không đảm đương nổi, chỉ có thể bị bắn nát. Nếu tôi đi xuống, tất cả các anh đều một đi không về, cho dù tôi đi, trong số các anh cũng có người ở lại đó vĩnh viễn, nếu có sức lực thì kiểm tra trang bị của mình đi, ví dụ như mặt nạ phòng độc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếp trước, Vu thần giáo tế tự thành công, nếu những binh lính này đến Vu thần sơn chấp hành nhiệm vụ, hơn phân nửa đều thành tế phẩm. Mạc Phàm vừa nói những lời này, gần như tất cả binh lính đều nhướng mày, nhất là Liệt Hỏa. Lão Trương, anh nghe đứa bé này nói gì không? Liệt Hỏa nhìn binh lính thành thật đôn hậu bên cạnh, cười hỏi. Cậu ta nói anh nên kiểm tra mặt nạ phòng độc của mình. Lão Trương hơi nhếch miệng, cười nói. Xung quanh có không ít binh lính cười khinh thường. Bọn họ đều là tinh anh trong đội hải quân lục chiến, tuy chỉ có 40 người, diệt một thế gia đều không thành vấn đề. Sống chết của bọn họ còn phải dựa vào tiểu tử này, nay là quốc tế nói dối sao? Cậu ta còn nói nếu cậu ta xuống, chúng ta đều một đi không trở về. Một binh lính khác nói tiếp. Xem ra tôi không nghe sai, tiểu tử, không phải cậu bị phát sốt đấy chứ, có cần tôi nhường chỗ cho cậu, để cậu nằm bình tĩnh một lát. Liệt Hỏa nghiến răng, cười khinh thường nói. Anh ta từng thấy không ít thanh niên tuổi Mạc Phàm, nhưng chưa từng thấy người nào có khẩu khí lớn như vậy. Có cũng bị anh ta ngược thê thảm. Mạc Phàm lắc đầu cười, không để ý đến Liệt Hỏa. Đây là sự thật, hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở rồi, người này không tin thì thôi. Liệt Hỏa nhíu mày, những người khác cũng mất hứng. Bọn họ tưởng rằng có trò hay để xem, ai biết còn chưa cao trào đã kết thúc. Lúc này một binh lính đeo kính, nhìn có vẻ lịch sự hỏi. Không phải thủ trưởng nói có hai người biết địa chỉ thánh địa của Vu thần giáo? Muốn cùng tham gia hành động lần này với chúng ta sao, không phải là hai người họ đấy chứ? Bọn họ là chiến sĩ hạm đội Nam Hải, chỉ đi ngang qua Đông Hải, bỗng nhiên phía trên ra lệnh bảo bọn họ hạ xuống Đông Hải, đợi một tiếng. Vốn tưởng rằng là nhân vật quan trọng, xem ra chỉ là hai đứa bé. Mẹ nó, thủ trưởng chúng ta cũng phát sốt rồi à, hai người bọn họ biết vị trí thánh địa của Vu thần giáo sao? Liệt Hỏa kinh ngạc nói. Thánh địa của Vu thần giáo, ngay cả vệ tinh đều không tìm thấy, quân đội bọn họ phái nhiều người đi như vậy không một ai còn sống quay về, hai tên tiểu tử này biết vị trí sao? Liệt Hỏa, nói anh ngốc, anh đúng là không thông minh, cho dù anh không biết mạ vàng, cũng phải biết tốt mã rẻ cùi chứ. Binh lính đeo kính nâng kính lên, cười mỉa nói. Ánh mắt những người xung quanh nhìn hai người càng khinh thường nhiều hơn.
Loại đệ tử thế gia này bọn họ gặp nhiều rồi, một khi có nhiệm vụ quan trọng gì đó, sẽ có một số đệ tử thêm vào để rèn luyện. Những người này trốn ở nơi an toàn nhất, không làm chuyện gì. Nhiệm vụ thất bại, sẽ do người khác gánh chịu. Nếu thành công, vậy là công lao của bọn họ. Mạc Phàm và Tần Kiệt hơn phân nửa là loại người này. Hóa ra là như vậy, chẳng trách tiểu tử này không sợ hãi, hóa ra là súng mạ bạc, khà khà. Liệt Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Xung quanh lại có tiếng cười chói tai. Anh lặp lại lần nữa xem. Tần Kiệt vừa ngồi xuống, nghe thấy câu này đứng bật dậy, trầm giọng nói. Binh lính này không được mạo phạm anh ta, mạo phạm Mạc Phàm lại càng không được. Lông mày Mạc Phàm hơi nhíu lại, rất nhanh lại giãn ra. Ô, tiểu tử này tức giận, tôi còn tưởng cậu bị câm niếc cơ. Liệt Hỏa cũng không sợ, cười nói. Được rồi, Liệt Hỏa, đừng tranh cãi nữa, dù sao người ta cũng là thiếu gia, nhớ đâu đợi anh xuống phi cơ, cắt chức anh đó. Lão Trương giả mù sa mưa khuyên. Thiếu gia thì sao chứ, bọn họ mạ vàng, còn không cho tôi được nói sao, còn vương pháp hay không? Liệt Hỏa khinh thường nói, Tần Kiệt nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến. Sư phụ, để con đi giáo huấn anh ta một chút. Đi đi, ra tay nhẹ chút, đừng làm người ta bị thương. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu những binh lính này thích chơi như vậy, chơi cùng với bọn họ cũng được. Tần Kiệt nhận được cho phép, ánh mắt phát lạnh, bước đến giữa cabin, ngoắc ngón tay nói với Liệt Hỏa. Anh nói nhiều như vậy, dám ra đây thi đấu không? Tiểu tử này gọi cái gì thế, sư phụ, tôi không nghe lầm chứ. Ngay cả người đàn ông cao lớn uy vũ tận cùng bên trong cabin, lúc này cũng mở to mắt. Tuổi hai người này không chênh nhiều lại là thầy trò, đồ đệ người này dám khiêu chiến với thành viên đội hải quân lục chiến bọn họ, có chút thú vị. Tôi cá ba chiêu, tôi cá một chiêu. Trong cabin, có người đánh cược. Liệt Hỏa. Còn đợi gì nữa, để cậu ta xem lợi hại của đội hải quân lục chiến chúng ta, nếu cậu không dám thì để tôi lên. Lão Trương ở bên cạnh nóng lòng muốn thử nói. Đội hải quân lục chiến bọn họ có thực lực cực mạnh trong tất cả bộ đội, sợ một đứa bé khiêu chiến sao? Nhất là loại tới mạ vàng mạ bạc, càng không thể bỏ qua cơ hội thu thập bọn họ. Dừng, hỏa ra tôi không dám sao, tiểu tử, hôm nay hỏa ra tôi sẽ dạy cậu làm người thế nào. Liệt Hỏa vốn đang nằm nghiêng góc 30 độ, anh ta đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt đều là tự tin. Hai người còn chưa ra tay. Tút tút tút, tiếng còi cảnh báo vang lên. Cửa cabin chậm rãi đóng lại, phi cơ chấn động, bắt đầu bay lên. Người đàn ông cao lớn uy vũ trong cabin nhíu mày. Liệt Hỏa, tỉnh táo lại, im miệng hai tiếng. Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nhưng không giận tự uy. Liệt Hỏa bĩu môi. Vẻ mặt mất hứng quay về vị trí. Tiểu bằng hữu, vận khí của cậu tốt đó, lát nữa hỏa ra tôi sẽ dạy thầy cho các người làm người thế nào. Những người khác lộ ra bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Trên mặt đất bọn họ muốn lăn lộn thế nào cũng được, nhưng một khi máy bay bay lên, không thể xảy ra chuyện gì. Vẫn nên thành thật một chút, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người trong máy bay phải mất mạng theo. Xem ra trò hay chỉ có thể xuống máy bay mới được xem rồi. Có người thở dài tiếc nuối nói. Quay về đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đã đến trúc cơ trung kỳ, lại có tiên thiên ngọc cốt, trái lại không gặp nạn trên không, nhưng những người khác thì không được. Vẻ mặt Tần Kiệt không cam lòng, trừng mắt với Liệt Hỏa một cái, vẫn quay về vị trí. Cabin yên tĩnh lại, phần lớn mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần. Phi cơ bay lên cao. Nhanh chóng bay về Vân Châu. Thời gian chậm rãi trôi qua, phi cơ đến chỗ sâu Vân Châu. Vừa đủ hai tiếng. Mẹ kiếp, nghẹn chết hỏa ra rồi. Liệt Hỏa thở phào một hơi nói. Anh ta mới mở miệng, không ít người mở mắt ra, hứng thú dấy lên lần nữa. Lần này Liệt Hỏa không để ý đến Tần Kiệt trước, mà nhìn Mạc Phàm với vẻ đầy hứng thú. Tiểu tử, cậu là sư phụ cậu ta à, thật hay giả thế? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề, với độ tuổi này của cậu có thể dạy cậu ta cái gì, tán gái, hay là khoác loác đây? Liệt Hỏa cười khinh miệt nói. Liệt Hỏa vừa nói như vậy, không ít người cười to. Anh, Tần Kiệt vốn còn sót lại chút tức giận chưa tiêu,
nghe thấy lời Liệt Hỏa nói, tức giận đứng dậy. Sư phụ của anh ta, người bình thường có thể tưởng tượng được sao? Một tay Mạc Phàm đặt lên vai Tần Kiệt, cười khẽ. Tôi dạy cậu ấy, chắc chắn anh không tưởng tượng được đâu. Liệt Hỏa nhướng mày, trong mắt hiện lên đắc ý. Thật hay giả vậy, đợi xuống máy bay, cậu cho chúng tôi xem chút bản lĩnh đi. Anh muốn xem sao? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Đương nhiên, nếu cậu không dám, vậy coi như tôi chưa nói. Liệt Hỏa cười nói. Anh ta ngoại trừ thích chơi súng ra, còn thích thì đấu với nhau. Đụng phải kẻ lừa đảo, anh ta muốn vạch trần tất cả, giống như những người xem bói, coi tướng ở ven đường, vân vân. Tiểu tử này là sư phụ của một tiểu tử khác, lừa gạt ai thế? Hai người kia một người là tên lừa gạt một người là kẻ ngốc, hoặc hai người đều là kẻ lừa đảo. Mạc Phàm cười khẽ, bỗng nhe nhắn nhíu mày, tươi cười trên mặt lập tức thu lại. Không cần đợi phi cơ hạ xuống, anh sẽ nhìn thấy nhanh thôi. Thật hay giả thế, nói cho cậu biết, tôi có hỏa nhãn kim tinh, toàn bộ mánh khóe lừa gạt của cậu đều không thoát khỏi mắt tôi đâu. Vậy mắt anh phải mở to hơn chút nữa. Mạc Phàm khinh thường nói. Hắn vừa mới nói xong, dầm một tiếng thật lớn, phi cơ chấn động dữ dội, giống như đâm phải thứ gì đó. Tút tút tút, tiếng còi cảnh báo lập tức vang lên. Trong máy bay ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, ngay cả người đàn ông cao lớn uy nghiêm cũng lộ vẻ khác lạ. Sao lại thế này? Có binh lính hỏi. Lúc này một giọng nói sốt ruột truyền từ trong cabin ra. Phi cơ chúng ta bị hai con chim to lớn tấn công, mọi người cài chặt dây an toàn, chuẩn bị hạ cánh, chúng ta. Giọng nói vừa vang lên, tất cả chiến sĩ đội hải quân lục chiến trong cabin không còn tươi cười như trước, vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh chóng cài dây an toàn. Chim gì thế, dám tấn công phi cơ của chúng ta, diệt nó. Có binh lính hơi tức giận nói. Trên máy bay bình thường đều có thiết bị xua chim, phòng ngừa việc va chạm xảy ra. Trên phi cơ quân dụng bọn họ, tất nhiên không thể thiếu. Có thiết bị xua chim, mà chim dám tấn công bọn họ, còn tạo ra động tĩnh lớn như thế. Lúc này còn là buổi chiều, bên ngoài còn sáng. Không ít binh lính ngồi gần cửa sổ nhìn thoáng ra bên ngoài, vẻ mặt ngẩn ra, trong chớp mắt sắc mặt tái đi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trong mây mù có hai bóng đen to lớn, giống như diều hâu, nhưng loại chim này còn to gấp 10 lần diều hâu. Móng và mỏ chim màu vàng, như pháp khí lóe sáng kim quang sắc bén. Hai mắt màu đỏ, lộ vẻ hung ác, lông chim trên người cũng như hắc thiết, tỏa ra sáng bóng của kim khí. Quá to! Có người nuốt nước bọt nói. Cánh của hai con chim này mở ra, thân thể to lớn có thể che lấp mặt trời, bay đến cách đó không xa. Khép hai cánh lại, một con lao xuống, như mũi tên nhọn xuyên mây, đụng mạnh vào phi cơ của bọn họ. Rầm! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, phi cơ lại lắc lư kịch liệt, giống như bị đụng ngã, hai ấn ký lõm xuống xuất hiện trong buồng phi cơ. Rõ ràng là đụng vào máy bay, nhưng giống như đánh vào trong lòng binh lính. Trong cabin giống như chết lặng, mọi người vô cùng kinh hãi. Bọn họ từng thấy không ít tình huống dị thường trên máy bay, ví dụ như lôi điện, gió to, mưa to, dòng khí không ổn định còn có trục trặc phi cơ, nhưng chưa từng thấy con chim to như vậy tập kích phi cơ bọn họ. Tiếp tục va chạm như thế, phi cơ quân dụng của bọn họ sẽ nhanh chóng xong đời. Lúc này không chỉ Liệt Hỏa trêu chọc Mạc Phàm lúc trước đầy mồ hôi lạnh, không nói được một câu, ngay cả sắc mặt người đàn ông cao lớn uy nghiêm cũng vô cùng khó coi. Nhiệm vụ một chuyến này, bọn họ biết sẽ có nguy hiểm, nhưng không ngờ sẽ nguy hiểm như vậy. Bọn họ còn chưa nhìn thấy người của Vu Thần Giáo, liền gặp con chim hung ác trong không trung. Nơi này không phải trên mặt đất, mà ở trên máy bay. Cho dù không có con chim bên ngoài, một khi phi cơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở trên cao như vậy bọn họ chỉ có đường chết. Trong lúc này, ngoại trừ Mạc Phàm và Tần Kiệt ra, tâm tình mọi người đều chìm vào đáy cốc, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Rất lâu sau, một tân binh trong đó run rẩy, tràn đầy hoảng sợ rời mắt nhìn người đàn ông cao lớn uy nghiêm, chỉ bên ngoài cửa sổ lắp bắp nói. Lão đại, đây là chim gì thế? Không đợi người đàn ông cao lớn uy nghiêm trả lời, một giọng nói truyền từ trong cabin đến. Thiết bối ưng, một loại yêu thú cấp thấp bay trên không. Mọi người nhìn người vừa nói, chỉ thấy không biết Mạc Phàm đứng dậy từ lúc nào, còn có Tần Kiệt cùng đứng dậy với hắn. Hai người muốn làm gì,
nhanh ngồi xuống, cài dây an toàn vào. Vẻ mặt người đàn ông cao lớn uy nghiêm ngây ngốc, vội vàng nhắc nhở. Mạc Phàm và Tần Kiệt có thể khiến bọn họ đợi ở Đông Hải một tiếng, chắc chắn thân phận không tầm thường, nếu hai người này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Không phải các anh muốn xem bản lĩnh của chúng tôi sao, vậy thì cho các anh xem. Mạc Phàm cười nhạt, rời mắt nhìn Tần Kiệt. Mở cửa cabin ra. Dạ, sư phụ. Tần Kiệt cung kính gật đầu. Anh ta thường lui tới bộ đội từ nhỏ, đây không phải là lần đầu tiên anh ta ngồi phi cơ loại này, cho nên mỗi nơi trên phi cơ này anh ta đều rất quen thuộc. Anh ta đi đến trước cabin, thuần thục xoay mấy cái chốt mở. Tiếng tút 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 vang lên, cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra. Tiếng gió vù vù lập tức tiến vào, kéo toàn bộ trong cabin ra bên ngoài, những binh lính cài dây an toàn căng thẳng. Nếu như không có dây an toàn, rất có khả năng bọn họ sẽ bị cuốn ra ngoài. Nhưng Mạc Phàm và Tần Kiệt vẫn bất động, thậm chí quần áo còn không bay một chút. Nhìn cửa cabin mở ra, sắc mặt tất cả binh lính đều thay đổi. Chim ở ngay bên ngoài, hai người lại mở cabin ra, đây là muốn thả chim vào sao? Hai người điên rồi, mau đóng cửa cabin lại. Liệt Hỏa lo lắng nói. Trong lòng thầm mắng liên tục, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Bọn họ đã đủ nguy hiểm rồi. Hai tên nhóc này còn mang thêm phiền phức, sớm biết thế đã ném bọn họ ở Đông Hải rồi. Người đàn ông cao lớn uy vũ nhíu mày chặt hơn, do dự một lát, mở miệng nói. Mọi người mở chốt an toàn, chuẩn bị bắn, đừng làm hai người họ bị thương. Ái ra, hôm nay đúng là xui xẻo, gặp phải loại chuyện này còn chưa tính, còn gặp hai tên tiểu quỷ không biết sống chết. Liệt Hỏa oán hận, vẫn mở chốt an toàn ra. Anh ta mới cầm súng máy bán tự động trong tay liếc về phía cửa, mắt anh ta mở to, bên trong tràn đầy vẻ không tin được. Chỉ thấy ở cửa cabin, Mạc Phàm cho hai tay vào trong túi, vẻ mặt lạnh nhạt, dẫm lên vách khoang máy bay. Chân hắn giống như có lực hút, hút vách khoang máy bay, bước từng bước như dẫm lên đất bằng, đi lên đỉnh cabin ở ngoài. Chỉ trong phút chốc liền đến đỉnh cabin, như con rơi treo ở phía trên, không có dấu hiệu rơi xuống. Nhìn một màn này, kinh ngạc khiếp sợ truyền theo gió lạnh vào trong cabin. Hai mắt Liệt Hỏa nhìn chằm chằm Mạc Phàm, miệng há to, mãi mà không nói nên lời. Những binh lính khác cũng như gặp quỷ, trên mặt không còn khinh thường, mọi người đều khó mà tin. Bọn họ cũng có loại trang bị hút phách tường này, nhưng với tốc độ bay cực nhanh của máy bay, không ai dám thử, cho dù dám cũng không thể thoải mái như Mạc Phàm. Lão đại, tiểu tử này là người sao? Lão Trương chậm rãi quay đầu, vô cùng khiếp sợ hỏi người đàn ông cao lớn uy nghiêm. Người đàn ông cao lớn uy nghiêm kia nuốt nước bọt, chấn định như anh ta, lúc này trong lòng cũng như có gió xoáy nổi lên, gợn sóng ngập trời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta là Tiên Thiên Tông Sư, không đúng, phải nói là Thiếu Niên Tông Sư. Chỉ đến cảnh giới Tiên Thiên Tông Sư, nội khí ngoại phóng, mới có khả năng mượn nội khí hút phách tường, đi như dẫm lên đất bằng. Mạc Phàm có thể làm được chuyện này, lại chỉ 17, 18 tuổi, chắc chắn là một thiếu niên tông sư. Những lời này vừa vang lên, tâm tình đám binh lính vốn như động đất núi lắc lư, lập tức giống như sao băng to lớn đập vào mặt. Lão đại, anh không nói đùa đấy chứ? Liệt Hỏa nghiêm mặt, không thể tin được nói. Có thể nói tông sư tồn tại trong võ đạo điên phong, bất luận là vị tông sư nào đều có thể như vào chỗ không người trong mưa bom bão đạn. Dễ dàng phá hủy một quân đội. Quân đội bọn họ có một vị thượng tướng Lâm Thiên Nam, đã từng dùng thực lực của bản thân chém giết mấy vạn binh lính địch quốc ở vùng biên giới, một lần hành động trấn nhiếp địch quốc lui binh, được vinh danh là chiến thần của Hoa Hạ. Lâm Thiên Nam phải gần 30 mới tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Tông Sư, tiểu tử này mới 17, 18 tuổi, sao có thể là Tiên Thiên Tông Sư? Câm miệng, tiểu tử cậu đừng tiếp tục nhiều chuyện nữa, nếu không tôi không bảo vệ được cậu đâu. Người đàn ông cao lớn uy nghiêm lạnh lùng nói. Tất nhiên Mạc Phàm là Tiên Thiên Tông Sư không thể nghi ngờ, nếu Tông Sư nhập ngũ, cho dù không phải trung tướng, ít nhất cũng là thiếu tướng. Liệt Hỏa mạo phạm một người cấp bậc thiếu tướng, xử phạt cũng không quá đáng. Liệt Hỏa mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi, vậy mà anh ta đắc tội một thiếu niên Tông Sư. Trên đỉnh cabin, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Tiểu Kiệt, nơi này giao cho con rồi. Sư phụ yên tâm, thứ gì xông tới, con giết thứ đó.
Trong mắt Tần Kiệt lóe sáng ánh sáng lạnh, nói chắc chắn. Anh ta vận khởi linh khí, đường vân như cầu long lan tràn từ bờ vai hắn về phía nắm tay, kình phong vô cùng bá đạo đột nhiên dừng lại. Anh ta đứng trước cửa cabin, cả người giống như bức tường ngăn gió. Rõ ràng cửa phi cơ mở ra, tiếng gió vù vù, nhưng trong cabin vô cùng yên tĩnh. Tất cả binh lính lại khiếp sợ. Vừa rồi gió thổi bọn họ không mở mắt ra được, bây giờ gió ngừng rồi. Lão đại, không phải tiểu tử này cũng là tiên thiên tông sư đấy chứ? Liệt Hỏa sợ hãi hỏi. Cậu ta không phải tiên thiên tông sư, nhưng không giống cao thủ nội kình bình thường. Vừa rồi cho dù là tôi ra tay với cậu ta, một chiêu cũng không đỡ được, tôi sẽ chết dưới tay cậu ta. Vẻ mặt người đàn ông cao lớn uy nghiêm khiếp sợ, sắc mặt kỳ lạ. Trong vòng khí xây tường chắn gió, anh ta làm rất khó khăn, tuyệt không được như Tần Kiệt. Tiểu tử này còn trẻ tuổi có thể làm được đến mức này, bỗng nhiên anh ta có cảm giác như con chó. Cái gì? Lôi Hiệt lại há to miệng thành hình chữ O, không nói nên lời, giống như có quả dưa chuột mắc kẹt trong cổ họng. Hai người bị anh ta gọi là tốt mã rẻ cùi, sư phụ là tiên thiên tông sư, đồ đệ cũng là cao thủ nội kình. Vừa rồi thiếu chút nữa anh ta còn ra tay với đồ đệ này. Anh ta nhìn cabin, bỗng nhiên có kích động muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Mạc Phàm gật đầu với Tần Kiệt, bước từng bước một, biến mất trong buồng phi cơ. Cộp cộp tiếng bước chân truyền từ đỉnh phi cơ đến. Không ít binh lính không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh cabin, trong lòng lại là điên cuồng. Tốc độ phi cơ bay rất nhanh, vậy mà có người dẫm lên phi cơ dạo chơi bên trên, như dẫm lên đất bằng, chuyện như vậy chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lão đại, cậu ta có thể giết hai con yêu thú này không? Có binh lính hỏi. Người đàn ông cao lớn uy vũ kia nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Có thể dạo chơi trên máy bay là một chuyện, có thể giết chết yêu cầm hay không là chuyện khác. Dù sao đây là trong không trung, phi cầm có ưu thế rất lớn. Hai con yêu thú này ngay cả phi cơ quân dụng đều có thể va chạm, cho dù tiên thiên tông sư cũng không chắc giết được. Trên mặt máy bay, luồng khí cường đại phả vào mặt, thổi loạn mái tóc của Mạc Phàm, quần áo bay phấp phới. Mạc Phàm chỉ cười khẽ. Có thể đứng trên máy bay đang bay với tốc độ cao, chỉ sợ người bình thường không dám nghĩ. Nhưng ở trong mắt hắn, không khác gì đứng trên phi kiếm đạp kiếm mà đi, trái lại máy bay còn bay chậm hơn chút. Hắn nhìn về phía xa, hai con thiết bối ưng xuất hiện ở trong mắt hắn. Hai con thiết bối ưng đã bay về phía xa, đang chuẩn bị lao xuống tấn công phi cơ lần nữa. Chiêm chiếp, tiếng ưng kêu vang vọng trời mây. Trong đó có một con thiết bối ưng như phát hiện ra Mạc Phàm, trong mắt lộ ra hung quang, như mũi tên bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh, cười lạnh lùng. Nếu đến địa bàn của Vu Thần Giáo, khai đao với hai con thiết bối ưng này trước đi. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, bảo kiếm như bạch ngọc xuất hiện trong tay hắn. Thiết bối ưng kia lao xuống, móng vuốt to lớn như hai thanh cương đao trăm năm, đợi cơ hội tấn công. Mỏ chim như mũi tên được làm bằng vàng tinh chất, đâm phá mây và không khí, ném ra sau người, hùng hổ xông về phía Mạc Phàm, thế tất muốn một kích nghiền nát Mạc Phàm, tốc độ vô cùng nhanh. Rõ ràng lúc trước còn cách mấy chục mét, khí kình sắc bén đã đến trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm không sợ hãi, cười lạnh lùng, rút trường kiếm ra. Chảm! Quát nhẹ một tiếng, một đạo kiếm khí như một sợi dây nhỏ màu trắng trong mây, cắt qua phía chân trời. Chém về phía thiết bối ưng. Rầm, một tiếng thật lớn, máy bay đang bay trong không trung hơi nặng xuống. Thân thể thiết bối ưng như hắc thiết, gặp kiếm khi lại như giấy dán. Chiêm chiếp, tiếng kêu vang vọng bầu trời, thân thể thiết bối ưng chia làm đôi. Thế đi thân thể to lớn không giảm, lướt qua bên cạnh Mạc Phàm, rơi vào trong mây mù, một cái yêu đan to bằng nắm tay bị kiếm khí cắt ra một nửa, khảm trên kiếm khí. Một con thiết bối ưng khác vốn định xông vào phi cơ theo cửa cabin, nghe thấy đồng bạn kêu to, trong con ngươi huyết sắc lóe lên dị sắc, quay đầu muốn chạy. Muốn chạy sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay tăng vọt. Quay về cho ta. Kiếm khí như một đạo cầu vồng màu trắng, xẹt qua một quỹ tích hoàn mỹ trong không trung, chém về phía thiết bối ưng này, trong chớp mắt đã đến sau lưng nó. Chiêm chiếp, thiết bối ưng thấy đường lui bị ngăn cản. Rên rỉ một tiếng, huyết quang trong mắt đậm hơn, giống như sao băng xông về phía cabin. Tiểu Kiệt, giết nó.
Mạc Phàm thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói. Trong cabin, trên quả đấm của Tần Kiệt hiện lên đường vân màu vàng, hào quang chấp lóe, một quyền như sao băng đánh vào đầu Thiết Bối Ưng. Chết cho ta! Một tiếng gầm lên, quả đấm của Tần Kiệt tỏa ra hào quang. Răng rắc, đầu Thiết Bối Ưng bị đập nát, cánh tay Tần Kiệt chui vào trong cơ thể Thiết Bối Ưng, Thiết Bối Ưng vùng vẫy vài cái, liền không nhúc nhích nữa. Lực cường đại giảm dần, mang theo Tần Kiệt trượt vào trong khoang máy bay, tia lửa lóe lên dưới chân Tần Kiệt. Ken két, thi thể Thiết Bối Ưng mang theo Tần Kiệt trượt vào tận cùng bên trong cabin, mỏ chim to lớn cách đám liệt hỏa chỉ một thước, lúc này mới dừng lại. Trong cabin, mọi người đều trợn mắt há miệng. Nhất là liệt hỏa đối diện với mỏ Thiết Bối Ưng, mắt trợn trắng rồi. Chỉ cần Thiết Bối Ưng tiến thêm một thước nữa, anh ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Rất lâu sau, một đám binh lính đội hải quân lục chiến nhìn thi thể Thiết Bối Ưng, mãi mà chưa hoàn hồn. Bọn họ ngồi trên một chiếc máy ba vận tải cỡ lớn, cho dù ngồi 40 người, ở giữa còn trống rất nhiều. Vậy mà Thiết Bối Ưng này chiếm hết toàn bộ chỗ trống, còn to hơn khi bọn họ vừa mới nhìn thấy. Cho dù là con điêu của Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ, gặp con này cũng có cảm giác như gặp sư phụ. Con chim ưng to như vậy, một con ở bên ngoài bị Mạc Phàm chém làm đôi, một con khác bị một quyền của Tần Kiệt đánh nát đầu, phía trước phía sau còn chưa tới 2 phút. Chuyện này, có chuyện gì trong cabin vậy, nghe rõ mời trả lời. Giọng người điều khiển lo lắng truyền từ loa ra. Những lời này lặp lại mấy lần, lúc này người đàn ông cao lớn uy nghiêm mới phản ứng kịp, anh ta ngơ ngẩn nhìn Tần Kiệt và thi thể Thiết Bối Ưng trong cabin, ấn bộ đàm buộc trên vai. Nguy hiểm đã được giải trừ, mọi người bình an vô sự, tiếp tục bay theo kế hoạch, hết. Trong giọng nói run rẩy còn tràn đầy khiếp sợ. Người đàn ông này đã khiếp sợ thành như vậy, những người khác càng không cần phải nói. Có người lau mồ hôi trên trán, có người hít sâu một hơi, cố gắng ổn định trái tim đập nhanh. Phốc, Tần Kiệt rút tay ra khỏi đầu Thiết Bối Ưng, máu tươi ấm nóng bắn ra, bắn lên mặt liệt hỏa sau lưng Tần Kiệt, một viên yêu đan xuất hiện trong tay anh ta. Lúc này rầm một tiếng, cabin chấn động, Mạc Phàm vững vàng rơi từ trên phi cơ vào trong cabin, như tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Một đám binh lính lúc trước còn cảm thấy Mạc Phàm là tới mạ vàng, lúc này ánh mắt nhìn Mạc Phàm hoàn toàn thay đổi, tràn đầy sùng kính. Sư phụ, đây là yêu đan. Tần Kiệt nâng yêu đan bằng hai tay, cung kính nói. Con cất đi, sức mạnh của con còn quá yếu, lát nữa sư phụ sẽ dạy con luyện chế yêu đan, tăng tu vi của con. Mạc Phàm nhíu mày, nói. Sức mạnh của Tần Kiệt rất mạnh trước mặt người khác, nhưng nếu yếu một chút, sẽ thấy mấy binh lính bị thương thậm chí tử vong, chính anh ta cũng sẽ bị thương. Dạ, sư phụ. Tần Kiệt không tức giận, cất yêu đan đi. Xung quanh lại lặng ngắt như tờ. Thiết Bối Ưng này phải nặng 500 cân, tốc độ lại nhanh như vậy, có thể ngăn cản được đã làm người ta rất khó tin rồi, vậy mà sức lực còn yếu. Nếu như vậy coi là sức lực quá yếu, vậy những quán quân cự tạ Olympic sao chịu nổi. Nhưng lần này không còn ai dám châm chọc Mạc Phàm. Ngay cả liệt hỏa lúc trước trêu chọc Mạc Phàm, cũng vô cùng thành thật, cúi đầu không dám nhìn Mạc Phàm. Đây là một vị thiếu niên tông sư. Người đàn ông cao lớn uy nghiêm kia do dự một lát, cởi dây an toàn trên người mình ra, cúi chào Mạc Phàm một cái. Tôi là Liên Thành Doanh trưởng hạm đội 123 ở Nam Hải, xin hỏi tôn tính đại danh vị đại sư này. Bất luận là giọng điệu hay thái độ, không thể so như vừa rồi. Sư phụ tôi họ Mạc, còn lại anh tự nghĩ đi. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, Tần Kiệt lạnh lùng liếc Liên Thành một cái nói. Ông nội và ông ngoại anh ta là tướng quân khai quốc, một doanh trưởng không là gì trong mắt anh ta. Nếu đổi lại là trước kia, anh ta đã sớm nói rõ thân phận, xử phạt hết đám người này. Họ Mạc, người Đông Hải. Thông tin đơn giản, nhưng khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Là thần y Đông Hải giải trừ bệnh dịch, Mạc đại sư ba chiêu đánh bại tên cuồng đồ nước ngoài sao. Vẻ mặt binh lính đeo kính thay đổi, vô cùng khiếp sợ nói. Cái gì, cậu ta là Mạc đại sư Đông Hải sao? Mắt không ít người sáng lên, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Mạc Phàm giải trừ bệnh dịch trong 7 ngày, cứu mấy ngàn người bệnh bị truyền nhiễm Super Sơ, lại đánh chết tên cuồng đồ nước ngoài, lấy lại mặt mũi cho người Hoa Hạ bọn họ. Trong đội hải quân lục chiến bọn họ, là đối tượng không ít người kính trọng ngưỡng mộ.
một nhân vật truyền kỳ như vậy, còn rất trẻ tuổi, lại ngồi trên cùng một chiếc phi cơ với bọn họ, vừa rồi còn bị bọn họ đùa giỡn một phen. Bây giờ các anh còn cảm thấy chúng tôi tới mạ vàng không? Mạc Phàm cười khinh thường hỏi. Trong cabin, sắc mặt mọi người đỏ bừng, giống như bị người ta tát hai cái. Mạc Phàm bất luận là y thuật, hay công phu đều vang danh hoa hạ, cần đến nơi nguy hiểm để mạ vàng sao? Trái lại nếu không có Mạc Phàm, có khả năng bọn họ đã chết trong tay hai con thiết bối ưng. Liệt Hỏa, còn không nhanh đứng dậy xin lỗi Mạc Đại Sư. Liên Thành đá mạnh vào Liệt Hỏa một cái, tức giận nói. Liệt Hỏa cởi dây an toàn ra đứng dậy, anh ta còn chưa lau máu trên mặt, mặt dày mày dạn há to miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng. Mạc Đại Sư, cậu còn trẻ tuổi hơn tôi nghĩ nhiều, cũng đẹp trai hơn nữa. Bây giờ không sợ tôi gây phiền phức nữa à? Mạc Phàm cười lạnh lùng, hỏi. Tôi mới gây phiền phức. Liệt Hỏa cười lấy lòng nói. Mạc Phàm có thể dẫm lên đỉnh phi cơ dọc theo cabin, ở trên phi cơ gió to chém giết yêu thú. Người như vậy có thể gây phiền phức cho họ được sao? Anh còn muốn thi đấu với đồ đệ của tôi không? Tôi sẽ bảo đồ đệ ra tay nhẹ chút. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, tiếp tục nói. Mạc Phàm vừa nói như vậy, Tần Kiệt lạnh lùng nhìn về phía Liệt Hỏa. Tôi có thể chấp anh một tay. Tần Kiệt giơ bàn tay đầy máu lên nói. Liệt Hỏa nhìn cánh tay đầy máu của Tần Kiệt, trái tim đập nhanh hơn. Anh ta mới luyện ra nội kình, ngoại trừ doanh trưởng Liên Thành và vài người ra, những người khác căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng nếu vừa rồi người ngăn cản thiết bối ưng là anh ta, mà không phải Tần Kiệt, chắc chắn anh ta không có biện pháp dùng một quyền đánh nát đầu thiết bối ưng, thậm chí ngay cả sống cũng không có khả năng sống được. Tôi chịu thua, tôi chịu thua. Liệt Hỏa không do dự giơ hai tay lên. Sợ hãi nói. Anh ta còn chưa kết hôn, chưa muốn chết. Anh ta mà đấu với Tần Kiệt, hiện giờ trên tay Tần Kiệt là máu ưng, lát nữa sẽ là máu anh ta. Nếu không đấu, vậy tốt nhất kiểm tra xem anh có mang theo mặt nạ phòng độc hay không. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu không phải đám người này là chiến sĩ hoa hạ, chỉ dựa vào những lời vừa rồi, hắn có thể khiến Liệt Hỏa chết đi. Mặt nạ bảo hộ phòng độc sao? Liệt Hỏa sửng sốt. Còn thất thần làm gì, nhanh kiểm tra xem có mang theo mặt nạ phòng độc không cho lão tử. Liên Thành đá mạnh vào Liệt Hỏa, quát binh lính xung quanh. Những binh lính này vội vàng kiểm tra túi đựng mặt nạ phòng độc ở eo mình, một lát sau có ba người phát hiện không mang theo mặt nạ phòng độc, Liệt Hỏa là một trong số đó, hai người khác đều là tân binh. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn thoáng qua sương mù bên ngoài cabin. Tiểu Kiệt, chúng ta đến nơi rồi, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm vừa nói những lời này, tất cả mọi người bao gồm cả Tần Kiệt sửng sốt. Phi cơ còn chưa hạ xuống, lúc này nhảy xuống, không phải muốn chết thì là gì, trên người hai người đều không có dù nhảy. Cho dù có dù để nhảy, mặt đất có thích hợp để nhảy dù hay không còn chưa biết. Mạc Phàm cười, không giải thích. Nếu như đã đến Vu Thần Sơn, không cần thiết phải theo bọn họ bay đến căn cứ quân sự, là lúc xuống phi cơ rồi. Hắn ra khỏi khoang cabin. Thân hình lập tức biến mất trong mây mù. Tần Kiệt sửng sốt, anh ta đi đến cửa khoang, do dự một lát, cũng cắn chặt răng vươn người nhảy lên, biến mất theo. Trong cabin lại vô cùng khiếp sợ. Lão đại, có phải phía dưới là một vùng hồ sâu hay không? Sau khi Mạc Phàm và Tần Kiệt biến mất, Liệt Hỏa đứng ở cửa khoang cabin, nhìn biển mây sâu không thấy đáy phía dưới, ngơ ngẩn mở miệng hỏi. Độ cao trung bình của Vân Châu cỡ 5.000 mét so với mặt nước biển, cho dù máy bay vận tải của bọn họ bay thấp một chút, cách mặt đất cũng phải mấy trăm mét. Nhảy từ độ cao mấy trăm mét xuống, ngay cả dù để nhảy cũng không dùng, trừ phi là cái hồ sâu, nếu không cho dù là một khối thiết gồ ghề cũng sẽ bị rơi thành mảnh nhỏ, càng không nói đến con người. Cậu muốn thử xem không? Liên Thành tức giận nói. Liệt Hỏa liếc mắt nhìn biển mây mênh mông bên ngoài cabin, nuốt nước bọt. Quyết đoán lắc đầu. Lão đại, hai người bọn họ nhảy xuống như vậy có chết hay không? Tiên Thiên Tông Sư đâu đơn giản như cậu nghĩ. Liên Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn Liệt Hỏa một cái, nói. Nghe nói Tiên Thiên Tông Sư ngưng tụ nội khí đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể huyễn hóa nội khí thành hình, hóa thành dù có thể giống như nhảy dù, huyễn hóa thành cánh có thể giống như chim dương cánh bay lượn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, lão đại? Câm miệng của cậu lại. Cẩn thận một chút,
Phù Thần Sơn này không đơn giản như vậy. Liên Thành nghiêm túc nói. Bọn họ vừa đến Vân Châu không lâu, liền gặp hai con thiết bối ưng, chỉ sợ không đơn giản như vậy, không biết còn gặp phải thứ gì nữa, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Thiết bối ưng đã bị Mạc Đại Sư giết, nơi này còn gì nữa đâu, không đến mức vị thần ma quỷ tới bắt chúng ta đi đấy chứ. Liệt Hỏa than thở nói. Liên Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn Liệt Hỏa một cái, Liệt Hỏa bĩu môi nhanh chóng quay về vị trí. Liên Thành nhìn biển mây, trong mắt đều là lo lắng. Không biết Mạc Đại Sư có bình yên hay không? Anh ta thở dài, đang chuẩn bị đóng cửa khoang, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, dự cảm không hay xuất hiện trong lòng NH ta. Anh ta còn chưa kịp nhắc nhở những người khác, dầm một tiếng, phi cơ chấn động dữ dội. Tiếng cảnh báo truyền từ trong loa đến. Mọi người chú ý, phía trước xuất hiện đám mây không rõ rất to. Những lời này vừa mới vang lên, vừa rồi bầu trời còn sáng, bỗng nhiên tối sầm lại. Một mảng lớn mây đen che lấp mặt trời mang theo tiếng sấm đùng đùng xuất hiện từ bốn phương tám hướng, rất nhanh vây quanh phi cơ trong đó, trong cabin giơ tay không thấy được năm ngón. Mây đen giống như mấy bàn tay khổng lồ vươn từ trong mây ra, như tràn đầy trời đất, lập tức vỗ về phía phi cơ. Những bàn tay này còn chưa vỗ đến, âm thanh quỷ khóc sói gào khiến người ta sởn gai ốc truyền đến. Phi cơ như con diều đứt dây, lập tức rơi xuống phía dưới. Trên máy bay, mọi người tỉnh lại từ chuyện Mạc Phàm vừa nhảy trên 100 mét, trong chớp mắt sắc mặt tái nhợt. Lão đại, đây là... Sao lại thế này? Lão đại! Tút tút tút! Âm thanh kinh hoàng cùng tiếng cảnh báo trên phi cơ hỗn loạn đan xen vào nhau, theo phi cơ biến mất hoàn toàn vào trong mây đen. Biến mất hoàn toàn, mây đen nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi xuống mặt đất, bầu trời vẫn sáng sủa như trước, chỉ thiếu phi cơ kia. Lúc này, giữa hai vách núi đen, vách núi như một tòa đại sơn được người ta mở ra ở giữa, cao 200-300 mét, một con sông lớn chảy qua giữa, trên bờ sông có một chiếc thuyền con. Trong nước sông trong suốt, một bóng người xuyên qua tầng mây, như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, không ngừng phóng đại. Rầm, một tiếng thật lớn. Mặt đất quanh một cây số chấn động, như núi băng động đất. Mặt đất ở bờ sông rơi rầm rầm xuống, nước sông bắn lên cao, cao hơn mặt đất rất nhiều. Chấn động qua đi, cát đá như đạn bắn ra xung quanh, cát bụi đầy trời. Một cái hố to có đường kính 10 thước xuất hiện ở bờ sông, mặt đất xung quanh vỡ ra như mạng nhện, nước sông chảy ngược vào. Không đợi nước sông rót vào, trên người Mạc Phàm lóe sáng bạch quang, hít sâu một hơi, hắn đi từ trong ra. Hắn nhìn lướt qua bầu trời, đường vân màu vàng trên người Tần Kiệt lóe đến mức tận cùng, rơi xuống theo. Tay hắn tạo pháp ấn, đánh về phía Tần Kiệt. Rầm, mặt đất lại chấn động, Tần Kiệt bình yên rơi xuống mặt đất. Tần Kiệt đứng ở trong hố sâu, trên mặt đều là kích động, nhìn trời, lại nhìn đất, cuối cùng ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Sư phụ, con đây có phải siêu nhân không? Tần Kiệt kinh ngạc vui mừng nói, khi nói chuyện người vẫn còn run run. Anh ta bái Mạc Phàm làm vi sư, không ngờ có thể nhảy từ mấy trăm mét xuống, không tổn hại chút gì. Siêu nhân, chỉ cần con dụng tâm tu luyện, con còn lợi hại hơn cả siêu nhân. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng. Đây mới nhảy từ độ cao mấy trăm mét xuống mà thôi, đã kích động như vậy. Đợi Tần Kiệt nhìn thấy phá toái hư không, hoành độ tinh hà, chắc là anh ta không nghĩ như vậy. Hắn không đả kích Tần Kiệt nữa. Lần đầu tiên khi hắn bị sư phụ ném phi kiếm tìm được đường sống trong chỗ chết, vẻ mặt cũng không khác như vậy là mấy. Đừng kích động, đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tần Kiệt lên tiếng, đi từ trong hố ra, nhìn vách núi đen cao ngất hai bên ở xung quanh. Sư phụ, đây là thánh địa của Vu Thần Giáo sao? Còn chưa phải, nơi này chỉ là bên ngoài tường Vu Thần Giáo, bên trong mới là địa bàn của bọn họ. Mạc Phàm nhìn vách núi thẳng tắp ở bên kia sông nói. Dựa theo trí nhớ của tên sát thủ, ngọn núi phía sau hắn tên là Ma Ưng Lĩnh, chỗ cao nhất của Ma Ưng Lĩnh có một cây cầu, đó mới là cửa vào Vu Thần Giáo. Muốn tiến vào thánh địa của Vu Thần Giáo, nhất định phải đi qua cây cầu Ma Ưng Lĩnh này mới được. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tần Kiệt hỏi. Sư phụ muốn đi tìm hai thứ này, mấy ngày nay con ngưng tụ chân hỏa ra đi. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Trong trí nhớ của tên sát thủ kia, 5 ngày sau sẽ có nhật thực, tế tự của Vu Thần Giáo sẽ diễn ra vào ngày hôm đó. Trên Ma Ưng Lĩnh có một thôn xóm vu tộc,
bên trong có một cái chợ để đệ tử của Vu Thần giáo đổi đồ với người miền núi, trong đó có không ít thương nhân tới nơi này đãi vàng. Thừa dịp lúc này, hắn có thể tìm hai loại lôi trì thủy và lôi trạch thạch còn lại. Nếu tìm được, có thể giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú trên người trước thì không gì tốt hơn, thứ này ảnh hưởng quá nhiều tới thực lực của hắn. Còn Tần Kiệt, anh ta đã đến trúc cơ kỳ, Gia Cát Gia đã đưa hỏa nguyên thạch tới, nếu có thể ngưng tụ chân hỏa, có thể tăng lên một chút thực lực. Dạ, sư phụ. Tần Kiệt cung kính nói. Chúng ta đến Ma Ưng lĩnh trước, tìm một chỗ đặt chân. Mạc Phàm nói xong đi về phía cửa núi ở trước. Hắn vừa mới nói xong, tiếng kêu la và đuổi theo truyền từ cửa lên núi đến. Tiểu tiện nhân, đứng lại cho lão tử, để lão tử tóm được cô, nhất định sẽ khiến cô sảng khoái mấy ngày không xuống giường được. Giọng nói này mới vang lên, ở một góc cửa vào núi, một cô gái mặc trang phục dị tộc, trên người còn đeo rất nhiều trang sức tinh xảo, xinh đẹp, cao gầy, một tay trắng nõn của cô gái vu tộc nâng váy, hoảng sợ đi xuống. Cách không xa sau lưng cô, hai người đàn ông vu tộc mặc trang phục dị tộc màu đen, hai mắt đầy dâm quang, vẻ mặt hung ác đuổi theo không bỏ. Người phụ nữ này vừa xuống bậc thang, liền muốn chạy về chiếc thuyền nhỏ ở bờ sông. À, bởi vì cô quá nóng vội, không ngờ trượt chân nên ngã xuống đất. Không đợi cô đứng dậy, hai người đàn ông kia đã đuổi kịp tới, vây quanh người phụ nữ, trên mặt là nghiền ngẫm. Tiểu tiện nhân, không phải cô chạy rất nhanh sao, cô chạy đi. Cầu xin các anh tha cho tôi đi, tôi không muốn trở thành người phụ nữ của thiếu vu chủ. Cô gái vu tộc thấy bị hai người đuổi kịp, trong mắt đều là ấm ức và bối rối, cầu xin. Tha cho cô, có thể, vậy trở thành người phụ nữ của tôi được rồi. Một người đàn ông trong đó cười râm nói, một tay anh ta vươn về phía bộ ngực cao ngất của cô gái. Nhưng tay anh ta sắp nắm lấy bộ ngực của cô gái, một giọng nói lạnh lùng truyền từ bên cạnh đến. Bỏ tay anh ra. Những lời này vừa vang lên, thân thể người đàn ông vu tộc run run, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm. Anh ta quay đầu lại nhìn, thấy người nói chuyện là một đứa bé, còn là người ngoại tộc, lông mày anh ta lập tức giãn ra, lộ ra hung quang. Anh ta nghe nói cô gái kia là mỹ nữ xinh đẹp nhất ở Ma Ưng lĩnh, tên là Vu Nhã, cô gái này không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, nghe nói giọng hát của cô ngay cả thần ưng của Ma Ưng lĩnh nghe xong cũng mê mẩn. Bọn họ phụng mệnh của Vu Thần giáo, bắt cô gái này về hầu hạ thiếu vu chủ bọn họ. Bắt vài lần, không dễ dàng gì mới tóm được vị mỹ nữ này, đang chuẩn bị trước khi đưa đến thánh địa, để tay sướng một lúc, ai biết lại bị tiểu tử này quấy rầy. Nếu không vì tiểu tử này, anh ta đã chạm vào được ngực cô gái. Tiểu tử, cậu nói cái gì? Tôi nói anh thu tay lại, sau đó anh có thể cút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Người đàn ông vu tộc nhíu mày, không ngờ đứa bé ngoại tộc này lại lớn mật đến thế, chậm chế anh ta làm việc không nói, còn dám nói chuyện với anh ta như vậy. Tuy ngọn núi này không phải là núi của Vu Thần giáo, nhưng hơn phân nửa đều là tín đồ của Vu Thần giáo bọn họ, chỉ cần một câu của anh ta, sẽ có vài trăm người xuất hiện giúp thu thập tiểu tử này. Tiểu tử, cậu biết chúng tôi là ai không? Rất quan trọng sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói cho cậu biết, tiểu tử, chúng tôi là người của Vu Thần giáo, thấy không, đây là dấu hiệu của Vu Thần giáo. Người đàn ông chỉ chữ vu màu đỏ ở ngực mình, trên mặt đều là tự hào. Tôi thấy hai người còn trẻ, còn không hiểu chuyện, giao toàn bộ đồ đáng giá trên người mình ra đây, sau đó tự mình nhảy xuống sông đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu. Thấy hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, còn bảo hắn đi nhảy sông, đúng là đủ nhân từ. Ý của anh là các anh không chịu thả người phụ nữ này. Thả sao? Người đàn ông chớp mắt, trong con người lộ ra tàn nhẫn, anh ta liếc mắt ra hiệu với người đàn ông khác. Tiểu tử ngoại tộc không biết trời cao đất rộng này, dám chậm trễ chuyện tốt của hắn, sao có thể bỏ qua dễ dàng? Người đàn ông khác cười, lấy một quả màu đỏ tươi từ trong túi áo ra, quả này đỏ tươi như anh đào, nhưng to hơn một chút. Vu Thần giáo chúng tôi chưa bao giờ làm người khác khó xử, chúng tôi thả tiểu tiện nhân này cũng được, nhưng cậu phải đồng ý ăn quả này. Người phụ nữ thấy quả hai người đàn ông lấy ra, khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức thay đổi, vội vàng nhắc nhở. Cậu đừng bị bọn họ lừa, trái cây này không ăn được đâu. Quả này tên là phong nguyệt quả, nói là quả, thực ra là do con người dùng nhiều dược vật trộn lẫn với nhau chế thành.
một chút phong nguyệt quả có tác dụng thúc giục tình cảm hai người, nếu tình cảm nam nữ vu tộc bọn họ phai nhạt, sẽ dùng một chút thứ này. Nhưng nếu ăn hết, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Ủa ố lúc trước có một họa sĩ trẻ tuổi từ nơi khác tới vẽ, thích một chị em tốt của cô. Chị em tốt của cô thấy họa sĩ này có tri thức hiểu lễ nghĩa, hào hoa phong nhã, cũng nảy sinh tình cảm. Kết quả chuyện này bị một đệ tử vu thần giáo có ý với chị em tốt của cô biết được, đệ tử kia tìm đến người họa sĩ này, lừa gạt anh ta ăn phong nguyệt quả vào. Đợi họa sĩ ăn phong nguyệt quả xong, anh ta liền trói họa sĩ đó trên một tảng đá, khóa ở trong một gian phòng, còn uy hiếp những người khác không được lại gần. Kết quả họa sĩ này như dã thú phát cuồng kêu cả một đêm. Ngày hôm sau khi mở cửa ra, cả hạ thể của họa sĩ đều là huyết nhục mơ hồ, máu chảy đầy phòng, không chỉ thành thái giám, không lâu sau liền điên rồi. Nếu Mạc Phàm ăn quả này vào, chắc chắn sẽ giống như họa sĩ kia. Tiện nhân ăn cây táo rào cây sung, cô vẫn nên lo cho chính mình trước, dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, không có trái cây ngon để ăn đâu. Người đàn ông lạnh lùng liếc cô gái một cái, hung dữ nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua chữ vu ở ngực người đàn ông, nhìn thoáng qua quả màu đỏ tươi, cười lạnh lùng. Nếu tôi ăn quả này, các anh sẽ thả người chứ? Hai người đàn ông vu tộc nhướng mày, đều cười đắc ý. Bọn họ tưởng rằng vì tiện nhân kia nhắc nhở, tiểu tử này sẽ không mắc mưu. Ai biết tiểu tử này còn dám ăn quả đó. Nhưng nghĩ đến tuổi của hai người này, trong chớp mắt bọn họ thoải mái hơn. Mạc Phàm và Tần Kiệt đều là hai đứa bé, còn ở độ tuổi nghé con mới đẻ không sợ hổ. Người vu tộc chúng tôi chưa bao giờ nói dối, chỉ cần cậu ăn quả này, nếu chúng tôi không thả kẻ tiện nhân kia, chúng tôi sẽ bị xuyên ruột nát bụng mà chết. Một người đàn ông trong đó cười đắc ý nói, đưa phong nguyệt quả cho Mạc Phàm. Mắt người phụ nữ mở to, tràn đầy vẻ phức tạp. Chàng trai này vì cứu cô, mới bằng lòng làm theo lời hai người kia. Cô do dự một lát, kéo áo một người đàn ông vu tộc trong đó, nói. Các anh tha cho hai người họ đi, tôi đi với các anh. Cô còn chưa dứt lời, cô mới mở miệng, sắc mặt hai người đàn ông lập tức khó coi hơn. Bọn họ bắt người phụ nữ này vài lần, người phụ nữ này đều trốn tránh bọn họ, làm bọn họ tìm rất khổ cực. Tiểu Bạch Kiểm ngoại tộc này vừa xuất hiện, kẻ tiện nhân này lập tức đồng ý đi theo bọn họ. Một người đàn ông nhìn lướt qua thuyền nhỏ cách đó không xa và hai người Mạc Phàm, Tần Kiệt, trong mắt chớp lóe tàn nhẫn. Tiện nhân, may mà bị hai chúng tôi bắt được, nếu không bắt được cô sẽ trốn với hai tên tiểu tử này rồi, một người còn không thỏa mãn được cô còn mang hai người, khẩu vị của cô đúng là nặng, cậu ta không ăn quả này cũng được, cô theo anh em tôi chơi một lát, thế nào? Anh nói linh tinh, tôi căn bản không biết bọn họ. Khuôn mặt tuyệt mỹ của người phụ nữ đỏ tới mang tai. Người đàn ông nở nụ cười dâm đãng liếc mắt nhìn người phụ nữ này một cái, không để ý đến cô nữa, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, không phải cậu muốn ăn quả này sao, sao không ăn đi, chỉ cần cậu ăn quả này, lập tức có thể song túc song phi với chị gái xinh đẹp này rồi. Cô ta là mỹ nữ đẹp nhất Ma Ưng Lĩnh, có không biết bao nhiêu hán tử ở Ma Ưng Lĩnh muốn đè trên giường đâu. Mạc Phàm lắc đầu cười. Cầm lấy phong nguyệt quả nuốt vào. Tôi ăn trái cây rồi, có phải các anh nên thả người hay không? Vẻ mặt hai hán tử vu tộc sửng sốt, mắt chớp chớp, trong con ngươi lóe lên khó mà tin. Tiểu tử này ăn quá nhanh rồi, mắt cũng không chớp một cái, không sợ chúng độc sao? Ở Vân Châu, không được ăn đồ người khác đưa. Mấy thứ này không phải có độc, thì có cổ, hay có hàng đầu thuật, bất luận là loại nào đều khiến người ta sống không bằng chết. Vậy mà tiểu tử này không cần suy nghĩ liền nuốt vào. Tiểu tử, cậu thực sự nghĩ rằng bọn tôi sẽ thả người sao, cậu quá ngây thơ rồi, chết ở đây đi, khà khà. Hai người đàn ông cười đắc ý. Vẻ mặt người phụ nữ kia ngẩn ra, trong đôi mắt tràn đầy áy náy, nhìn về phía Mạc Phàm. Không vì cô, sao Mạc Phàm lại gặp phải chuyện này? Nhưng mọi chuyện đều không thể vãn hồi. Phong nguyệt quả rất khó giải. Đi thôi. Người đàn ông xoay người nắm lấy người phụ nữ. Không đợi bọn họ tóm được người phụ nữ, Mạc Phàm lắc đầu cười, cười lạnh lùng. Tôi thấy muốn chết là các anh đi. Người đàn ông vu tộc cũng không tức giận, trái lại anh ta nhếch miệng cười. Tiểu tử, cậu còn chưa biết cậu ăn thứ gì sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Chỉ là phong nguyệt quả mà tôi không biết sao.
Người đàn ông vu tộc nhíu mày, trong mắt hiện lên kỳ lạ. Vậy mà tiểu tử này biết là phong nguyệt quả, còn dám ăn hết nó. Tiểu tử, cậu biết là phong nguyệt quả mà dám ăn hết. Mạc Phàm cười khinh thường, phong nguyệt quả này là một loại dược đơn giản gia tăng kích thích trong cơ thể, khiến tốc độ huyết dịch nhanh hơn. Hắn là trúc cơ trung kỳ, khí huyết như long, khí huyết chuyển động theo hắn, loại dược này có thể khống chế được hắn sao? Anh chắc chắn anh không thả người. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Tươi cười trên mặt người đàn ông cứng đờ, trên mặt lộ ra hung ác, trong mắt cũng có thêm sát ý. Tiểu tử, tiểu tiện nhân này là người phụ nữ của thiếu vu chủ chúng tôi, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, động vào người phụ nữ của thiếu vu chủ chúng tôi, phụ nữ cả nhà cậu đều thành nô lệ cho thiếu vu chủ, cậu còn không nhanh đi tìm heo mẹ đi, tránh lát nữa dược hiệu phát tác, muốn tìm heo mẹ cũng không có, chỉ có thể tìm đồng bạn của cậu phát tiết. Người đàn ông chỉ vào Tần Kiệt, cười quái dị nói. Giết anh ta đi. Mạc Phàm khoát tay, vẻ mặt lạnh nhạt như cắt cỏ. Hắn vốn không định giết quá nhiều người, nhưng nếu đệ tử Vu Thần giáo muốn chết, vậy thì đi chết đi. Hắn vừa mới nói xong, Tần Kiệt lập tức như tên rời cung, bóng dáng chấp lóe, liền đứng trước người người đàn ông. Cánh tay vẫn dính máu của Thiết Bối Ưng lóe sáng kim quang, không để người đàn ông phản ứng kịp, một quyền đập vào bụng người đàn ông. Dầm, người đàn ông bay về phía sau, đập mạnh vào vách núi đá đen sau lưng. Người đàn ông phun ra một ngụm máu, hai mắt ngơ ngẩn nhìn bụng mình, mắt mở to. Chỗ bụng anh ta bị một quyền của Tần Kiệt đánh thành cái động, từ phía trước có thể nhìn thấy phía sau, ruột và máu tươi chảy ra, quả nhiên là xuyên ruột nát bụng. Mày dám giết tao, thiếu vu chủ tao sẽ. Người đàn ông còn chưa dứt lời, ánh mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Phịch, biến cố chợt tới, sắc mặt người đàn ông vu tộc còn lại xám như tro tàn, trực tiếp ngã xuống đất, trên mặt không còn đắc ý như trước. Vẻ mặt người phụ nữ kia cũng sửng sốt, trong đôi mắt đều là không thể tin được, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm và Tần Kiệt. Hai người này cho dù nhìn thế nào, đều có bộ dạng yếu đuối, còn không bằng đứa bé tinh tráng trong tộc cô, vậy mà một quyền có thể đánh xuyên qua bụng người đàn ông kia. Hai người kia đều là đệ tử của Vu Thần giáo. Tuy địa vị rất thấp, 5-6 người bình thường cũng không là đối thủ của bọn họ. Nếu không, sao đệ tử Vu Thần giáo có thể làm sằng làm bậy trong xóm bọn họ, mà không có người dám ngăn cản? Cậu, các cậu biết mình giết ai không? Người đàn ông còn lại khiếp sợ nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười đầy hứng thú. Trái lại anh nói xem anh ta là ai? Anh ta là cậu thiếu vu chủ chúng tôi, các người giết anh ta, các người đừng nghĩ đến chuyện vào núi bái sư. Còn gặp phải phiền phức lớn rồi. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Người bị giết tên là Vu Cửu, là cậu ruột của thiếu vu chủ bọn họ. Đừng nói ở đây là Ma Ưng lĩnh, cho dù là thánh địa Vu Thần giáo cũng không có ai dám trêu chọc, hai tiểu tử ngoại tộc này lại dám giết anh ta rồi. Vào núi bái sư, Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra vẻ đăm chiêu. Người đàn ông thấy bộ dạng Mạc Phàm đăm chiêu, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi đứng dậy. Không sai, là vào núi bái sư, hai người đi xa tới Vu Thần giáo chúng tôi, chẳng lẽ không phải tới bái sư? Cô nghe người đàn ông dụ dỗ hai người đi bái sư, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai vị tiểu tiên sinh, ngàn vạn lần đừng đi bái sư là gạt các cậu đó. Người phụ nữ mới mở miệng, sắc mặt người đàn ông kia lập tức âm u, trở nên vô cùng hung ác. Tiểu tiện nhân, cô nói linh tinh gì đó, cô không sợ Vu Thần giáo trừng phạt à? Vừa nghe mấy chữ Vu Thần giáo trừng phạt, vẻ mặt người phụ nữ ngẩn ra, thân thể bắt đầu run rẩy, không dám nói nữa, giống như vô cùng kính sợ Vu Thần giáo. Thế nào, các cậu có thể suy nghĩ một chút, chỉ cần các cậu đồng ý tha cho tôi, đưa tiểu tiện nhân kia cho tôi nữa, tôi không những giúp hai người đổ hết trách nhiệm lên người tiểu tiện nhân này, còn có thể mang hai người tới tấm bia đá lợi hại nhất, võ công trên đó lợi hại gấp 1 vạn lần hai người hiện giờ. Khi nói chuyện, trong mắt người đàn ông lóe lên tàn nhẫn. Hai tiểu tử này kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng dám giết người vu tộc trong địa bàn vu tộc bọn họ, đợi đi chết đi, nhưng phải lừa gạt hai tên tiểu tử này trước đã. Mạc Phàm hơi nheo mắt, lập tức cười. Chỉ sợ trong núi này không có người tôi muốn bái làm sư phụ. Hắn nắm giữ muôn vàn thuật pháp, võ đạo, còn cần bái sư sao? Tiểu tử, cậu đừng quá tự đại, Vu Thần giáo chúng tôi truyền thừa mấy ngàn năm. Ngay cả công pháp thần ma đều có,
chỉ cần cậu học được những thứ đó, ra ngoài đều có thể xông pha ra trò. Người đàn ông nghiêm túc nói, giống như đây là sự thật. Còn nữa, tôi không phải tới bái sư, tôi tới diệt phu thần giáo, đúng rồi, tôi tên là Mạc Phàm. Mạc Phàm nói đơn giản. Mạc Phàm vừa nói ra những lời này, vẻ mặt người phụ nữ kia sửng sốt, đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm đầy khác lạ. Còn người đàn ông thì mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu tử này tên là Mạc Phàm sao? Tối qua đại, nhị trưởng lão của Vu Thần giáo bọn họ chết, nghe nói do một người tên Mạc Phàm giết chết. Vu Thần giáo bọn họ đã hạ lệnh, phàm là gặp người tên Mạc Phàm đều giết chết. Anh ta nghĩ thế nào cũng không ngờ Mạc Phàm ở ngay trước mặt anh ta, tay anh ta vụng trộm cho vào trong túi. Cậu thật sự là Mạc Phàm sao? Không sai, cho nên tôi không cần đưa cô gái này cho anh, cũng không cần bái sư, anh có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thực cho rằng hắn không biết cái gọi là bái sư của Vu Thần giáo là gì sao, đơn giản là lấy danh nghĩa thu nhận đồ đệ, hấp dẫn đám người tới Vu Thần Sơn, trở thành tế phẩm cử hành tế tự. Đệ tử Vu Thần giáo này dụ dỗ hắn vào núi bái sư, đã không cần thiết phải sống sót. Vậy mà còn dở trò, lại càng chết không luyến tiếc, thực cho rằng hành động mờ ám có thể tránh thoát mắt hắn sao? Mạc Phàm vừa nói xong. Sắc một tiếng, đầu người đàn ông này xoay 180 độ ở trên tay Tần Kiệt. Người đàn ông liếc mắt nhìn sau lưng mình một cái, vẻ mặt vốn sửng sốt, sau đó thân thể ngã xuống đất như bùn nhão, một ngọc phù rơi từ trong túi anh ta ra. Mạc Phàm nhặt ngọc phù kia lên, nhướng mày. Ngọc phù truyền tin sao? Loại ngọc phù này là một pháp khí truyền tin rất bình thường ở tu chân giới, chỉ cần bóp nát, tất cả những người cầm loại ngọc phù này đều có thể phát hiện. Không ngờ Vu Thần giáo còn có loại ngọc phù này. Ở Hoàng gia không có thứ này, xem ra Vu Thần giáo khó đối phó hơn Hoàng gia nhiều. Hắn cất ngọc phù đi, không chỉ không lo lắng, trái lại càng chờ mong. Khi đối phó với Hoàng gia, hắn chuẩn bị tất cả, nhưng không cần gắng sức. Không biết Vu Thần giáo này có thể khiến hắn kinh ngạc vui mừng hay không? Chúng ta đi thôi. Hắn chưa đi được hai bước, giọng nói của người phụ nữ kia truyền từ phía sau đến. Mạc Phàm tiểu tiên sinh, cậu không thể lên núi. Mạc Phàm nhớn mày, dừng bước lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ một cái. Sao thế? Hiện giờ trên núi đều lùng bắt cậu và người có tên giống cậu, chỉ cần bắt được cậu, là có thể trở thành một thành viên của Vu Thần giáo. Học tập phù thuật. Người phụ nữ nói. Bắt đầu từ tối qua, Vu Thần giáo liền phái người đi khắp nơi bắt Mạc Phàm, đã có 7-8 người bị mang đến ngọn núi Vu Thần, không có ai quay về. Hả? Mạc Phàm nhướng mày. Trái lại động tác của Vu Thần giáo không chậm, tối qua hắn mới thiêu cháy hai vị trưởng lão. Hôm nay Vu Thần giáo giết chết người tên Mạc Phàm tới, ngay cả phạm vi ma ưng lĩnh cũng đang lùng tìm hắn. Tôi đã biết, cảm ơn. Mạc Phàm cười khẽ, muốn tiếp tục lên núi. Nếu Vu Thần giáo muốn bắt hắn, thì cho bọn họ bắt, diệt Vu Thần giáo trước. Lôi Trì Thủy và Lôi Trạch Thạch, có cơ hội lại tìm là được. Người phụ nữ thấy Mạc Phàm vẫn muốn dẫn Tần Kiệt rời đi như trước, đôi mắt khẽ chớp. Ở Ma Ưng Lĩnh, người đàn ông khác, cho dù là Vu tộc cô, hay là người nơi khác, đều chỉ mong sao nhìn cô nhiều vài lần, vậy mà người đàn ông này giống như không có chút hứng thú với cô. Chẳng lẽ cô không đẹp, chẳng lẽ cô không đủ hấp dẫn người khác sao? Đây là lần đầu tiên cô gặp người như Mạc Phàm. Người phụ nữ thấy Mạc Phàm vẫn muốn lên núi như trước, trong đôi mắt lộ ra chút do dự. Chỉ trong phút chốc cô đuổi theo, ngăn cản đường đi của Mạc Phàm. Đợi một chút. Cô nương, cô còn việc gì sao? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Các cậu muốn ngăn cản tế tự của Vu Thần giáo sao, nếu đúng là như vậy? Ở chỗ tôi có một thứ có lẽ có thể giúp hai người đi theo tôi. Người phụ nữ nói xong không quản Mạc Phàm tin hay không, đi dọc theo đường núi lên trên. Sư phụ, nếu chúng ta đi theo, có thể là bẫy hay không? Tần Kiệt lo lắng hỏi. Đi xem đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cô gái một cái, thản nhiên nói. Hai người đi theo người phụ nữ kia lên núi. Đi qua khoảng chừng 20-30 ngã rẽ. Hơn nửa canh giờ sau, đến bên cạnh một vách núi đen, người phụ nữ này mới dừng lại. Nơi này cách bờ sông vừa rồi 200-300 mét, gió núi thổi vù vù, giống như quỷ khóc, chỉ cần đi về phía trước một bước, sẽ rơi xuống dưới.
đây là nơi cô muốn mang chúng tôi tới sao? Tần Kiệt nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Người phụ nữ này nói muốn bọn họ tới chỗ một thứ, lại dẫn bọn họ đến bên cạnh vách núi đen. Trái lại Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Mở ra đi. Tần Kiệt hơi sững sờ, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ. Sư phụ, nơi này không phải vách núi đen sao, chẳng lẽ phía trước còn thứ gì đó? Mạc Phàm không giải thích, người phụ nữ không trả lời, lấy một chiếc vòng cổ trong ngực ra. Vòng cổ do hạt châu màu xám trong suốt xuyên thành, mỗi viên to bằng hạt đậu xanh, ở giữa có một viên bảo thạch màu xanh lục to bằng ngón cái, kiều diễm dục tích. Cho dù là hạt châu kích cỡ hạt đậu xanh hay bảo thạch màu xanh lục, đều khắc đầy ma văn. Người phụ nữ này mới lấy vòng cổ ra, hạt châu nhỏ màu xám chớp lóe hôi quang, từ đỉnh chóp dọc theo hai bên chảy về phía bảo thạch màu xanh lục. Hôi quang biến mất vào trong bảo thạch màu xanh lục, trên bảo thạch màu xanh lục lập tức tỏa ra tia sáng. Ánh sáng này vừa bay ra nửa thước, liền biến mất không thấy. Không gian phía trước giống như một cục đá ném vào trong hồ nước yên bình, sóng gợn dập dờn mà ra. Lúc sóng gợn dập dờn cao bằng một người, liền dừng lại, giống như đang tạo sóng gợn mặt hồ bị đông lại. Gợn sóng này hình thành, người phụ nữ giống như không quan tâm vách núi đen trăm mét dưới chân, nhấc chân đi về phía sóng gợn, vậy mà cả người như nhảy xuống nước, biến mất không thấy, không chỉ không rơi xuống vách núi đen, còn không dạo chơi trong không trung. Sư phụ, đây là thứ gì thế? Vẻ mặt Tần Kiệt sửng sốt, mắt mở to, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Anh ta thân là cháu nội tướng quân khai quốc, từng thấy không ít chuyện lạ. Nhưng lúc này anh ta cảm thấy mình như tên hai lúa mới vào thành phố. Mới nhảy từ độ cao mấy trăm mét xuống không chết, bây giờ lại tận mắt thấy người sống như đi vào trong gương, biến mất không thấy. Kính hoa thủy nguyệt trận. Mạc Phàm giải thích đơn giản. Kính hoa thủy nguyệt trận là một loại ảo trận, che giấu gương thật, dùng cảnh sắc nơi khác, có tác dụng che giấu tai mắt mọi người. Giống như nơi này, nhìn như bên cạnh vách núi mấy trăm mét, nhưng là cửa vào một động phủ. Động phủ của rất nhiều tu sĩ đều bố trí huyễn trận này, vậy mà có thể thấy ở đây. Tuy loại huyễn trận này chỉ là tiểu trận, kém tụ linh trận ở biệt thự số 9 không biết bao nhiêu lần, nhưng làm hắn bất ngờ không ít. Có phải con đi qua thế nào, đều sẽ không ngã xuống hay không? Tần Kiệt tò mò hỏi. Nếu cửa trận chưa mở ra, con vẫn sẽ ngã xuống. Mạc Phàm nói. Trận pháp này chia làm hai phần, cái trước là huyễn trận lấy giả loạn thật, cái sau là sát trận lấy thực loạn giả. Nếu thủy nguyệt chưa mở, lập tức đi qua, vẫn sẽ rơi xuống vách núi đen như trước, mắt chưa thấy vách núi đen kia, nhưng chắc chắn đã bị rơi tan xương nát thịt. Vẻ mặt Tần Kiệt lập tức thay đổi. Đi thôi, nếu con không đi qua, sẽ thật sự ngã xuống. Mạc Phàm nói. Hai người lần lượt đi vào, bọn họ vừa mới tiến vào, gợn sóng trong không gian chấn động, khôi phục như thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước mắt Mạc Phàm và Tần Kiệt nhoáng lên một cái, tất cả trước mắt thay đổi, vách núi đen biến mất, bọn họ đang ở trong một sơn động. Sơn động có hai gian phòng, trên đỉnh khảm một bảo thạch to bằng nắm tay, chiếu sáng cả sơn động như ban ngày. Xung quanh bầy loạn một số gia cụ và đồ dùng hàng ngày, tận cùng bên trong là một đàn tế. Trên đàn tế là một pho tượng người phụ nữ mặt mũi hiền lành, phía trước đặt mấy cái hộp to nhỏ không đều. Lúc này người phụ nữ kia đứng bên cạnh đàn tế, thành kính lạy pho tượng nữ kia. Lạy xong, lúc này người phụ nữ mới lấy cái hộp to nhất ở giữa ra. Cô mở hộp ra, đưa về phía Mạc Phàm. Đây là di vật của cha tôi, không biết có tác dụng với cậu hay không. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cái hộp, ánh mắt lập tức bị hai thứ trong đó hấp dẫn. Trong đó có một hạt châu hình giọt nước to bằng nắm tay đứa bé, bên trong hạt châu giống như có nước đang lưu động mãnh liệt. Mỗi lần nước trong đó lưu động, cả hạt châu đều sáng lên, giống như lôi quang. Một thứ khác là tảng đá hình thoi, trên tảng đá tràn đầy đường vân kỳ lạ, điện quang lóe lên liên tục, tí tách vang dội. Nhìn thấy hai thứ này, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, lộ ra vui mừng sợ hãi. Hắn vốn định không tìm hai thứ này, diệt phu thần giáo trước. Không ngờ lại để hắn tìm đủ hết, giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Hạt châu hình giọt nước này đúng là lôi trì thủy, tảng đá đúng là lôi trạch thạch, vừa đến vu thần sơn liền tìm đủ nguyên liệu giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú. Đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được đến thì chẳng mất công chi.
ngoại trừ hai thứ này ra, trong hộp còn mấy thứ khác. Một khối xương cốt chế thành tiểu kiếm, một đầu lâu thủy tinh màu lam và mấy chai chai lọ lọ, đều là vật phẩm vu sư thường dùng. Mạc Phàm giơ tay nhận lấy lôi chỉ thủy và lôi trạch thạch hỏi. Cha cô là vu sư sao? Bất luận là kính hoa thủy nguyệt trận, hay những thứ trong hộp, đều không phải thứ người bình thường sẽ có được. Cha tôi là vu sư, nhưng ông ấy là bạch phu. Người phụ nữ nhắc tới cha, trong đôi mắt lóe lên bi thương. Bạch phu là gì? Tần Kiệt tò mò hỏi. Phu tộc chia làm hai tông hắc bạch, bạch phu tu luyện vu thuật, lấy cầu phúc, chữa bệnh, cứu người làm mục đích, hắc phu thì ngược lại, tu luyện vu thuật hoàn toàn là vì sức mạnh, còn không từ thủ đoạn, lấy người sống hiến tế là chuyện rất bình thường. Mạc Phàm lạnh nhạt giải thích. Lần này vu thần giáo hấp dẫn nhiều người vào núi bái sư như thế, còn bắt rất nhiều người, chính vì tăng tu vi cho thiếu vu chủ bọn họ. Người phụ nữ nói xen miệng vào. Tốt nhất hai người đừng đến vu thần sơn. Tiến vào vu thần sơn, bọn họ phải đi qua Ma Ưng Lĩnh. Cô lớn lên ở Ma Ưng Lĩnh từ nhỏ, hiểu rõ đáng sợ của vu thần giáo. Năm cô 8 tuổi, một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt tới đây, đeo một thanh bảo kiếm ở sau lưng, dẫn hạ thần lôi từ 9 tầng mây, đạp lôi quang vào ngọn núi vu thần, như muốn chém nát vu thần sơn. Kết quả lão đạo sĩ này đi vào, không còn đi ra nữa. Năm cô 10 tuổi, một đám hòa thượng tới canh giữ cạnh cầu vu tiên. Tất cả người của vu thần giáo đi từ ngọn núi vu thần ra, đều không phải là đối thủ của đám hòa thượng. Sau đó một đám mây đen xuất hiện, đám hòa thượng này biến mất hoàn toàn. Khi xuất hiện lần nữa, đám hòa thượng này như cương thi bị đám đệ tử vu thần giáo sử dụng tùy ý. Mấy năm nay luôn có người muôn hình muôn vẻ xuất hiện, cha cô nói những người này đều là cao thủ trong ngàn vạn người, nhưng cao thủ của vu thần giáo càng ngày càng đáng sợ. Những người đó không thể làm gì vu thần giáo, Mạc Phàm giết hai trưởng lão của vu thần giáo, vào vu thần sơn chắc là như muối bỏ biển, nhỡ đâu không ra được, sẽ thành tế phẩm của vu thần giáo. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô, chúng tôi sẽ cẩn thận. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vu thần giáo không chỉ dám lấy 10 vạn người Hoa Hạ hiến tế, còn phái người đến Đông Hải ra tay với người nhà hắn, cho dù có 10 vạn lý do, cũng không thể giữ lại vu thần giáo. Hiện giờ cách đi diệt vu thần giáo còn một bước xa. Người phụ nữ thấy Mạc Phàm vẫn bất phi sở động như cũ, lông mày cau chặt, trong mắt hiện lên lo lắng. Nếu các cậu thật sự muốn đi vu thần sơn, tôi biết một thông đạo, có thể mang hai người đến thánh địa vu thần giáo, nhưng hiện giờ nơi đó đang ngập nước, đợi 4 ngày sau hạ xuống, là có thể từ nơi đó tiến vào thánh địa của vu thần giáo, mấy ngày này hai người ở đây đi. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra bất ngờ. Hắn tiện tay cứu một vị cô nương, không chỉ đạt được nguyên liệu nguyền rủa, vị cô nương này còn biết đường bí mật tiến vào thánh địa vu thần giáo. Hắn không từ chối người phụ nữ này, sơn động này có kính hoa thủy nguyệt trận bảo hộ, trái lại rất thích hợp làm nơi đặt chân. Thừa dịp lúc này, hắn có thể đi đến một bước cuối cùng, 4 ngày là đủ rồi. Ngũ quỷ phệ thần chú trên người hắn như quả bom hẹn giờ, có thể giải trừ trước thì càng tốt. Cho dù hắn dùng tiểu ngũ lôi chú thêm một tầng phong ấn vào ngũ quỷ phệ thần chú, cũng khó bảo đảm ngũ quỷ phệ thần chú sẽ không phát tác. Nguyên rủa này ở trên người hắn lâu như vậy, cũng đến lúc nên giải trừ hết. Nếu không vì nguyên rủa này, lần trước hắn đã diệt được đám trưởng lão đó rồi, hắn không cần phải tới nơi này một chuyến. Dùng ngũ hành huyền lôi chú giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú, không biết có tác dụng ngoài ý muốn gì không? Hắn không lập tức giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú, mà lấy hỏa nguyên thạch ra cát ra đưa cho ra. Nhất nguội chân hỏa sáng lên trên tay hắn, hỏa nguyên thạch liên tục biến thành từng dòng hỏa nguyên khí. Hắn phong ấn một đám hỏa nguyên khí lại, cộng thêm pháp môn ngưng tụ chân hỏa giao cho Tần Kiệt. Lúc này hắn mới lấy 6 thứ từ trong nhẫn ra, đế ngọc, lôi quang kim, lôi kích mộc, lôi chỉ thủy, lôi viêm hỏa và lôi trạch thạch. Vừa lấy mấy thứ này ra, tiểu hồ ly ngủ suốt đường đi lập tức chui từ trong túi hắn ra ngoài, dựng thẳng lỗ tai, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mộc đầu, đã tìm đủ nguyên liệu giải trừ nguyền rủa rồi sao? Ừ, Mạc Phàm gật đầu nói. Thật tốt quá, đợi giải trừ nguyền rủa, muốn thu thập đám người xấu thế nào thì làm thế đó, ai bảo bọn họ dám bắt nạt bổn đại tiểu thư. Tiểu hồ ly nắm chặt tay, bộ dạng ghét ác như cừu. Mạc Phàm cười khẽ, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ nghiêm túc.
hai tay hắn vũ động, một đám pháp ấn vô cùng rắc rối bay vào trong sáu thứ. Theo pháp ấn bay vào trong sáu thứ này, trong đế ngọc chớp lóe bạch quang, chậm rãi chia ra năm đạo bạch quang. Bạch quang bắn vào trong lôi quang kim, lôi kích mộc, lôi chỉ thủy, lôi viêm hỏa và lôi trạch thạch, pháp ấn trên năm thứ này lập tức sáng lên. Hứng khởi. Lôi quang hình thái khác nhau tỏa ra từ năm nguyên liệu, tơ nhỏ ngưng tụ thành lôi quang đi về phía những nguyên liệu khác, như con nhện giăng tơ. Tay Mạc Phàm vũ động liên tục, pháp ấn rắc rối không ngừng bay từ tay hắn ra. Ba ngày sau, một cái lôi quang nhấp nháy ngũ giác tinh mang xuất hiện. Đế ngọc ở giữa, lôi quang kim và các loại nguyên liệu ở mỗi góc. Ngưng! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Ngũ giác tinh mang nhanh chóng co rút lại, biến thành to bằng móng tay. Thu! Thần niệm gần như tụ thành thực chất phóng ra, bao lấy ngũ giác tinh mang huyền ảo này, kéo ngũ giác tinh mang vào trong thức hải. Mạc Phàm nhắm mắt lại, thần thức rơi vào trong thức hải. Trên đạo cơ trong thức hải, lúc này mới qua vài ngày. Nguyên rùa hình rắn lại to thêm một vòng, đã to bằng kích thước cánh tay, dài hơn trăm thước. Không chỉ như vậy, màu sắc đạo cơ của hắn cũng bắt đầu biến từ màu tím thành màu đen. Tiểu ngũ lôi chú dùng lúc trước hiện giờ như lấy trứng chọi đá, không lâu sau sẽ bị phá tan. Hắn mới xuất hiện trong thức hải, nguyên rùa hình rắn này như cảm ứng được, nó há cái mồm to như bồn máu, muốn cắn về phía hắn, bộ dạng vô cùng hung ác. Bắt đầu đi! Hắn lạnh nhạt nói. Ý niệm hắn khẽ động, ngũ giác tinh mang được thần thức mang vào bỗng nhiên phóng đại. Chỉ trong chớp mắt ngũ giác tinh mang từ cỡ móng tay biến thành trăm mét, trôi nổi trên bầu trời trong thức hải, hơi thở không gì sánh nổi lập tức bao quanh ngũ giác tinh mang. Thức hải vốn yên bình, nước biển dâng cao trốn tinh mang này, giống như vô cùng sợ hãi tinh mang trên bầu trời. Con rắn đen đang chuẩn bị cắn Mạc Phàm, cảm nhận được khác thường trong thức hải, thân thể nó cứng đờ. Không do dự bay ra khỏi ngũ giác tinh mang. Chạy, có tác dụng sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Theo giọng nói của hắn vang lên. Hứng khởi. Lôi quang như điện xà, ngũ giác tinh mang dũng mãnh lao về phía đế ngọc ở giữa. Trong đế ngọc sáng lên, rầm một tiếng thật lớn, giống như bầu trời bị xé rách, một đạo cột sáng ngũ sắc từ trên trời giáng xuống. Không đợi nguyền rủa hình rắn kia chạy thoát được, điện quang đã đánh lên người nguyền rủa hình rắn. Trong chớp mắt bao phủ nguyền rủa hình rắn vào bên trong. Thành công rồi sao? Dầm, không đợi Mạc Phàm nhận được đáp án, ngay sau đó cột sáng đập mạnh vào đạo cơ của hắn. Cả thức hải giống như gặp phải cảnh ngộ tận thế, chấn động dữ dội. Đất đai nứt ra, nước biển ngập trời, từng khe hở xuất hiện trên không ở thức hải, giống như hình ảnh quần áo bị xé rách. Rất lâu sau, ngũ giác tinh mang trên bầu trời dần thu nhỏ lại, lúc này thức hải mới yên bình. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, cảm ứng lan tràn trong thức hải mà đi. Một lát sau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ngầm vận chuyển diễn thiên thần quyết, bắt đầu chữa trị thức hải. Khe hở trong không gian biến mất, biển rộng quay về yên bình, đất dưới đạo cơ dâng lên lần nữa, lộ ra đạo cơ như tử ngọc. Đúng là xem thường ngũ hành huyền lôi chú này rồi. Trong lòng Mạc Phàm vẫn còn sợ hãi nói. Tuy chỉ là một kích của ngũ hành huyền lôi chú. Thiếu chút nữa thức hải của hắn bị đánh nát. Nếu thức hải bị đánh nát, đừng nói diệt phu thần giáo, hiện giờ hắn đã thành một phế nhân, không làm được chuyện gì. Nhưng cuối cùng tai họa ngũ quỷ phệ thần chú cũng được giải trừ. Hắn thở một hơi thật dài, nhìn lướt qua đạo cơ, mắt lập tức sáng lên. Hóa ra trên đạo cơ tử ngọc, trải qua một kích của ngũ hành huyền lôi chú, không chỉ không tổn thương, vậy mà trên đạo cơ tử ngọc xuất hiện từng đạo ma văn vô cùng phức tạp. Đây là ý niệm của hắn khẽ động, trên đạo cơ lập tức xuất hiện từng đạo tia chớp, hình thái biến hóa theo tâm niệm của hắn. Chân lôi giống như nhất muội chân hỏa hắn có được lúc trước, một khi ngưng tụ cho dù không cần pháp ấn, pháp khí và trận pháp, chỉ cần đủ linh khí, đều có thể gọi ra lôi điện bất cứ lúc nào. Hắn ngưng tụ chân lôi, tương đương có thêm một kiện sát khí. Hắn chỉ biết dùng ngũ hành huyền lôi chú giải trừ nguyền rủa. Có thể khiến thần thức của hắn càng ngưng thực, không ngờ còn ngưng tụ ra chân lôi. Nguyên rủa của Ngạo Nhật Sơn Tông này không thể làm gì hắn, trái lại còn giúp hắn ngưng tụ ra chân lôi. Nếu để người Ngạo Nhật Sơn Tông biết, không biết sẽ có tâm tình gì. Hắn lấy Hoàng Tuyền Ngọc ra đặt ở mi tâm, vận khởi diễn thiên thần quyết, nhanh chóng khôi phục thần thức. Một ngày sau, hắn mở to mắt,
trong con ngươi là rét lạnh, giống như một đạo thiểm điện đánh ra, cả sơn động sáng lên. Tiểu Kiệt, chúng ta đi thôi. Nếu ngũ quỷ phệ thần chú đã được giải trừ, cũng đến lúc diệt phu thần giáo. Bọn họ mới ra khỏi sơn động, di động của hắn vang lên, năm chữ lão gia tử Tần gia xuất hiện trên màn hình di động. Ngoại trừ cuộc điện thoại này ra, còn có vô số tin nhắn và cuộc gọi nhớ ùn ùn kéo tới. Hắn nhíu mày, nghe điện thoại, giọng nói vô cùng sốt ruột của Lạc Phi truyền từ trong đến. Số tiểu tử, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại, tôi biết cậu không chết mà. Làm sao vậy? Mạc Phàm nhíu mày, vẻ mặt hơi đổi, hỏi. Lạc Phi sốt ruột đến mức này, chẳng lẽ trong 4 ngày hắn bế quan đã xảy ra chuyện? Tiểu tử, chẳng lẽ cậu không biết phi cơ mang 2 người đến Vu Thần Sơn và toàn bộ người trên phi cơ mất tích sao? Lạc Phi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. 4 ngày nay ông ta bảo mọi người gọi điện thoại cho Mạc Phàm và Tần Kiệt liên tục, vẫn không có ai nghe máy. Nếu không gọi được nữa, ông ta chuẩn bị dẫn người đến Vu Thần Giáo rồi. Mạc Phàm nheo mắt, hàn quang lóe lên. Trong chớp mắt hắn hiểu rõ mọi chuyện, sau khi bọn họ nhảy xuống phi cơ, chỉ sợ phi cơ đã xảy ra chuyện. Hai chúng tôi nhảy xuống phi cơ trước, mấy ngày nay vẫn ở trong sơn động tu luyện. Trong điện thoại, lúc này mới truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của 2 vị lão gia tử. Tiểu tử, bây giờ cậu ở đâu, tôi lập tức phái người đi đón 2 người. Không cần, nếu đã đến đây rồi, thì không thể để Vu Thần Giáo tồn tại. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vu Thần Giáo dám gióng trống khua chiêng lấy nhiều người tế tự như vậy, thiếu chút nữa giết cha, so với ma tu của Khổng gia ở thành phố Nam Sơn, đệ tử Nam Phái còn mất sạch nhân tính hơn. Nếu đến đây, không có đạo lý đi về tay không? Không phải những người này muốn Vu Nha sao, Vu Nha đến rồi. Mạc tiên sinh, cậu đừng kích động, chỉ sợ lần này có biến. Trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tần lão gia tử. Nếu Vu Thần Giáo như trước kia, tất nhiên ông ta sẽ không khuyên bảo Mạc Phàm. Nhưng Vu Thần Giáo ngay cả phi cơ quân đội của bọn họ đều dám tấn công, đây chẳng khác nào vô địch Hoa Hạ, chuyện này trước đây tuyệt đối không thể so sánh. Dù sao Hoa Hạ có vũ khí tiên tiến nhất ở đây, cho dù không tìm thấy thánh địa của Vu Thần Sơn, cùng lắm thì san Vu Thần Sơn thành bình địa, điểm ấy hoàn toàn có thể làm được. Nếu Vu Thần Giáo dám làm như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị chu toàn, Mạc Phàm xâm nhập tùy tiện. Rất có khả năng là chịu chết, Vu Thần Giáo đang đợi cậu ta mà. Thay vì làm việc không có tác dụng như thế, chẳng bằng bàn bạc kỹ hơn. Hoa Hạ có không ít cấp bậc tông sư và chân nhân tồn tại, chỉ cần triệu tập 1 phần trong đó, diệt Vu Thần Giáo dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, nghe lời khuyên của chúng tôi đi, chắc chắn Vu Thần Giáo đã có chuẩn bị rồi, chắc chắn cậu không thể đối phó được, hiện giờ không phải lúc khoe khoang mình là anh hùng. Lạc Phi cũng khuyên theo. Yên tâm đi, tôi sẽ mang Tiểu Kiệt về an toàn, Vu Thần Giáo này, tôi phải diệt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không đợi 2 vị lão gia tử nói gì nữa, hắn liền tắt điện thoại. Vu Thần Giáo có chuẩn bị, hắn không có sao. Thực cho rằng lấy người sống làm tế tự, thì không cần phải trả giá gì. Thực cho rằng động vào người nhà y tiên bất tử hắn, có thể bình yên vô sự. Lần trước để Vu Thần Giáo thử lửa của hắn. Lần này sẽ khiến Vu Thần Giáo thử kiếm và lôi đình của hắn. Hắn liếc mắt nhìn về phía Vu Thần Sơn, trong con ngươi chớp lóe ánh sáng lạnh, sắc bén như đao. Tiểu Kiệt, đây là 3 khối ngọc phù, có thể bảo vệ mọi người không bị hiến tế, con và Tiểu Hồ Ly cùng với vị cô nương này đi qua mật đạo đi. Mạc Phàm lấy 3 miếng ngọc phù trong nhẫn ra, đưa cho Tần Kiệt. Tiểu Hồ Ly nghe vậy chui từ trong túi ra, thành thật nhảy lên người Tần Kiệt. Sư phụ! Người thì sao? Tần Kiệt hỏi. Sư phụ sẽ trực tiếp đến Thánh Sơn của Vu Thần Giáo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sư phụ, người chuẩn bị đi thế nào? Tần Kiệt sửng sốt, hỏi. Muốn vào Thánh Sơn của Vu Thần Giáo, một cách là qua cầu trên Ma Ưng Lĩnh, một cách khác là mật đạo trong mạch nước ngầm, ngoại trừ 2 cách này ra còn có cách khác sao? Mạc Phàm không trả lời, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, một cước vươn ra dẫm lên không trung. Một màn ngạc nhiên xảy ra. Mạc Phàm dẫm lên trên không khí, trong không khí giống như có bậc thang, Mạc Phàm không chỉ không rơi xuống, trái lại dẫm xuống không khí đi về phía trước. Bước từng bước một, như bước lên bậc thang. Chỉ trong phút chốc hắn đã đi đến vài chục mét.
Ở đây bất luận là Tần Kiệt hay người phụ nữ kia nhìn bóng lưng Mạc Phàm, miệng đều há to, trong mắt đều là khó tin. Vậy mà có thể dẫm xuống không khí lên cao, không phải người này là thần tiên đấy chứ. Mấy ngày nay Tần Kiệt đi theo Mạc Phàm coi như thấy được nhiều chuyện hiếm thấy, lúc này vẫn kinh hãi không nói nên lời. Bọn họ nhìn Mạc Phàm bước từng bước lên trên, không ngây ngốc lâu lắm, liền đi về phía mật đạo. Hơn một tiếng sau, Mạc Phàm đứng ở trong không trung, hắn nhìn xuống phía dưới, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Hẳn là nơi này, bắt đầu thôi. Hắn định lẻn vào thánh địa của Vu Thần Giáo, tiêu diệt Vu Thần Giáo này. Nếu Vu Thần Giáo không kiêng nể gì như vậy, vậy cũng cho Vu Thần Giáo biết tay, để bọn họ thiên sinh bách thế đều không quên, không thể trêu chọc Y Tiên Bất Tử hắn. Một tay hắn đánh xuống không khí dưới chân, pháp ấn trong lòng bàn tay sáng lên, một cái đánh này làm màn hào quang bao trùm mấy chục tòa sơn trong đó xuất hiện. Hắn đứng trên màn hào quang này, giống như đang đứng trên một tinh cầu. Trái lại hộ sơn đại trận này rất lớn, pháp thuật ẩn giấu cũng nhiều không giống bình thường, chẳng trách nhiều năm như vậy không có ai tìm đến. Mạc Phàm thầm thở dài nói, muốn đi vào hộ sơn đại trận này, sẽ trúng nguyền rủa. Nếu không phải người của Vu Thần Giáo, đi ra sẽ trúng nguyền rủa mà chết, cho dù không chết cũng bị xóa sạch tất cả trí nhớ. Tay còn lại của hắn dựng thẳng như kiếm, miệng niệm thần chú, ngũ giác tinh mang ở chỗ mi tâm không ngừng sáng lên. Từng đạo phù văn màu vàng như du long, từ lòng bàn tay hắn lan tràn dọc theo màn hào quang mà đi. Nửa tiếng sau, ngũ giác tinh mang ở chỗ mi tâm Mạc Phàm biến mất, một ngũ giác tinh mang to lớn xuất hiện trên màn hào quang, sáng lên vài cái liền biến mất không thấy. Mạc Phàm lấy mấy viên tinh khí đan ra nuốt vào, ngón tay vẽ trên không. Một đám phù văn nhảy ra, tự tạo thành một trận pháp hình con mắt to hơn ba thước. Đốt! Hắn thầm quát một tiếng. Ngọn lửa màu cam xuất hiện từ trong đáy mắt hắn, ngọn lửa như mưa rơi vào trong trận pháp hình con mắt này. Ngọn lửa biến mất vào trận pháp nhanh chóng bành trướng, giống như một con mắt vẽ trên giấy, dần dần biến thành một con mắt ngọn lửa chân thật. Ẩn! Giọng nói vang lên, con mắt to đóng lại, hoàn toàn biến mất trong không trung, giống như chưa từng tồn tại. Hắn nghỉ ngơi một lát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời trên bầu trời. Mặt trời vừa rồi vẫn còn là hình tròn, bây giờ xuất hiện khuyết thiếu, đã bắt đầu nhật thực. Gần đến thời gian rồi. Hắn cảm ứng vị trí của Tần Kiệt ở phía dưới, nhẫn trên tay sáng lên, bạch ngọc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chạm! Bạch ngọc kiếm chém vào trong không trung, một khe hở xuất hiện trên màn sáng. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, biến mất trong khe hở, khi xuất hiện đã đến dưới chân một ngọn núi, cách Tần Kiệt không xa. Sư phụ! Cuối cùng người cũng tới rồi, đã bắt đầu tế tự. Tần Kiệt nhìn thấy Mạc Phàm, vội vàng đi tới, sốt ruột nói. Bọn họ đi qua mật đạo kia, đã đến nơi này nửa tiếng, đợi đến bây giờ Mạc Phàm mới xuất hiện. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn thoáng qua bốn phía. Bọn họ đang ở giữa núi, được một đám núi khác vây quanh. Xung quanh, trên mỗi ngọn núi đều có huyết tuyến xuất hiện từ đỉnh núi, chậm rãi tụ tập về phía ngọn núi bọn họ, vô cùng chói mắt. Theo huyết tuyến càng ngày càng gần, trên không ngọn núi bọn họ đứng, một vòng tròn đỏ xuất hiện, hình dạng vừa đúng một phần thiếu của mặt trời, giống như hai mặt trời treo trên bầu trời. Mạc Phàm nhíu mày, còn chưa mở miệng. Sáu nam hai nữ tám người đi từ một bên đến, một giọng nói chói tai vang lên. Tần thiếu, đây là người cậu phải đợi sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám người một cái, tuổi lớn hơn hắn và Tần Kiệt một chút, khoảng 25, 26 tuổi. Toàn mặc trang phục hàng hiệu, lưng đeo túi, giống như một đám du khách. Nhưng đám người này bất luận là người nào, đều có thực lực trúc cơ sơ kỳ, có mấy người còn đến trúc cơ trung kỳ. Trên mặt mỗi người đều là kiêu ngạo, giống như mình tài trí hơn người. Nhất là người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục màu trắng, cái cằm cô ta khẽ nâng lên, kiêu ngạo như thiên nga trắng, người vừa mở miệng là cô ta. Bọn họ là ai thế? Mạc Phàm hỏi. Bọn họ là một số đệ tử thế gia ở Vân Châu, tới điều tra tế tự. Tần Kiệt giải thích, những người này là anh ta thông qua mật đạo tiến vào không lâu gặp được, Bắc Xuyên giáp với Vân Châu, anh ta đến Vân Châu chơi vài lần, cho nên quen một hai người trong đó. Đám người này đều là hỗn thế ma vương ở Vân Châu, bất luận là người nào đặt ở Vân Châu đều không có ai dám mạo phạm. Mỹ nữ kiêu ngạo kia tên là Đỗ Tư Tư, thiên kim Đỗ gia ở Vân Châu.
những người đàn ông xung quanh cô ta đều là hạ thần dưới váy cô ta. Người cậu đợi đến rồi, chúng tôi phải đi đây, nếu không đi, lát nữa tế tự kết thúc, muốn chạy cũng không chạy được. Đỗ Từ Từ không kiên nhẫn nói. Khi nói chuyện, đôi mắt sách liên tục đánh giá tiểu hồ ly trên vai Mạc Phàm. Lúc này người của Vu Thần giáo giang bận rộn tế tự, nếu không đi, một khi kết thúc tế tự, bọn họ muốn chạy cũng không dễ như vậy. Mạc Phàm làm như không nghe thấy những lời Đỗ Từ Từ nói với Tần Kiệt. Con ở đây bảo vệ vị cô nương này, sư phụ và tiểu hồ ly lên đó. Tế tự đã bắt đầu, cũng nên ra tay rồi, Mạc Phàm vừa nói những lời này, đám người Đỗ Từ Từ lập tức sửng sốt. Tám người bọn họ, một nửa có tu vi trúc cơ trung kỳ, cũng không dám lên trên đó, chỉ lấy một chút thông tin về tế tự của Vu Thần giáo rồi về. Mạc Phàm và Tần Kiệt chỉ khoảng 17, 18 tuổi, có thể đến đây đã là kỳ tích, vậy mà còn muốn lên trên. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, hai người muốn ngăn cản tế tự của Vu Thần giáo sao? Đỗ Từ Từ cười mỉa nói. Đỗ Từ Từ mới mở miệng, những người khác đều bật cười, giống như nghe được chuyện rất đáng cười. Ngăn cản tế tự của Vu Thần giáo, đùa giỡn gì thế? Lần này Vu Thần giáo hấp dẫn hơn 10 vạn người, ngay cả quân đội cũng dám bắt. Một tên tiểu tử mang theo một con hồ ly, đã muốn ngăn cản tế tự của Vu Thần giáo, không khác gì châu chấu đá xe. Mạc Phàm muốn cứu 10 vạn người này bọn họ có thể hiểu, cứu một người như xây 7 tòa tháp, 10 vạn người xây được tòa tháp cao hơn Himalaya. Bọn họ cũng muốn cứu 10 vạn người đáng thương này, nhưng cứu người cần phải có bản lĩnh. Muốn trở thành anh hùng đến điên rồi sao? Một người phụ nữ khác ở trong nhóm nói. Tôi cảm thấy là bị người ta đá, nên nghĩ quẩn trong lòng rồi. Muốn chết ở đâu mà chẳng được, nhưng không thể đến Vu Thần giáo này. Đến đây sẽ bị diệt môn đó. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, liếc mắt nhìn đám Đỗ Từ Từ một cái. Tôi làm gì cần phải giải thích với các người sao? Mạc Phàm vừa nói như vậy, tươi cười trên mặt đám Đỗ Từ Từ cứng đờ, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo xông thẳng từ lưng lên gáy. Mấy tên trúc cơ sơ kỳ lùi về sau theo bản năng, trong mắt xuất hiện kính sợ. Loại khí tức này, bọn họ chỉ thấy trên người trúc cơ hậu kỳ hoặc tiên thiên tông sư. Đôi mắt Đỗ Từ Từ nheo lại, trên gương mặt kiêu ngạo hiện lên vẻ phẫn nộ. Ở Vân Châu, còn chưa có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Giải thích thì không cần, nhưng bản tiểu thư cần con linh hồ này, để con tiểu hồ ly này lại, cậu muốn đi chịu chết không ai ngăn cản cậu. Nếu không phải nhìn chúng tiểu hồ ly, cô ta đường đường là thiên kim Đỗ gia, sao có thể ở đây đợi một tiểu tử không quan trọng. Đỗ Từ Từ mới mở miệng, Tần Kiệt nắm chặt tay lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Từ Từ, đợi Mạc Phàm nói chuyện. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó lắc đầu cười. Hy vọng lúc nữa cô còn có can đảm nói ra những lời này. Hắn nói xong xoay người đi lên đỉnh núi thánh địa của Vu Thần giáo. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, bạch ngọc kiếm và miếng ngọc phù truyền tin xuất hiện trong tay hắn. Một tay hắn cầm kiếm, một tay cầm ngọc phù đưa tin. Bạch ngọc kiếm giống như cảm nhận được sát ý của Mạc Phàm. Không ngừng chấn động ong ong. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, linh khí tràn đầy rót vào trong bạch ngọc kiếm. Trường kiếm khí 10 trượng lao nhanh mà ra, bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Theo trường kiếm khí 10 trượng này, Vu Thần Sơn vốn âm lãnh, trong chớp mắt như nứt ra, lạnh thấu xương. Mạc Phàm giơ kiếm khí lên, môi khẽ mở, mấy chữ chứa sấm vang lên. Mạc Phàm Đông Hải đến bái phỏng. Rầm, ngọc phù đưa tin nứt ra. Một phù văn chớp lóe, biến mất trong hư không. Sau đó trường kiếm khí 10 trượng hạ xuống, chém mạnh về phía ngọn núi. Rầm, kiếm khí bùng nổ mà ra, âm thanh như kinh lôi trên trời quang truyền ra xung quanh, sơn thể lắc lư, đất đai run rẩy, giống như núi lửa bùng nổ. Đám Đỗ Từ Từ ngây ra như phỗng, vô cùng khiếp sợ. Người này là Mạc Phàm sao? Khuôn mặt tinh xảo của Đỗ Từ Từ trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt đều là không thể tin được. Mạc Phàm giết hai vị trưởng lão và truy mệnh bà của Vu Thần giáo, chuyện này không chỉ lan truyền ở Vu Thần giáo, không còn là bí mật ở cả Vân Châu, tất nhiên Đỗ gia bọn họ cũng biết chuyện. Mạc Phàm ngay cả người của Vu Thần giáo cũng dám giết, vậy mà cô ta đánh chú ý lên linh thú của người này. Chuyện này. Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng uy phong lẫm liệt của Mạc Phàm, lùi về phía sau theo bản năng. Không chỉ có cô ta,
mấy người thanh niên bên cạnh cô ta, trên mặt không còn chút kiêu ngạo nào. Tin tức Mạc Phàm giết chết trưởng lão Vu Thần giáo truyền ra không lâu, bối cảnh của Mạc Phàm được điều tra rõ ràng. Mạc đại sư Đông Hải, ba chiêu giết chết tên cuồng đồ nước ngoài, trước đó không lâu còn tự tay diệt hoàng gia, nhân vật đáng sợ như vật bị bọn họ gặp phải. Trong đó có một người thanh niên mở miệng chào phúng Mạc Phàm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên đất, mồ hôi không ngừng chảy xuống hai gò má anh ta. Theo tiếng quát khẽ của Mạc Phàm và chấn động của một kiếm, trên núi Vu Thần vốn yên lặng trong trầm thấp, thê lương và huyết tinh của huyết tế, tất cả đệ tử Vu Thần giáo sừng sốt, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ khó mà tin. Mấy ngày nay, Vu Thần giáo bọn họ luôn vây bắt Mạc Phàm, không ngờ Mạc Phàm thật sự dám đến Vu Thần Sơn bọn họ. Nhưng vô số đệ tử Vu Thần giáo nhanh chóng chạy vội về phía Ngọc Phù truyền tin. Không chỉ những đệ tử bình thường của Vu Thần giáo, trong sơn động giữa sườn núi, xung quanh tế đàn hình tháp cổ xưa, Vu chủ, thánh nữ Hà Thi Thi và một đám trưởng lão của Vu Thần giáo, nghe thấy giọng nói truyền từ Ngọc Phù đưa tin đến và âm thanh nổ mạnh đất rung núi chuyển, mắt mở to. Vậy mà tiểu tử này dám tới thánh địa của Vu Thần giáo chúng ta, lá gan đúng là không nhỏ, cậu ta cho rằng Vu Thần giáo chúng ta là hoàng gia Tấn Châu sao, Vu chủ, để tôi thì thu thập tiểu tử này. Trong mắt Hà Thi Thi lộ ra chút không vui, nghiến răng nói. Mạc Phàm hại cô ta không hoàn thành nhiệm vụ, còn khiến Vu Thần giáo tổn thất hai vị trưởng lão và một hộ pháp, ngay cả cô ta cũng phải dựa vào bản mệnh tinh huyết mới có thể sống lại. Mấy ngày nay người cô ta muốn nhìn thấy nhất là Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm dám tới Thánh Sơn, sẽ khiến cậu ta một đi không trở về. Mọi người đều đi cả đi, ở đây có mình tôi là đủ rồi, nhớ kỹ, mang máu cậu ta về đây. Vu chủ vươn tay ra bọc xương ra, khoát tay nói. Cảm ơn Vu chủ thành toàn, Thi Thi nhất định sẽ mang toàn bộ tinh huyết trên người cậu ta về. Trong lòng Hà Thi Thi vui vẻ, cung kính nói. Cô ta nói xong ra khỏi sơn động với một đám trưởng lão, đi về phía chân núi. Bọn họ đều có tu vi trúc cơ chung, hậu kỳ, xuống núi cao mấy trăm mét, chỉ là chuyện vài phút. Chỉ trong thời gian hút một điếu thuốc, đám Hà Thi Thi xuất hiện cách Mạc Phàm không xa, từ trên cao nhìn xuống Mạc Phàm. Mấy chục đệ tử Vu Thần giáo cũng đuổi tới, đám người vây quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu cầm bảo vật của Vu Thần giáo tôi, giết người Vu Thần giáo. Vậy mà còn dám đến thánh địa của Vu Thần giáo. Trong mắt Hà Thi Thi đầy lửa giận, lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, tôi sẽ mang Vu Nha tới tham gia huyết tế 10 vạn người của Vu Thần giáo cô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu đến rồi thì thế nào, cậu cho rằng không có Vu Nha chúng tôi không có biện pháp huyết tế sao, cậu cho rằng chỉ dựa vào mình cậu có thể ngăn cản huyết tế của Vu Thần. Giáo tôi, nếu đến đây rồi, vậy trở thành một phần huyết tế đi. Bên cạnh Mạc Phàm, một lão giả mặt đầy nếp nhăn hừ lạnh một tiếng nói. Thi Thi, đừng nói nhiều lời với cậu ta, ra tay đi, giết cậu ta, sau đó lão thân sẽ tạo ra một trận ôn dịch ở Đông Hải, để Đông Hải biết đắc tội Vu Thần giáo chúng ta sẽ có kết. Cục gì? Một lão phu nhân hơi còng lưng lạnh lùng nói, ánh mắt tàn nhẫn như chất lỏng của rắn độc. Đắc tội Vu Thần giáo bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là sống không bằng chết. Nghe hai vị trưởng lão nói, khóe môi Hà Thi Thi khẽ cong lên, lộ ra chút tươi cười đắc ý, ánh mắt nhìn Mạc Phàm giống như sư tử nhìn chằm chằm con mồi tới tay. Lần trước cô ta bị Mạc Phàm ép chỉ có thể thông qua bản mệnh tinh huyết trọng sinh, lần này xem Mạc Phàm chết thế nào. Ở bên cạnh, Đỗ Từ Từ nhìn trận địa của Vu Thần giáo, sắc mặt không chỉ không khó coi, trái lại còn thoải mái hơn không ít. Nếu bọn họ đã đắc tội Mạc Phàm, chắc chắn chỉ có đường chết. Mạc Phàm có thể diệt hoàng gia, lại giết chết trưởng lão của Vu Thần giáo, tuy còn nhỏ tuổi hơn bọn họ, muốn giết cô ta thì dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện giờ Mạc Phàm muốn trả thù cô ta, phải sống sót thì mới được. Thánh Sơn của Vu Thần giáo này không chỉ là trọng địa của Vu Thần giáo, cũng là nơi cao thủ Vu Thần giáo tụ tập. Cho dù Mạc Phàm lợi hại đến mấy, đừng nghĩ đến chuyện còn sống ra ngoài. Mạc Phàm đều đã không sống nổi, giết cô ta thế nào? Cô ta chớp chớp mắt, cúi đầu với Hà Thi Thi ở xa. Thánh nữ tỷ tỷ, em là Đỗ Từ Từ Đỗ Gia Vân Châu, bọn em vốn du lịch ở gần đây, lại bị người này chặn xe, còn mang chúng em tới nơi này, nếu em không đi cùng cậu ta tới. Cậu ta sẽ giết toàn bộ bạn bè của em,
mong thánh nữ tỷ tỷ thu thập tiểu tử này cứu chúng em, Đỗ gia em nhất định vô cùng cảm kích. Nếu như đã đắc tội Mạc Phàm, vậy đắc tội hoàn toàn đi. Đỗ gia bọn họ cùng tồn tại ở Vân Châu với Vu Thần Giáo, ít nhiều gì cũng có chút giao tình, bọn họ đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên người Mạc Phàm, Vu Thần Giáo nể mặt. Đỗ gia bọn họ, hẳn là không làm gì cô ta đâu. Đỗ Tư Tư, cô nói linh tinh gì đó. Tần Kiệt nhíu mày, tức giận nói. Đỗ Tư Tư cười khinh thường, khẽ nhướn lông mày. Đúng rồi, thánh nữ tỷ tỷ, tiểu tử này là cháu nội của Tần Quỳnh, cháu ngoại Lạc Phi tướng quân khai quốc. Đỗ Tư Tư vừa nói xong, lão giả bên cạnh Hà Thi Thi chỉ có một mắt nhướn mày, lộ ra chút bất ngờ. Theo tôi được biết Lạc Phi có một người cháu ngoại, cô chắc chắn là tiểu tử này chứ. Đúng vậy, ngũ trưởng lão, chính là cậu ta, tuyệt đối không sai được. Đỗ Tư Tư nho nhã lễ độ nói. Cô ta biết cấp cao của Vu Thần Giáo, đương nhiên nhận ra được trưởng lão mở miệng nói chuyện. Được lắm, lão già Lạc Phi kia phái không ít binh lính giết hại đệ tử Vu Thần Giáo chúng ta, cháu ngoại ông ta rơi vào tay chúng ta, đúng là báo ứng, kha kha. Ngũ trưởng lão cười đắc ý nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Kiệt tràn đầy sát khí. Sở dĩ ông ta chỉ còn lại một mắt, là do Lạc Phi ban tặng, không ngờ gặp được cháu ngoại Lạc Phi, tất nhiên không thể bỏ qua. Ông! Tần Kiệt không có sợ hãi, quả đấm vang lên răng rắc. Trong lòng Đỗ Tư Tư vui vẻ, xem ra tình báo cô ta cung cấp khiến ngũ trưởng lão vô cùng hài lòng, như vậy trên cơ bản cô ta an toàn rồi. Lúc bọn họ nói chuyện, lại có mấy chục đệ tử Vu Thần Giáo chạy tới, vây quanh Mạc Phàm chặt đến mức con kiến cũng chui không lọt. Vẻ mặt cả đám tràn đầy sát khí nhìn Mạc Phàm chăm chú, bầu không khí lập tức nghiêm trọng hơn. Trên mặt người phụ nữ dị tộc trắng xanh, trốn sau lưng Tần Kiệt. Mạc Phàm, cậu chuẩn bị đầu hàng chưa? Hà Thi Thi cười mỉa hỏi, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không phải thần tiên, không đối phó được nhiều người như vậy. Đầu hàng sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Chỉ dựa vào các người cũng muốn tôi đầu hàng, bảo vô chủ các người đến đây đi. Bảo hắn đầu hàng, ở trong mắt hắn không khác gì một đám kiếm cầm nhánh cây ép hắn thần phục. Có khả năng sao? Xung quanh, tất cả đệ tử Vu Thần Giáo đều nhíu mày, không đợi đám người Hà Thi Thi phản ứng kịp. Tiểu tử, cậu quá càn rỡ rồi, vô chủ chúng tôi người nào muốn gặp là gặp được sao, muốn gặp vô chủ chúng tôi, phải qua cửa của tôi trước rồi nói sau. Một đại hán cầm một con rắn hoa đỏ đen đan sen tức giận nói. Đi! Đại hán tức giận quát lên, chỉ về phía Mạc Phàm. Con rắn hoa vừa rồi còn vô cùng ngoan ngoãn trên người anh ta, trong chớp mắt biến to lên, cái mồm to như bồn máu há ra muốn cắn Mạc Phàm, như muốn một ngụm nuốt hắn. Mạc tiên sinh cẩn thận, anh ta là vô sư khu xà nổi tiếng ở đây, đã từng dùng cuồng xà giết người một trấn gần đây. Cô gái vô tộc kia nhìn thấy đại hán này, hoảng sợ nói. Đại hán khu xà thấy có người nhận ra mình, khóe miệng nhếch lên, trên mặt tràn đầy đắc ý. Tiểu nha đầu, cô thân là người Vu tộc, vậy mà cấu kết với ngoại tộc, đợi tôi giết tiểu tạp. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, không thèm nhìn đại hán khu xà này, thần thức như thủy triều chen chúc mà ra. Con rắn hoa to lớn kia chưa tới bên cạnh Mạc Phàm, giống như bị điện giật, thân thể co rụt lại, giống như tia chớp chui vào trong miệng đại hán khu xà. Mắt đại hán kia mở to, trong mắt như muốn rớt ra, vội vàng đi bắt rắn. Nhưng da rắn bóng loáng như bôi mỡ, anh ta còn chưa bắt được, con rắn đã chui vào trong bụng anh ta. Hai mắt đại hán đỏ bừng, giơ tay chỉ Mạc Phàm, phịch một tiếng ngã xuống đất, thân thể co giật liên tục. Mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Mạc Phàm không làm chuyện gì, một phu sư khu xà bị rắn của mình giết chết. Tôi đã nói với các người rồi. Không cần tôi phải nói lại lần thứ hai chứ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm, cậu đã muốn chết như vậy, tôi sẽ thành toàn cho cậu. Hà Thi Thi nheo mắt lại, con người gần như sắp phun lửa. Không cần kéo dài thời gian, hôm nay các người không tế tự thành công đâu. Mạc Phàm nói chắc chắn. Vẻ mặt Hà Thi Thi và đám trưởng lão khiếp sợ, quả thật bọn họ có ý kéo dài thời gian. Chỉ cần tế tự diễn ra thành công. Thiếu vu chủ bọn họ thành vu thể, danh xưng đứng đầu hoa hạ không còn là của Lâm Thiên Nam, mà của thiếu vu chủ Vu Thần Giáo bọn họ. Tiểu tử, chỉ dựa vào cậu, còn cần chúng tôi kéo dài thời gian sao,
tế tự của Vu Thần giáo chúng tôi cho dù là Lâm Thiên Nam cao thủ đứng đầu Hoa Hạ đến, cũng không ngăn cản được, cậu càng đừng nghĩ. Ngũ trưởng lão lúc trước mở miệng tức giận nói. Ông ta vừa nói xong, ken két tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên. Không ít người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy 18 hòa thượng mặc tăng bào để trần nửa người đi từ sau lưng ngũ trưởng lão ra, đi về phía Mạc Phàm. Hai tay 18 hòa thượng này tạo thành hình chữ thập, ngoại trừ hai mắt vô thần, không khác gì người sống, toàn thân như đúc bằng hắc thiết, tỏa ra quỷ khí lành lạnh. Thần thái như Phật lại giống quỷ, khiến người ta có cảm giác quỷ dị và khủng bố. Đây là 18 thiết thi của ngũ trưởng lão sao? 18 thiết thi vừa xuất hiện, hai mắt Đỗ Từ Từ sáng lên, nói. Những thiết thi này là thi thể của 18 tăng nhân vạn pháp tự chắn trước cửa Vu Thần Sơn luyện thành. Khi còn sống 18 đệ tử của vạn pháp tử là Hoành Luyện Đại Sư, nửa bước nữa là tới Hoành Luyện Tông Sư, chắn trước cửa Vu Thần Sơn hơn một tháng, không ai làm gì được bọn họ, vô cùng nổi tiếng ở Vân Châu. Sau đó bị 10 trưởng lão của Vu Thần giáo dùng thập sát la quỷ trận giết hết toàn bộ, trong cơ thể 18 hòa thượng này bị ngũ trưởng lão rót vào hàn thiết trăm năm, luyện thành 18 thiết thi. Dựa vào 18 thiết thi này, ngũ trưởng lão diệt một xe tăng bọc thép chặn ông ta. Ngay cả đạn pháo của xe tăng cũng không làm gì được thiết thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe tăng bị thiết thi đụng ngã, phá hủy. Nghe nói không chỉ đạn pháo không làm gì được thiết thi, pháp khí bình thường cũng không có tác dụng. Mỗi thiết thi đều là Hoành Luyện Đại Sư, Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng chỉ đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, chắc chắn không phải là đối thủ của 18 thiết thi này. Đi, giết tiểu tử này, thuận tiện bắt cháu ngoại Lạc Phi về cho tôi. Trong đôi mắt ngũ trưởng lão lóe lên ánh sáng lạnh, ông ta tạo pháp ấn, một ấn ký chia ra làm 18 cái, bay vào trong cơ thể 18 thiết thi. Trong mắt thiết thi lóe lên huyết quang, đi về phía Mạc Phàm và Tần Kiệt. Keng keng, tiếng kim khí va vào nhau vang lên liên tục. Mạc Phàm nheo mắt, những thiết thi này từng có tu vi trúc cơ hậu kỳ, chắc chắn Tần Kiệt không phải là đối thủ của bọn họ. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái muốn đi đến chỗ Tần Kiệt, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, hai đạo kiếm quang đến trước người, như hai đạo cầu vồng chém về phía hắn. Bạch Ngọc kiếm trong tay hắn chém về trước, như linh dương có sừng. Keng! Chỉ khẽ đụng vào, hai đạo kiếm khí lập tức lùi lại, lộ ra thân hình. Ra tay là hai đạo sĩ mặc đạo bào cũ nát, mỗi người đều da bọc xương, trong đó mắt một người còn lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Nhưng hai vị đạo sĩ này vẫn cầm kiếm đứng như trước. Trong mắt lóe lên lục quang, lóe lên như quỷ như lửa. Mạc Phàm, cậu muốn cứu cậu ta, chỉ sợ không dễ như vậy. Khóe miệng Hà Thi Thi nhếch lên, cười mỉa nói. Lần trước không ngờ bị ngọn lửa của Mạc Phàm thiêu chết, thực cho rằng bọn họ không có chuẩn bị sao. Hai quỷ thi này là vu chủ bọn họ dùng để phòng thân, trước khi được luyện thành quỷ thi hai người đều đến Tiên Thiên Tông Sư. Tuy sau khi bị luyện thành quỷ thi thực lực bị hao tổn, nhưng hai người vẫn so được với Tiên Thiên Tông Sư, Mạc Phàm muốn cứu người, đánh bại hai quỷ thi này trước rồi nói sau. 18 thiết thi và quỷ thi vừa xuất hiện, tất cả đệ tử Vu Thần Giáo và đám Đỗ Tư Tư lập tức vui vẻ. Không phải tiểu tử này rất hung hãn sao, xem cậu ta làm gì được đám thiết thi và quỷ thi này. Cô gái Vu tộc kia nắm chặt lấy quần áo Tần Kiệt, thân thể run rẩy. Những thiết thi và quỷ thi này đều dùng người tìm Vu Thần Giáo gây phiền phức để luyện chế. Những người này đều bị luyện thành người không ra người quỷ không ra quỷ, bọn họ có thể may mắn thoát khỏi không? Lúc Mạc Phàm bị ngăn cản, hai thiết thi đã đến bên cạnh Tần Kiệt. Hai người giơ tay tóm Tần Kiệt, tiếng không khí bùng nổ qua ngón tay bọn họ truyền đến, tóm lấy Tần Kiệt. Tần Kiệt nhíu mày, kim quang trên quả đấm của hắn đại phóng, không do dự đánh về phía thiết thi. Keng, kinh phong nhấc lên, âm thanh như đánh chuông vang lên, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Hai thiết thi lùi về sau hai bước. Sắc mặt Tần Kiệt thay đổi, sức mạnh của anh ta hiểu rõ nhất, cho dù là người đá cũng sẽ bị anh ta đánh nát, hai thiết thi này chỉ lùi hai bước. Tiểu tử, sức mạnh được đó, vậy mà có thể đánh lùi thiết thi của tôi, cậu thử lại xem. Ngũ trưởng lão cười mỉa nói, lại một pháp ấn đánh vào trong cơ thể hai thiết thi này. Mắt hai thiết thi lại sáng thêm vài phần, thân thể nặng hơn nhiều, vết nứt như mạng nhện xuất hiện dưới chân bọn họ. Giống như mặt đất không thể chống đỡ sức nặng của thiết thi. Dầm, mặt đất nứt vụn, tốc độ của hai thiết thi không giảm, kình phong lại nhấc lên,
quỷ khí lạnh lẽo trên thiết quyền đánh về Tần Kiệt. Tần Kiệt nghiến răng, vận chuyển công pháp tới cực hạn, chiến đấu với hai thiết thi này. Quyền phong không ngừng nhấc lên, tiếng kim khí vang lên từng đợt từng đợt. Mới đầu Tần Kiệt còn chưa rơi vào thế hạ phong, nhưng sau 10 chiêu, tươi cười trên mặt Hà Thi Thi và đám đệ tử Vu Thần giáo càng ngày càng đậm hơn. Quả thật thực lực của tiểu tử này không kém, đáng tiếc thiết thi càng mạnh hơn. Mộc đầu, Tiểu Kiệt không sao chứ? Trong mắt Tiểu Hồ Ly tràn đầy lo lắng, truyền âm cho Mạc Phàm nói. Thực lực của thiết thi rất cường đại, lại có thân thể kim cương bất hoại, còn không có chi giác nên hoàn toàn không biết đau. Hai người bọn họ bị những thiết thi và quỷ thi ngăn lại, như vậy Tần Kiệt sẽ gặp nguy hiểm rồi. Mạc Phàm khẽ cau mày, vẻ mặt lại như thường. Hắn còn chưa mở miệng, chỗ bả vai Tần Kiệt bị kình khí trên tay một thiết thi làm bị thương, chỗ miệng vết thương lập tức biến thành màu đen. Tần Kiệt bị thương, Hà Thi Thi và đám trưởng lão lập tức vui vẻ. Mạc Phàm, không phải cậu rất lợi hại sao, cách ngàn dặm còn giết được hai vị trưởng lão của chúng tôi, sao lần này không hung hãn tiếp đi, không phải thiết thi và quỷ thi là khắc tinh của cậu đấy chứ, nếu đúng là như vậy, đồ đệ của cậu và vị cô nương kia chết chắc rồi. Hà Thi Thi cười mỉa nói, trong đôi mắt tràn đầy đắc ý. Lần trước Mạc Phàm khiến cô ta và Truy Mệnh bà không có năng lực đánh trả, lần này sẽ để cho Mạc Phàm nếm thử cái gì gọi là bất đắc dĩ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Đây là quân bài chưa lật của Vu Thần giáo dùng để đối phó tôi sao? Không sai. Hà Thi Thi cười nói. Có tiến bộ, nhưng còn kém xa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thực cho rằng dùng thiết thi và quỷ thi đối phó được hắn sao, ha ha. Vậy sao, vậy cậu đi cứu đồ đệ của cậu thử xem. Trong đôi mắt ngũ trưởng lão lóe lên khinh thường, nói. Những người xung quanh đều lắc đầu cười. Nói khoác mà không biết ngượng, thực cho rằng những thiết thi và quỷ thi này là giấy, muốn chạy trốn là chạy được sao. Các người nghĩ rằng thiết thi và quỷ thi có thể ngăn cản được tôi sao. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn vừa nói xong, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, vậy mà biến mất trong đám thiết thi và hai quỷ thi, khi xuất hiện đã đến bên cạnh Tần Kiệt. Tốc độ rất nhanh, vậy mà hai quỷ thi vừa ngăn cản Mạc Phàm cũng chưa phản ứng kịp. Chỉ là luyện thi cấp thấp, cũng dám nói là khắc tinh của tôi, các người nghĩ đơn giản quá nhỉ. Trên tay hắn lóe lên bạch quang, một chưởng đánh về phía ngực một thiết thi bên cạnh Tần Kiệt. Rầm, một tiếng thật lớn. Giống như có một trái bom nổ mạnh trên người thiết thi này, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng giữa núi rừng, không ít người vội vàng bịt lỗ tai. Thiết thi nặng ít nhất 500 cân lập tức bay ra ngoài, đập mạnh xuyên vào trong thạch bích, chỗ ngực bị nổ tung, gần như chia thiết thi đó làm hai đoạn. Một thiết thi khác nhận thấy được Mạc Phàm, không do dự buông tha Tần Kiệt, quay qua đánh về phía Mạc Phàm, một cái tay đen nén không khí thành một con dao đen sắc bén, chém về phía hắn. Hừ! Đi xuống cho tôi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một trưởng đi sau đến trước, vỗ vào đầu thiết thi này bị đánh lún xuống đất, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Tử. Mạc Phàm giẫm mạnh chân xuống, đầu như hắc thiết lập tức bị giẫm nát như dưa hấu, trực tiếp bị Mạc Phàm giẫm bẹp. Cả quá trình diệt hai thiết thi, còn chưa tới 3 giây. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Thiết thi này lợi hại như thế nào, bọn họ đều thấy được. Trên tay Tần Kiệt tỏa ra kim quang, chắc chắn có cấp bậc tu vi nội kình, quả đấm của cấp bậc nội kình đánh vào trên thiết thi không khác gì múa, căn bản không nhúc nhích. Nhưng thiết thi này trên tay Mạc Phàm không khác gì giấy, khẽ đánh hai lần. Một người bị đánh thành hai đoạn, một người bị giẫm nát đầu, căn bản không cần tốn sức. Tươi cười trên mặt Hà Thi Thi lập tức cứng đờ, hàm răng cắn môi son, trong đôi mắt lóe lên giận dữ. Sắc mặt ngũ trưởng lão vô cùng âm trầm. Gần như có thể vặn ra nước. Ông ta là chủ nhân của 18 thiết thi này, cho nên hiểu rõ uy lực của những thiết thi này nhất. Trừ phi là Hoành Luyện Tông Sư, nếu không không có khả năng đánh được những thiết thi này, cho dù là Hoành Luyện Tông Sư cũng không thể thoải mái như Mạc Phàm, đây hoàn toàn là nghiền áp. Tiểu tử này là Hoành Luyện Tông Sư sao? Trong mắt ngũ trưởng lão hiện lên vẻ khiếp sợ. Lần trước Mạc Phàm dùng tiên hỏa thiêu cháy đại, nhị trưởng lão, chắc chắn pháp thuật không kém. Còn là Hoành Luyện Tông Sư. Không chỉ bọn họ, sắc mặt đám Đỗ Tư Tư cũng trắng bệch. Những thiết thi này không chịu nổi một kích trước mặt Mạc Phàm thật sự có thể diệt được Vu Thần giáo sao? Chuyện này,
còn muốn thử những luyện thi còn lại không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Nói xong, hắn lập tức lắc đầu. Nếu là người đã chết, vậy để bọn họ chết hoàn toàn đi. Bạch Ngọc kiếm trong tay hắn run lên, trường kiếm lập tức kêu ong ong. Không có kiếm khí, cũng không thấy bất luận kiếm quang gì, hoàn toàn là thanh kiếm đơn giản, chém về phía thiết thi gần đó. Ngũ trưởng lão vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ tiếp tục dùng quả đấm, Mạc Phàm lại dùng khí, trong mắt ông ta lập tức hiện lên âm độc. Mạc Phàm, cậu thực cho rằng pháp khí có tác dụng với thiết thi của lão phu sao, cậu hủy hai thiết thi của tôi cũng hủy pháp khí của cậu. Tâm niệm ông ta khẽ động, 16 thiết thi còn lại đánh về phía Mạc Phàm. Hà Thi Thi cũng không nhàn rỗi, cô ta cũng dùng hai quỷ thi chém về phía Mạc Phàm. Không đợi những quỷ thi này đến bên cạnh Mạc Phàm, Bạch Ngọc kiếm trong tay Mạc Phàm hạ xuống người một thiết thi. Một đầu người bay ra bên ngoài, thiết thi kia bị một kiếm chém bay đầu. Rõ ràng chỉ là một kiếm đơn giản, sắc mặt Hà Thi Thi, ngũ trưởng lão và một đám trưởng lão của Vu Thần giáo vô cùng khó coi. Năng lực của Mạc Phàm đối địch được với thiết thi đã ngoài dự liệu bọn họ, tuy là như vậy, nhưng bọn họ vẫn còn một chút phần thắng, hai đấm có thể địch bốn tay sao. Tổn thất hai thiết thi, bọn họ vẫn còn 16 người, còn có hai quỷ thi địch nổi tiên thiên tông sư. Nhưng pháp khí trong tay Mạc Phàm cắt thiết thi như cắt dưa hấu, lần này khủng bố rồi. Đây là pháp khí gì thế? Ngũ trưởng lão tức giận nói. Tôi nói đây là pháp khí sao? Cái gì? Đám người Vu Thần giáo như bị sét đánh. Không phải pháp khí, chẳng lẽ là pháp bảo? Trên pháp khí là pháp khí không thể gây thương tổn cho thiết thi, nhưng pháp bảo tuyệt đối có thể. Chỉ là pháp bảo vô cùng chân quý. Vu Thần giáo bọn họ cũng có hai kiện pháp bảo, nằm trong tay Vu chủ và thiếu Vu chủ, vậy mà Mạc Phàm cũng có pháp bảo. Cậu chiếm được kiện pháp bảo ở Lỗ gia sao? Mắt Hà Thi Thi mở to, kích động nói. Theo truyền thuyết Lỗ gia có pháp bảo, sao cô ta có thể không biết, nếu không sao cô ta lại ẩn nấp ở Lỗ gia đánh cắp Vu nha, mà không phải giết sạch người Lỗ gia để chiếm lấy. Người nào cũng không ngờ tới Vu nha và pháp bảo Lỗ gia lại nằm trong tay Mạc Phàm. Không sai, nhưng các người biết muộn quá rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đi đến chỗ đám thiết thi, giải quyết một cách nhanh chóng, tất cả thiết thi bị hắn chém giết. Mỗi lần chém xuống một kiếm, sắc mặt ngũ trưởng lão khó coi hơn một chút, trong lòng không ngừng nhỏ máu. Có thể nói những thiết thi này là tâm huyết cả đời của ông ta, chỉ trong phút chốc đã bị Mạc Phàm chém ba người. Tiểu tử, vốn tưởng rằng giữ cậu làm thuốc bổ đến khi thiếu Vu chủ chúng tôi tế tự thành công. Cậu đã muốn chết như vậy, vậy các người đều thành tế phẩm của thiếu Vu chủ chúng tôi đi. Ông ta không do dự lấy một cái pháp bàn trong ống tay áo ra, ném về phía không trung. Hà Thi Thi và hai trưởng lão khác cũng lấy ra pháp bàn tương tự, một cái tương tự pháp ấn đánh vào bên trong. Bốn pháp bàn phiếm hồng quang, trôi nổi phía trên Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, chỉ thấy hồng quang hạ xuống, mấy thứ này bao quanh Mạc Phàm vào trong. Huyết khí nồng đậm kèm theo tiếng quỷ khóc sói gào xuất hiện trong màn hồng quang. Chỉ trong chớp mắt xung quanh Mạc Phàm như địa ngục Tu La, vô cùng khủng bố. Rầm, đất đá văng tung tóe, một đám xúc tua màu đỏ chui từ trong đất ra, múa loạn bốn phía. Quỷ ảnh màu đỏ tự nhiên xuất hiện, lượn vòng xung quanh đám Mạc Phàm, liên tục phát ra tiếng cười quỷ dị khiến da đầu người ta run lên. Đây là huyết tế trận. Cô gái Vu tộc nhìn xung quanh sắc mặt thay đổi, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Cha cô không dạy cô Vu thuật, nhưng nói cho cô biết một số chuyện liên quan đến Vu thuật, huyết tế trận là một trong số đó. Những người bị Vu thần giáo dùng bái sư lừa gạt tới, sẽ được mang đến nơi có khắc huyết tế trận. Một khi tiến vào trong trận pháp này, con người sẽ trở nên điên cuồng, tàn sát lẫn nhau, máu chảy ra khi chết là tế phẩm huyết tế. Huyết khí càng dày đặc. Uy lực của huyết tế trận càng mạnh, đến cuối cùng, huyết tế trận có thể tự lấy khí huyết của con người. Chỉ cần rơi vào trong huyết tế trận, trừ phi có thể chạy thoát, nếu không không ai đủ may mắn thoát khỏi. Sắc mặt Tần Kiệt khẽ đổi, anh ta chưa từng thấy cảnh này bao giờ, dưới chân khẽ động, không ngờ đụng phải xúc tua màu đỏ bên cạnh. Tí tách, trên đùi lập tức như bị nham thạch nóng chảy trong núi lửa chảy vào, huyết nhục mơ hồ. Bên ngoài màn máu. Vẻ mặt đám Đỗ Tư Tư dịu đi, tươi cười hiện lên trên mặt cô ta. Vừa rồi Mạc Phàm giết thiết thi như thái rau, quả thật dọa cô ta sợ.
cuối cùng bây giờ cô ta không cần phải sợ nữa. Chúc mừng thánh nữ tỷ tỷ và các vị trưởng lão, lần này đám người kia sẽ phải chết không thể nghi ngờ rồi. Đỗ Từ Từ nịnh nọt nói. Một khi bắt đầu huyết tế trận này, không hút sạch máu người trong huyết tế trận, tuyệt đối không dừng lại, đám Mạc Phàm chết chắc rồi. Khóe miệng Hà Thi Thi và đám trưởng lão đều nhếch lên, cười lạnh lùng. Nếu đối phó Mạc Phàm, tất nhiên không chỉ có một phương pháp phòng bị. Thiết thi không được, vậy dùng trận pháp giết chết Mạc Phàm. Mạc Phàm, không phải cậu muốn ngăn cản huyết tế của chúng tôi sao, chính cậu đều bị huyết tế, cậu lấy gì ngăn cản? Hà Thi Thi cười nói, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên vẻ không cam lòng. Cô ta vốn chuẩn bị mấy chục phương pháp trả thù Mạc Phàm, xem ra chỉ có thể giết chết Mạc Phàm trong huyết tế trận này. Nếu như vậy, những phương pháp kia đều dùng trên người người nhà Mạc Phàm đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua bốn pháp bàn trên đỉnh đầu, cười khẽ. Đây là trận pháp huyết tế của các người sao? Đám người Hà Thi Thi nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Mạc Phàm bị giam trong trận pháp, vậy mà còn thời gian rảnh rỗi suy nghĩ vấn đề này. Không sai, có thể lọt vào pháp nhãn của cậu không, Mạc Đại Sư? Ngũ trưởng lão cười nói. Mạc Phàm lắc đầu cười. Hắn ở tu chân giới 500 năm, từng thấy trận pháp huyết tế không một vạn cũng phải 8.000. Những trận pháp mà hắn nhớ có cái nào không tiếng tăm lừng lẫy ở tu chân giới. Phu thần giáo chỉ có huyết tế trận đơn giản không thể đơn giản hơn, cũng muốn lọt vào pháp nhãn của hắn. Cùng là trận pháp huyết tế, trận pháp này có hai hiệu quả, trận pháp huyết tế kém cỏi nhất mà hắn biết có thể đạt tới 9 hiệu quả. Đám Hà Thi Thi thấy Mạc Phàm lắc đầu, lông mày lập tức giãn ra. Đợi cậu đi ra được thì nói sau. Đi ra làm khó được tôi sao? Tôi không chỉ ra khỏi đây được, còn hủy diệt toàn bộ huyết tế của các người. Hủy diệt. Hà Thi Thi cười, giống như nghe một con chuột bị bẫy chuột kẹp chặt, đang nói tôi muốn hủy diệt toàn bộ bẫy chuột trong thiên hạ. Huyết tế trận của Vu Thần giáo bọn họ truyền thừa mấy ngàn năm, không có người nào có thể trốn thoát được, cũng chưa từng có người hủy diệt được. Mạc Phàm muốn hủy diệt, làm sao có thể? Mạc Phàm, hội huyết tế của chúng tôi sẽ tiếp tục. Cậu sẽ trở thành một phần của huyết tế, cậu đừng nghĩ đến chuyện thay đổi. Khóe miệng Mạc Phàm khẽ nhếch lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Ngũ hành huyền lôi chú được rồi, bắt đầu ra tay thôi. Vậy thì trợn to mắt của các người nhìn xem, tôi phá hủy huyết tế đại trận của các người thế nào. Tay hắn tạo trận pháp, ngũ giác tinh mang ở chỗ mi tâm sáng lên. Bầu trời vốn vì nhật thực mà tối đen, bỗng nhiên sáng lên. Giống như trên bầu trời có một bóng đèn siêu lớn trôi nổi. Không ít người ngẩng đầu lên nhìn, tiếng kinh hô lập tức vang lên. Trên bầu trời, ở chỗ cao 100 mét, một ngũ giác tinh mang vô cùng to lớn treo trên bầu trời, nhấp nháy lôi quang, như đèn thủy tinh treo trên phòng khách, lúc này treo ở trên trời. Ngũ giác tinh mang vừa xuất hiện, gió mây tụ tập trên bầu trời, mây mù trong mười mấy cây em xung quanh bị kéo đến hết chỉ trong chớp mắt. Lôi vân thật dày che lấp mặt trời, khiến bầu trời càng hắc ám hơn, cũng khiến ngũ giác tinh mang càng chói mắt. Tuy vẫn chưa có lôi quang hạ xuống, nhưng mây đen ép thành dị tượng và cảm giác áp bách vô hình trong không khí, khiến người ta có cảm giác tim bị nắm lấy, không ít người tay chân run lên. Đây là cái gì? Có đệ tử Vu Thần giáo hoảng sợ nói. Pháp trận sao? Vậy mà tiểu tử này tạo pháp trận trên hộ sơn đại trận của Vu Thần giáo chúng ta? Hà Thi Thi, ngũ trưởng lão, đám Đỗ Từ Từ lập tức luống cuống. Mạc Phàm, cậu làm gì thế? Hà Thi Thi kinh hoàng hỏi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười mà không nói. Ngũ hành huyền lôi chú hắn dùng để giải trừ nguyền rủa, ngoại trừ có thể giải trừ nguyền rủa, cũng là một chú pháp nổi tiếng về tấn công ở tu chân giới, có thể sử dụng tổng cộng 5 lần. Chú pháp này còn càng mạnh hơn 10 lần ở dưới bầu trời dày đặc lôi vân. Dùng cái này tới hủy diệt Vu Thần giáo được rồi. Tôi nói rồi, các người không phải là đối thủ của tôi, phu chủ các người xuất hiện còn tạm được, nhưng bây giờ muộn rồi. Sắc mặt Hà Thi Thi tái mét, mắt đảo liên tục, nhưng không nói nên lời. Trận pháp trên bầu trời này còn chưa đánh xuống, đã khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh, không hẳn không thể ngăn cản huyết tế. Không chỉ đám người Hà Thi Thi, trong sơn động giữa sườn núi, mắt phu chủ đột nhiên mở to. Trong con người sâu thẳm, tang thương, bình tĩnh xuất hiện kinh hoàng hiếm có, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái liền ra khỏi sơn động, một đám mây đen xuất hiện dưới chân ông ta,
nâng ông ta đến trung tâm ngũ giác tinh mang. Tiểu tử, cậu dám? Giọng nói già nua như sấm đình truyền khắp Vu Thần Giáo, không khí đều vì chuyện này mà chấn động. Tôi nói rồi, ông xuất hiện cũng đã muộn, hủy hộ sơn đại trận của Vu Thần Giáo ông trước, cho các người không còn chỗ ẩn nấp. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, ngũ giác tinh mang chỗ mi tâm sáng lên. Trên bầu trời, chỗ ngũ giác tinh mang sáng lên như hắc động, lôi vân thật dày bị hút vào trong đó, lôi quang như cự xà hội tụ trong ngũ giác tinh mang. Chỉ trong phút chốc, một vòng tròn đường kính 10 thước hình thành trong ngũ giác tinh mang, như mặt trời ban trưa treo trên cao. Còn chưa đánh xuống, lôi điện đáng sợ khiến không ít người cảm thấy không thở nổi. Sắc mặt đám Hà Thi Thi càng khó coi hơn vài phần. Bọn họ đều không ngờ tới Mạc Phàm lại khủng bố như vậy. Tiểu tử, cậu đừng mơ tưởng. Sắc mặt Vu chủ thay đổi. Ông ta lấy ra một cái đầu lâu thủy tinh màu đen, ngón tay gầy khô nhanh chóng vũ động, một đám pháp ấn đánh vào bên trong. Trên hộ sơn đại trận, mây đen nhanh chóng chuyển động, trong chớp mắt bầu trời đen lại. Trong mây đen, một thứ như móng vuốt mãnh thú viễn cổ xuất hiện, lấy thế diệt thiên vồ về phía mặt trời trong ngũ giác tinh mang, như muốn xé lôi điện và bầu trời. Một đen một trắng, rất dễ thấy ở trong không trung. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, một tay chỉ trời khẽ vũ động. Rầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cực quang kia như lôi long thoát khỏi giam giữ, gầm thét đánh rầm rầm xuống, đánh lên móng vuốt khổng lồ màu đen. Rầm rầm, trên bầu trời giống như có vạn tấn thuốc nổ, tiếng nổ mạnh không ngớt, cách hơn 10 dặm cũng có thể cảm nhận được. Quần sơn lắc lư, mặt đất chấn động, gió lốc lớn nhấc lên, bạch quang bao phủ, giống như thiên địa tích diệt. Trong chớp mắt, toàn bộ Vũ Thần Sơn yên lặng trong cảnh tượng như tận thế. Âm thanh bị bao phủ, mặt trời bị che đi, linh hồn cũng vì thanh thế to lớn mà kinh ngạc đến ngây người. Chỉ còn lôi quang mặt trời và móng vuốt màu đen. Xung quanh Vũ Thần Sơn, dân trên núi cảm nhận được đất đai run run, vội vàng rời khỏi nhà. Động đất sao? Một người bối rối nói. Bên trong một trụ sở quân sự ở Vân Châu. Báo cáo thủ trưởng, vệ tinh của chúng ta phát hiện phía Vu Thần Sơn có năng lượng dao động mãnh liệt. Một chiến sĩ tháo tai nghe nói. Bên cạnh, mấy sĩ quan bộ dạng đang mày trao mặt ủ, biến sắc, lập tức rời mắt sang nhìn. Cuối cùng cũng bắt đầu huyết tế sao. Trên mặt một chiến sĩ trong đó xuất hiện tức giận, lạnh lùng nói. Sĩ quan này vừa mới nói xong, những người khác cũng nắm chặt tay lại. Vu Thần Giáo ngang nhiên dùng máu 10 vạn người Hoa Hạ hiến tế, bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện này. Nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể của Vu Thần Giáo, căn bản không thể ra tay. Lập tức tập trung vị trí này, điều tra hình ảnh cho tôi. Trong nhóm người này có một người đàn ông hơn 50 tuổi, mày kiếm mắt sáng trầm giọng nói. Thủ trưởng, có phải Vu Thần Giáo thả đạn mù ra hay không? Một binh sĩ đeo kính, thân hình gầy yếu nheo mắt lại hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với Vu Thần Giáo, tế tự loại nhỏ trước đó cũng như vậy. Bọn họ cảm nhận được năng lượng dị thường dao động, phóng ra vũ khí tiên tiến nhất, kết quả là hủy đi một thôn trang vô tội. Có phải hay không xem mới biết được. Thủ trưởng kia bình tĩnh nói. Bản đồ vệ tinh lập tức chiếu trên màn hình lớn, hình ảnh vô cùng kinh người xuất hiện trước mặt mọi người. Trên bầu trời có mảng lớn mây đen như gió bão cấp 18, tràn đầy trời đất, bên trong vang lên tiếng sấm sét, khiến người ta sởn gai ốc. Dưới tầng mây, một màn hào quang trong suốt to lớn xuất hiện, chính giữa màn hào quang có một lỗ hổng to, giống như tinh cầu thủy tinh bị thiên thạch xuyên qua, vết rạn như mạng nhện ở khắp nơi trên màn hào quang. Vỡ nát, biến mất. Xuyên qua màn hào quang, những cảnh chưa từng xuất hiện trên bản đồ khu vực càng ngày càng rõ nét. Có khoảng mấy chục ngọn núi. Nhìn thấy ngọn núi này, mọi người trong phòng chỉ huy sửng sốt. Chuyện này, đây là ảo giác hay là thánh địa của Vu Thần Giáo? Một lúc lâu sau, một sĩ quan hoàn hồn hỏi. Không đợi những người khác mở miệng, một chiến sĩ khác nói tiếp. Báo cáo thủ trưởng, đã phát hiện vị trí của những chiến sĩ biến mất lúc trước, vừa mới xuất hiện ở ngay ngọn núi này. Những lời này vang lên, trong lòng mọi người chấn động. Trên người chiến sĩ tham gia nhiệm vụ lần này đều có thiết bị định vị, lúc trước vẫn không tìm thấy, bây giờ lại xuất hiện lần nữa, còn ở trong ngọn núi này. Chuyện này có ý nghĩa gì? Đây là thánh địa của Vu Thần Giáo sao?
không ít người hưng phấn, hít vào một hơi khí lạnh. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bọn họ điều tra nhiều năm như vậy cũng không tra ra được, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vừa rồi bọn họ còn đau đầu, không biết địa chỉ cụ thể, thì không thể ngăn cản huyết tế, sẽ mất 10 vạn người Hoa Hạ. Điều tra cho tôi một phen, có vị đại sư ở đó sao? Thủ trưởng vội vàng nói. Hộ Sơn đại trận của Vu Thần giáo không thể bị hủy không lý do được, nhất định là có nguyên nhân, có khả năng là đại sư cấp bậc tiên thiên hay chân nhân ra tay. Có thể là Lâm tướng quân hay không? Một sĩ quan hỏi. Lâm Thiên Nam được công nhận là người đứng đầu Hoa Hạ, nếu người đó ra tay, rất có khả năng làm đến bước này. Không phải Lâm tướng quân, Lâm tướng quân đang chấp hành nhiệm vụ khác, không ở Vân Châu. Thủ trưởng kia lắc đầu. Lâm Thiên Nam không chỉ không ở Vân Châu, loại chuyện hủy diệt Hộ Sơn đại trận này, Lâm Thiên Nam cũng không làm được, Lâm Thiên Nam không giải trừ được thuật pháp. Sẽ là vị đại sư nào đây? Mặc kệ là vị đại sư nào, lập tức chuẩn bị hành động, không thể đợi thêm nữa. Đã biết vị trí của Vu Thần Sơn, không thể ngồi chờ chết. Dạ. Trong sở chỉ huy nặng nề đã lâu, nhanh chóng náo nhiệt. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ngọn núi Vu Thần, tất cả đệ tử Vu Thần giáo, thấp là người hầu, cao là Vu chủ đều trợn mắt há miệng, mặt như dính bụi đất. Móng vuốt màu đen của Vu chủ gần như không thể ngăn cản lôi điện, liền bị xuyên qua. Vu Thần giáo bọn họ sinh tồn ngàn năm qua đều dựa vào Hộ Sơn đại trận này, tuy đã bị tàn phá không chịu nổi, uy lực không bằng năm đó, nhưng vẫn khiến quân đội không có biện pháp, không có chỗ cho vũ khí thi triển, lại bị người ta phá hủy như vậy. Không có Hộ Sơn đại trận, chẳng khác nào Vu Thần giáo bại lộ dưới đạn pháo của quân đội Hoa Hạ, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Phốc, đại trận bị hủy, máu tươi phun từ trong miệng Vu chủ ra. Gương mặt ông ta vốn như giấy vàng, trong chớp mắt trắng bệch không ít. Mạc Phàm, Vu Thần giáo tôi không thù không oán với cậu, là cậu giết trưởng lão hộ pháp của Vu Thần giáo tôi, sao cậu làm đến mức này, hủy cả đại trận của Vu Thần giáo tôi. Râu tóc của Vu chủ dựng đứng, trừng mắt nói. Trong màn máu, sắc mặt Mạc Phàm lãnh khốc, ngẩng đầu nhìn Vu chủ ở không trung. Nếu tôi không có bản lĩnh hủy diệt đại trận, các người sẽ dùng máu của tôi làm thuốc bổ cho thiếu Vu chủ các người sau huyết tế, đến mức này phải là tôi mới đúng. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Lúc này còn nói như thế, sớm biết sẽ có hôm nay, hà tất phải làm những chuyện lúc trước. Nếu dám lấy nhiều người huyết tế như vậy, nếu dám mạo phạm y tiên bất tử hắn, vậy phải bị diệt. Được lắm, tiểu tử, hôm nay không giết cậu, Vu Thần giáo tôi thề không bỏ qua. Trong mắt Vu chủ phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần tế tự không ngừng lại, bọn họ không tính là thua. Một khi tế tự thành công, người chết là Mạc Phàm và tất cả kẻ địch của Vu Thần giáo. Ngụm máu của ông ta phun lên đầu lâu thủy tinh, chú ngữ rườm rà phun ra. Âm phong xuất hiện xung quanh đầu lâu thủy tinh màu đen, âm thanh trăm quỷ khóc lóc vang lên bên trong, làm cho toàn thân người ta nổi da gà. Từ nay về sau Vu Thần giáo sẽ không còn tồn tại. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ý niệm của hắn khẽ động, lôi vân thật dày lại bị ngũ giác tinh mang hấp thu, hóa thành lôi điện vô cùng khủng bố, hội tụ ở giữa ngũ giác tinh mang. Vừa rồi chỉ hủy Hộ Sơn đại trận của các người, bây giờ sẽ phá huyết tế. Ngón tay hắn khẽ cử động. Lôi long lại từ trên trời giáng xuống, đánh về phía vòng đỏ hoàn toàn tương thích với lỗ hổng mặt trời. Hành động này của Mạc Phàm khiến mắt Vu chủ mở to, sắc mặt thay đổi. Ông ta không để ý đến Mạc Phàm nữa, dùng đầu lâu thủy tinh nghênh đón lôi long. Rầm rầm, lôi long như ngân hà từ cửu thiên giáng xuống, rơi ầm ầm lên đầu lâu thủy tinh. Chỉ trong phút chốc, lôi quang bao phủ đầu lâu thủy tinh bên trong, rơi vào trong vòng đỏ. Âm thanh như tiếng trống rung trời vang lên rất lâu trong không trung, lúc này mới biến mất. Trên tế đàn trong sơn động, đầu lâu thủy tinh màu đỏ xuất hiện vết rạn, nhưng không bị nghiền nát. Lôi quang biến mất, Vu chủ thấy mặt trời đỏ vẫn còn, trên gương mặt già nua hiện lên tươi cười. Hô hô, Mạc Phàm, cậu đừng mơ tưởng ngăn cản huyết tế của chúng tôi, chỉ cần huyết tế của chúng tôi thành công, thần tiên cũng không có cách nào cứu được cậu. Vu chủ cười điên cuồng nói. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt như thường. Nếu lần một không loại trừ được, vậy thì lần hai, thế nào? Rầm rầm, hai đạo lôi quang hạ xuống lần lượt, đánh lên vòng màu đỏ.
không khí, sơn thể, đất đai lại run rẩy, bùng nổ không ngớt. Rầm, tiếng thanh thúy vang lên, đầu lâu khô màu đỏ trên tế đàn vỡ thành từng mảnh. Xung quanh Mạc Phàm, màn máu biến mất, pháp bàn rơi xuống đất. Bốn phía trên núi, từng đạo huyết tuyết như cầu vồng cũng mất theo. Nhật thực trên bầu trời vẫn còn tiếp tục, nhưng không thấy vòng đỏ kia. Trên cả ngọn núi lại lặng ngắt như tờ. Chuyện này, hộ sơn đại trận bị phá, ngay cả huyết tế của bọn họ cũng bị ngăn cản. Hà Thi Thi há miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh, trong mắt đều là khó mà tin. Cô ta vốn định tìm Mạc Phàm báo thù chuyện giết cô ta lúc trước, bây giờ xem ra không chỉ không báo được, ngay cả mạng cũng không giữ được. Mạc Phàm đáng sợ hơn bọn họ nghĩ nhiều. Bên cạnh Hà Thi Thi, một trưởng lão chống gậy, cây gậy rời khỏi tay rơi sang một bên phát ra âm thanh keng keng, ông ta vẫn không phát hiện ra như trước. Một tay vẫn giơ ra, duy trì tư thế ban đầu. Trên mặt đám Đỗ Tư Tư không còn chút tơ máu, bọn họ hoàn toàn đắc tội Mạc Phàm, ai cũng không ngờ Mạc Phàm lợi hại như vậy. Không chỉ hủy đại trận của Vu Thần Giáo, còn làm ngừng huyết tế. Rốt cuộc Mạc Phàm này có thực lực gì, Tiên Thiên Tông Sư hay chân nhân, hay là lợi hại hơn Tiên Thiên Tông Sư và chân nhân? Gần như tất cả đệ tử Vu Thần Giáo đều có vẻ mặt đờ đẫn, giống như đang nằm mơ. Vu Thần Giáo bọn họ truyền thừa mấy ngàn năm, lại bị phá hỏng như thế. Trước mặt đứa bé 17, 18 tuổi, căn bản không có bất luận đường sống đánh lại. Phía sau Mạc Phàm, Tần Kiệt và cô gái Vu tộc ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nhất là cô gái Vu tộc, giống như nhìn thấy thần linh vĩ đại nhất trong Vu tộc bọn họ. Ở phía xa, trong hai mắt bão kinh thương tang của Vu chủ hiện lên tuyệt vọng, ngơ ngẩn nhìn mặt trời màu đỏ chậm rãi biến mất. Chỉ cần hoàn thành nhật thực, Vu Thần Giáo bọn họ có thể vô địch hoa hạ, thậm chí xưng bá trên địa cầu. Bây giờ tất cả đều bị mình Mạc Phàm làm hỏng. Mạc Phàm, nếu hôm nay cậu không thể giết chết toàn bộ đệ tử của Vu Thần Giáo tôi nhất định sẽ khiến Mạc gia cậu trọn đời không thể siêu sinh. Vu chủ như bị bệnh tâm thần quát lên. Giọng nói già nua như lệ quỷ ở cửu U, nói ra nguyền rủa độc ác nhất. Thánh địa Vu Thần Giáo bọn họ là thế lực trải khắp Đông Nam Á, thậm chí là nước ngoài. Chỉ cần Mạc Phàm không giết hết, vậy đợi đệ tử Vu Thần Giáo bọn họ trả thù đi. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang nở rộ. Nếu tôi muốn diệt Vu Thần Giáo ông, không chỉ không bỏ qua bất luận người nào, ngay cả con gà của Vu Thần Giáo ông cũng không bỏ qua. Khai! Hắn khẽ quát, nhắm mắt lại sau đó mở ra, ngọn lửa màu cam xuất hiện trong mắt hắn, ngọn lửa vù vù trong gió. Trong mắt Mạc Phàm xuất hiện ngọn lửa, mọi người ở đây lại khiếp sợ. Trong mắt phun lửa, đây là pháp thuật gì thế? Nhà Đỗ Tư Tư là gia tộc nổi tiếng về khống chế lửa ở Vân Châu, được xưng là hậu duệ của hỏa thần. Lúc này cũng trợn mắt há miệng. Nhà cô ta có trên trăm pháp thuật hệ hỏa, nhưng trong đó không có một loại có thể phun ra ngọn lửa trong mắt. Mau nhìn, trên trời. Có người không để tâm lắm nhìn thoáng qua bầu trời, hoảng sợ nói. Trên bầu trời, ngũ giác tinh mang vốn có đã biến mất, mây đen cũng tản ra, lộ ra nhật thực đã tiến hành hơn phân nửa. Nhưng mà, lúc này, một cái mắt to lớn trôi nổi giữa ngũ giác tinh mang, con mắt lạnh lùng giống như thiên thần cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, vô cùng quỷ dị. Ngọn lửa màu cam trong con mắt lớn giống hệt ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm, bùng cháy hừng hực, như thiên hỏa nhất bàn. Ngũ giác tinh mang lúc trước đã đánh bay gần hết hồn phách mọi người, cự nhãn này lập tức khiến mặt mọi người xám lại. Phá sơn môn của ông, cản trở huyết tế của ông, bây giờ tôi muốn diệt đệ tử của ông, đốt hết cho tôi, phần tẫn tam thiên. Mạc Phàm trầm giọng nói như huyền băng vạn năm. Bù, ngọn lửa màu cam trong mắt hắn bùng cháy to hơn. Hai đạo hỏa xà phun ra, rơi vào trên hai quỷ thi bị ngọn lửa bao trùm, khói đen cuồn cuộn mà ra. Cùng lúc đó, trong cự nhãn trên bầu trời, ngọn lửa màu cam bay ra, như lá phong tung bay trong mùa thu sán lạn, lay động bất định. Ngọn lửa này rơi từ cao trăm mét xuống mặt đất, không chỉ không tắt, trái lại càng ngày càng thịnh vượng. Phù phù, ngọn lửa rơi xuống người mấy đệ tử Vu Thần Giáo đang sợ ngây người. Mấy đệ tử này dập lửa theo bản năng, tay vừa động vào ngọn lửa màu cam, trong chớp mắt tay bọn họ bị thiêu đốt. Không. Một trưởng lão Vu Thần Giáo sát khí đầy người cũng dính hỏa vũ này, vậy mà hỏa vũ này biến mất.
hình như hỏa vũ này không có tác dụng với tôi. Trưởng lão này cười đắc ý nói. Ông ta vừa mới dứt lời, sắc mặt liền kỳ lạ. Ngọn lửa màu cam hừng hực phun từ tai mắt mũi miệng rốn ông ta ra, trong chớp mắt cả người ông ta bị ngọn lửa bao phủ. A, tiếng gào thét hoảng sợ và tiếng thét chói tai vang lên liên tục, rất nhanh nối liền vào nhau, lúc này vô chủ và đám Hà Thi Thi hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ từng thấy vô số tình cảnh, gần như là chuyện như thần như quỷ trong mắt người khác, đối với bọn họ hoàn toàn là hạ bút thành văn. Nhưng nhìn thấy thần thông Mạc Phàm thi triển, bọn họ giống như đang nhìn tiên nhân thi pháp, hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Ngay cả lão vô chủ sống đến tận bây giờ cũng không ngoại lệ. Mạc Phàm, cậu đây là pháp thuật gì, là lửa gì? Lúc trước bọn họ từng thấy lửa của Mạc Phàm rồi, trực tiếp thiêu cháy hai trưởng lão nửa bước là tới chân nhân, ngọn lửa này còn khủng bố hơn ngọn lửa lúc trước. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý đến những người này. Pháp thuật này là một trong những đồng tử thuật của huyết mạch Hồng Liên, tên là Phần Tẫn Tam Thiên. Chỉ cần là người cự nhãn trên bầu trời có thể nhìn thấy, đều bị lửa đốt, phàm là người dính đến nhân quả báo ứng, sẽ trở thành hỏa hạ quỷ. Đây là pháp thuật tương đối cao cấp trong đồng tử thuật, yêu cầu cực cao với huyết khí, cho dù huyết khí của hắn như long cũng rất miễn cưỡng. Sau lần này, chỉ sợ trong vòng nửa năm không thể sử dụng Hồng Liên nghiệp hỏa nữa. Nhưng dùng để diệt phu thần giáo cũng đáng. Hắn rời mắt sang nhìn đám Đỗ Tư Tư. Đỗ Tư Tư thấy Mạc Phàm nhìn sang, mắt mở to, lùi về phía sau theo bản năng. Tiểu hồ ly của tôi, bây giờ cô còn muốn không, Đỗ Tiểu Thư? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Tư Tư nói. Không, không dám, Mạc Đại Sư tha mạng, tha mạng. Sắc mặt Đỗ Tư Tư tái mét, ấp úng nói. Lúc này cô ta hối hận đến mức ruột sắp đứt rồi, vì sao cô ta lại đi trêu chọc Mạc Phàm? Nếu không dám, vậy đi chết đi, đốt. Mạc Phàm nheo mắt lại, hoàn toàn không cho Đỗ Tư Tư cơ hội giải thích, hỏa xà màu cam phun từ trong mắt hắn ra. Hỏa xà khẽ lượn trong không trung, cuốn đám người Đỗ Tư Tư vào trong, ngọn lửa màu cam bùng cháy dữ dội. Không, không, tôi là Đỗ gia, a. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trong lúc này, ngọn lửa dấy lên. Trên cả ngọn núi, thánh địa vu thần giáo giống như một hỏa luyện ngục, khắp nơi đều có tiếng lửa thiêu đốt và tiếng kêu thảm thiết. Vu chủ nhìn hỏa vũ sáng lạn trong không trung, nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế xung quanh, lông mày hoa dâm nhíu lại. Ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhật thực sắp trôi qua rồi, bỗng nhiên trong lòng có quyết định. Mạc Phàm, đây là cậu ép tôi, hôm nay cậu nhất định phải chết. Ông ta nói xong cắn đầu lưỡi, một đoạn chú ngữ phức tạp vang lên từ miệng ông ta. Vu chủ vừa niệm chú ngữ này, một ấn ký như ma quỷ xuất hiện trên lông mày đệ tử vu thần giáo. Vu chủ, đừng làm như vậy. Sắc mặt một trưởng lão bên cạnh Hà Thi Thi thay đổi, vội vàng kêu lên. Ha ha, vu thần giáo bồi dưỡng các người lâu như vậy, cũng đến lúc hy sinh vì vu thần giáo một lần rồi, nhớ kỹ đây là do Mạc Phàm ban tặng. Vu chủ cười lạnh lùng nói. Trong đôi mắt tang thương của ông ta đều là tàn nhẫn và rét lạnh, giống như thay đổi thành người khác. Vạn phệ quỷ ấn. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên dị sắc. Chú ấn này bình thường là tông môn hạ xuống phòng ngừa đệ tử môn hạ phản bội sư môn, một khi chúng vạn phệ quỷ ấn này, sinh tử đều do người hạ ấn nắm trong tay. Nếu kích hoạt loại chú ấn này, toàn bộ khí huyết và linh hồn của người bị hạ ấn sẽ bị chú quỷ cắn nuốt, trọn đời không thể siêu sinh. Cho nên loại chú ấn này là một trong những chú ấn vô cùng tàn nhẫn, danh môn chính phái bình thường sẽ không sử dụng. Lúc này vu chủ kích hoạt nhiều vạn phệ quỷ ấn trên người đệ tử vu thần giáo như vậy, là muốn làm gì? Chỉ trong chớp mắt Mạc Phàm thoải mái hơn, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Huyết tế trận bị hắn làm hỏng, vu chủ kích hoạt vạn phệ quỷ ấn trên người đệ tử vu thần giáo, lấy khí huyết và linh khí của bọn họ. Ông muốn dùng đệ tử vu thần giáo ông làm huyết tế sao? Nếu không thì thế nào? Vu chủ cười âm hiểm nói, vẻ mặt rất thản nhiên, giống như những đệ tử vu thần giáo vốn nên dùng để huyết tế. Kích hoạt vạn phệ quỷ ấn là một trong những kế hoạch của bọn họ, nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ, ông ta sẽ không sử dụng. Nhưng Mạc Phàm thật sự quá cường đại, chỉ sợ đã đến tu vi tiên thiên sơ kỳ đỉnh cao. Nếu ông ta trẻ 20 tuổi, khí huyết còn chưa khô kiệt có thể đấu với Mạc Phàm một trận. Ông ta hiện giờ, bất luận là pháp thuật hay võ đạo đều không là đối thủ của Mạc Phàm.
Một khi đã như vậy, vì tương lai của Vu Thần giáo bọn họ, chỉ có thể hy sinh những người khác. Cho dù tôi chết cũng không để ông kích hoạt chú ấn. Một trưởng lão không cam lòng quát lên, một tay lấy thế lôi đình vỗ mạnh về phía đầu mình. Ông ta là trưởng lão của Vu Thần giáo, đã cống hiến không ít cho Vu Thần giáo, cả đời coi như là cẩn trọng, tuyệt không hài lòng với Vu Thần giáo. Kết quả lại bị Vu Thần giáo thi triển vạn phệ quỷ ấn, ông ta không muốn chết như vậy. Ông chết, hồn phách của ông sẽ trở thành tế phẩm của thiếu vu chủ, đừng từ chối nữa, yên tâm làm tế phẩm của thiếu vu chủ đi, muốn trách thì phải trách Mạc Phàm. Vu chủ cười gằn nói. Ông làm như vậy, sẽ không được chết tử tế. Trên khuôn mặt trưởng lão này và đám đệ tử Vu Thần giáo xung quanh đều là phẫn nộ và không cam lòng, giận dữ hét. Chán Hà Thi Thi, tam trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão không có vạn phệ quỷ ấn, lúc này bọn họ có chút cảm giác thỏ chết cáo khóc. Nếu huyết tế người bình thường bọn họ sẽ không có ý kiến, vậy mà Vu chủ lấy đệ tử Vu Thần giáo bọn họ tế tự, chuyện này hơi quá phận rồi. Dám nói chuyện với tôi như vậy, quả thật các người rất đáng chết. Vu chủ cười lạnh lùng, cuối cùng tạo thủ ấn thành công. Chỗ mi tâm ông ta sáng lên, một tỷ ấn màu đen bay từ trong ra. Toàn thân tỷ ấn màu đen, như mặc ngọc, bộ dạng một tay có thể cầm. Bên trên là cái đầu hình ác quỷ hung dữ, phía dưới là hình vuông, dưới đáy có khắc mấy vạn tự nguệch ngoạc. Đi! Vu chủ ném quỷ tỷ lên trên núi. Quỷ tỷ chớp lóe ô quang, như sao băng bay về giữa sườn núi. Bay được một khoảng liền biến mất trong hư không, khi xuất hiện đã đến trên tế đàn. Một đạo hắc quang bắn ra từ đỉnh chớp quỷ ti, trên tế đàn lập tức lõm xuống một cái máng khảm, giống hệt như quỷ tỷ kia. Ken két, âm thanh tảng đá ma sát vang lên, quỷ tỷ khảm vào trong đó. Quỷ tỷ vừa mới khảm vào bên trong, bỗng nhiên ác quỷ phía trên mở to mắt, nở rộ ánh sáng đỏ như máu. Cùng lúc đó, trong phạm vi Vu Thần Sơn, ngoại trừ Hà Thi Thi và ba vị trưởng lão khác, đệ tử Vu Thần giáo khác mặc kệ có dính hỏa vũ của Mạc Phàm hay không, vạn phệ quỷ ấn trên trán sáng lên. A, à, không. Tiếng kêu thê lương như ác quỷ phát ra từ miệng bọn họ. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ sợ hãi, bắp thịt trên mặt giật giật như ác quỷ hung dữ, thân thể không ngừng run rẩy, giống như vô cùng thống khổ. Có một số người muốn tự sát, nhưng khí thể đỏ như máu vẫn bay từ trong tai mắt mũi miệng bọn họ ra. Không lâu sau, những người này giữ lại thống khổ, biểu cảm không cam lòng lúc trước, biến thành cỗ thây khô. Khí thể màu đỏ trong không trung tụ tập lại, như dạng mây đỏ bay trong thiên không, bay về phía tế đàn, biến mất vào trong đầu lâu hình ác quỷ trên tế đàn. Đầu màu đỏ của ác quỷ tỏa sáng, đường vân huyết sắc từ đầu ác quỷ lan tràn xuống dưới tế đàn. Chỉ trong chớp mắt, ma văn phức tạp trên tế đàn đều sáng lên hồng quang, vòng đỏ biến mất trên bầu trời lại xuất hiện. Nhạt hơn trước một chút, nhưng gần như hình thành một vòng tròn đầy đủ, như một mặt trời khác treo trên bầu trời. Một đỏ một đen huyết nhật lâm không, quỷ dị khó có thể nói. Theo màu đỏ xuất hiện rất lâu, máu loãng đậm đặc chảy từ vòng đỏ ra, từ trên trời giáng xuống. Một cỗ hồng hoang chi khí vô cùng lúng túng, tà dị, mênh mông xuất hiện từ trong máu loãng, tỏa ra xung quanh. Chim chóc trên núi cảm nhận được khí tức này, nhao nhao bay về phía xa. Hung mãnh như ác lang, cũng không do dự rời xa, mộc đầu, huyết tế. Trên vai Mạc Phàm, chân trước tiểu hồ ly dơ cao, hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm máu loãng từ trên trời giáng xuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Huyết tế thành công rồi. Sắc mặt cô gái Vu tộc kia trắng bệch, hoảng sợ nói. Cuối cùng huyết tế vẫn thành công rồi. Vu chủ nhìn máu loãng này, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vui vẻ, lộ ra tươi cười đắc ý. Mạc Phàm, không phải cậu muốn ngăn cản tế tự của Vu Thần giáo chúng tôi sao? Sao cậu không ra tay đi? Nếu không ra tay tế tự của chúng tôi sẽ thật sự thành công rồi. Mạc Phàm chỉ nhíu mày, vẻ mặt không đổi. Cần tôi ngăn cản sao? Không phải giết sạch các người là được à? Hơn 1000 đệ tử của Vu Thần giáo, gần như đều bị Vu chủ dùng vạn phệ quy ỷ ấn giết chết. Hiện giờ bao gồm thiếu Vu chủ hắn chưa từng gặp, chỉ còn lại 6 người. Hắn đã không cần ngăn cản tế tự, chỉ cần giết sạch 6 người còn lại là được rồi. Giết sạch chúng tôi sao? Đợi thiếu Vu chủ hoàn thành tế tự, người chết là cậu. Vu chủ cười khinh thường, nói vô cùng chắc chắn. Dùng đệ tử Vu Thần giáo bọn họ làm huyết tế, tuy hiệu quả ít hơn dùng máu 10 vạn người huyết tế,
chỉ sợ thiếu vũ chủ chỉ có thực lực tiên thiên sơ kỳ. Nhưng chỉ cần có thể thông qua huyết tế đạt được phu thể, cho dù chỉ tiên thiên sơ kỳ, cũng có thể nghiền áp cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Trăm năm qua Hoa Hạ chưa từng xuất hiện tu sĩ kim đan kỳ, thực lực như vậy tuyệt đối có thể vô địch Hoa Hạ, thu thập Mạc Phàm rất dễ dàng. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khẽ. Đây không phải là chuyện một người chết như ông quan tâm. Muốn giết tôi trước khi huyết tế hoàn thành, Mạc Phàm, chỉ sợ cậu còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy. Vu chủ hừ lạnh một tiếng nói. Ông ta tự đánh giá đối địch chính diện không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng ông ta có tu vi tiên thiên chân nhân. Tiên thiên chân nhân bất luận là người nào đều tồn tại như thần tiên, nếu thần tiên dễ giết như vậy, vậy thì không phải thần tiên rồi. Vu chủ mới nói xong, còn chưa ra tay với Mạc Phàm. Chỗ nghi tâm ông ta, bỗng nhiên ấn ký ác quỷ giống đệ tử Vu thần giáo khác như đúc sáng lên. Sắc mặt ông ta lập tức kỳ lạ, hoảng sợ, bối rối xuất hiện trong mắt và trên mặt ông ta. Không, không. Ông ta vội vàng tạo pháp ấn, miệng niệm chú ngữ. Nhưng trong sơn động giữa sườn núi, hồng quang trong mắt ác quỷ trên tế đàn sáng hơn trước không chỉ một lần. Phốc, Vu chủ phun ra ngụm máu, khí thể màu máu không theo ông ta khống chế chui từ trong tai mắt mũi miệng ông ta ra. Tuy hơi chậm một chút, nhưng vẫn bay về phía tế đàn như cũ. Không, sao có thể như vậy? Ở đây, bất luận là đám Hà Thi Thi còn lại, hay là Tần Kiệt, Tiểu Hồ Ly đều sửng sốt. Sao có thể như vậy? Đôi mắt Hà Thi Thi khẽ đảo, tràn đầy khó hiểu. Vạn phệ quỷ ấn của Vu thần giáo bọn họ đều do Vu chủ tự tay hạ, vì sao Vu chủ lại bị vạn phệ quỷ ấn cắn nuốt khí huyết? Ba trưởng lão bên cạnh Hà Thi Thi, cũng là vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Chuyện này, sư phụ, đây là tình huống gì vậy? Tần Kiệt vô cùng khiếp sợ nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua vòng đỏ trên bầu trời, vòng đỏ này đã gần đến đầy đủ, nhưng còn thiếu chút nữa. Không đủ tế phẩm. Không đủ tế phẩm sao? Tần Kiệt và Tiểu Hồ Ly chớp chớp mắt, bộ dạng cái hiểu cái không. Mạc Phàm nhìn chằm chằm vòng màu đỏ trên bầu trời, không giải thích. Thực ra tế tự là trao đổi đồng giá, lấy một thứ có giá trị đổi lấy một thứ có giá trị. Giá trị Vu thần giáo cung cấp không đủ, chỉ có thể lấy trên người người trao đổi. Tế tự này do Vu chủ trì, cho nên thiếu tế phẩm thì lấy từ trên người ông ta. Chuyện nguy hiểm nhất trong tế tự này, cũng có thể nói là phản phệ. Một khi tế tự bị phản phệ, kẻ nhẹ tế tự thất bại, kẻ nặng sẽ bị biến thành tế phẩm, trọn đời không thể siêu sinh, giống như Vu chủ tự làm tự chịu này. Không. Vẻ mặt Vu chủ không cam lòng quát ầm lên. Ông ta kích hoạt vạn phệ quỷ ấn tiếp tục huyết tế, sao tế phẩm có thể không đủ? Vừa rồi những đệ tử của Vu thần giáo nguyền rủa ông ta không được chết tử tế, một khắc trước ông ta còn nói với Mạc Phàm ông ta không chết được, bây giờ ông ta đã bị tế tự phản phệ. Chuyện này không khác gì và mặt thật mạnh, báo ứng này tới cũng quá nhanh rồi. Mạc Phàm, cậu đợi đó, không chỉ mấy người các cậu, hôm nay tế phẩm khắp núi này đều phải chết. Gương mặt già nua của Vu chủ rất khó coi, như bị bệnh tâm thần quát lên. Ông đã muốn tôi chết, vậy đừng giãy giụa nữa, dâng ông làm tế phẩm đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Rõ ràng Vu chủ này muốn hoàn thành tế tự, nhưng vẫn không muốn dâng mình làm tế phẩm. Cậu! Vu chủ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tinh khí của ông ta hơi truyền ra chút. Một đám huyết khí lập tức bay từ trong cơ thể ông ta ra, bay về phía núi. Chỉ trong phút chốc, gương mặt già nua của ông ta như người bệnh gần đất xa trời, không có một chút huyết sắc, ánh mắt cũng ảm đạm hơn nhiều. Nếu không phải ông ta có tu vi chân nhân, lúc này đã sớm tắt thở rồi. Đám huyết khí bay vào trong cơ thể ác quỷ trên tế đàn, trong chớp mắt vòng đỏ trên bầu trời đầy đủ, ấn ký trên trán Vu chủ cũng mất đi. Mặt trời hoàn toàn bị nuốt hết, chỉ có thể nhìn thấy một lỗ ống kính. Vòng màu đỏ chảy máu loãng biến thành màu đen trong chớp mắt. Đậm đặc như dầu mỏ, cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc đã bao trọn đỉnh núi, trong sơn động giữa sườn núi, tế đàn chìm ngập ở bên trong. Ở chỗ vòng đỏ, một đám khí xoáy màu đen xuất hiện, linh khí xung quanh tụ tập về phía luồng khí xoáy, giống như một cái hắc động. Linh khí xoay tròn một cách điên cuồng, ngưng tụ thành hình dạng như cái phễu, rót vào tế đàn trong sơn động, năng lượng khủng bố dao động lan tràn ra bốn phía. Ngũ tinh huyền lôi chú của Mạc Phàm lúc trước đã đủ đáng sợ rồi,
lúc này năng lượng dao động còn khủng bố hơn vừa rồi không chỉ gấp 10 lần. Xung quanh, lá cây rơi từ trên cây xuống, còn chưa rơi xuống đất đã bị năng lượng dao động đáng sợ vặn thành mảnh nhỏ. Rầm. Trên bầu trời rầm rầm chấn động, giống như có cự nhân trúng tên mà ngã xuống, ù ù rung động. Rầm, sơn thể bắt đầu run rẩy, như vạn thú lao nhanh. Rầm, đất đai cũng run rẩy theo, giống như có thứ gì đó đáng sợ muốn chui từ trong đất ra. Thành công, cuối cùng cũng thành công rồi. Vũ chủ kinh ngạc vui mừng nói, vẻ mặt như điên rồi. Trong mắt đám Hà Thi Thi lộ ra vẻ kích động, cho dù là huyết tế, vũ chủ gần như tế tự hết đệ tử của Vu Thần Giáo, nhưng cuối cùng cũng thành công. Chỉ cần vu thể của thiếu vũ chủ thành, không lâu sau, Vu Thần Giáo bọn họ sẽ huy hoàng như xưa. Chúc mừng vu chủ thành công tạo vu thể. Đám Hà Thi Thi vội vàng quỳ về phía động lên núi. Nếu tế tự thành công, dựa theo quy củ của Vu Thần Giáo bọn họ, thiếu vu chủ sẽ là tân vu chủ của bọn họ. Sư phụ, chúng ta làm sao đây? Tần Kiệt lo lắng nói. Thiếu vu chủ của Vu Thần Giáo còn chưa đi ra ngoài, cả sơn thể đều bắt đầu run rẩy, thanh thế to lớn cỡ nào, sư phụ anh ta thật sự có thể đối phó sao? Mọi người lùi về sau trước đã. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt ra hiệu với Tiểu Hồ Ly nói. Ê, Tiểu Hồ Ly nghe lời nhảy lên trên vai Tần Kiệt mang cô gái vu tộc kia đi về phía mật đạo. Bọn họ ở đây cũng không giúp đỡ được gì, vẫn nên lùi ra xa tốt hơn. Mắt Hà Thi Thi và ba vị trưởng lão còn lại nheo lại, hàn quang nở rộ. Bóng dáng bốn người nhoáng lên một cái, vòng ra phía sau đám Tần Kiệt, chặn đường đi của bọn họ. Lúc này còn muốn đi, có phải hơi muộn rồi không? Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Tiểu tử, vẫn nên ở lại đi, để hai lão già Tần Quỳnh và Lạc Phi kia đến chuộc người. Ngũ trưởng lão híp mắt, cười đắc ý nói. Nếu không vì Mạc Phàm, hơn 1000 đệ tử của Vu Thần Giáo bọn họ không bị hiến tế, món nợ này nhất định phải tính trên người Mạc Phàm. Một đệ tử của Vu Thần Giáo bọn họ bị giết, đều phải diệt cả nhà, Mạc Phàm giết hơn 1000 đệ tử của bọn họ, sao có thể thả mấy người kia rời đi? Lúc trước Mạc Phàm chèn ép Vu Thần Giáo bọn họ, đám Tần Kiệt còn có cơ hội rời đi. Hiện giờ không chỉ Mạc Phàm không đi được, bọn họ cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Các người! Tần Kiệt nắm chặt tay, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Hà Thi Thi yếu nhất trong bốn người cũng có tu vi cao hơn hắn, muốn giữ bọn họ lại cũng quá dễ dàng. Mạc Phàm cười lạnh lùng, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Muộn sao? Ba người các ông chết trước đi, đốt! Mạc Phàm liếc mắt nhìn ba trưởng lão một cái, trong mắt xuất hiện ngọn lửa. Lần này ngọn lửa màu cam không bắn từ trong mắt hắn ra, mà tự nhiên xuất hiện trên tay ba trưởng lão này. Sắc mặt ba trưởng lão thay đổi, bọn họ vất vả lắm mới đợi được tới huyết tế thành công, không muốn chết nhanh như vậy. Không đợi bọn họ thi triển pháp thuật gì, ngọn lửa màu cam giấy lên từ trong cơ thể bọn họ ra, ba trưởng lão gần như chưa kịp kêu một tiếng, còn chưa từng cười được 3 giây, liền hóa thành tro bụi. Vẻ mặt Hà Thi Thi sửng sốt, đắc ý trên mặt biến mất, thay vào đó là trắng bệch. Mạc Phàm lạnh lùng rời mắt, nhìn về phía Hà Thi Thi. Không phải cô muốn báo thù sao, tôi cho cô cơ hội, cô sẽ thấy suy nghĩ của cô là ngu ngốc. Hắn nói xong, ngọn lửa trong mắt lại sáng lên. Ngọn lửa này như cánh hoa, trôi nổi xung quanh Hà Thi Thi, xoay tròn quanh người cô ta, chỉ cần Hà Thi Thi hơi cử động một chút, sẽ bị lửa thiêu đốt. Cậu! Hà Thi Thi cắn môi son, đôi tay trắng như phấn nắm chặt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ. Mạc Phàm, bây giờ cậu không giết tôi. Đợi vu chủ chúng tôi đi ra, cậu sẽ hối hận cả đời. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nhạt. Hắn vừa nhắm hai mắt, ngọn lửa màu cam trong mắt biến mất, lộ ra con ngươi đen như mực lúc trước, nhìn về phía giữa núi càng ngày càng chấn động dữ dội. Thực cho rằng huyết tế ra vô thể thì vô địch thiên hạ. Từ khi hắn trọng sinh tới nay, chưa từng gặp địch thủ chân chính. Lần này phải xem vô thể trên địa cầu có uy lực thế nào. Có thể khiến y tiên bất tử hắn dùng toàn lực không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.